Chương 51 Ta vậy mà đơn thuần tin ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lâm Hiểu Hàm hiện tại muốn quan tâm sự tình rất nhiều. Lâm Hiểu Giai không nghĩ lại cho nàng ngột ngạt. Thế là xin nhờ Thẩm Phong không muốn đem tiêu phượng trân đến náo việc này nói cho nàng. Thẩm Phong đáp ứng. Thế là sau khi tan việc Lâm Hiểu Hàm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trở về nhà lại bắt đầu bận bịu việc nhà, bận biệu đồng đồng cùng chiêu A Di sự tình, cơ hồ là một khắc đều không rảnh rỗi thời gian. Ban đêm 11 giờ, Lâm Hiểu Hàm cho đồng đồng ngâm sữa, chuẩn bị đút nàng ăn liền đi ngủ, đại môn lại tại lúc này truyền đến mở khóa thanh. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lại kinh ngạc trông thấy hai cái ngoài ý muốn thân ảnh. Cha, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Trung Lan Tú vừa tiếp xúc với đến Lâm Đại Chí điện thoại liền nhờ Hà Ngọc Thúy chiếu cố A Hiên, chính mình thì lòng nóng như lửa đốt mua nhanh nhất chuyến bay gấp trở về. Lâm Đại Chí cũng là không yên lòng, thế là về nhà thu thập hành lý, cũng lái xe chạy tới. Kết quả cùng nhau chạy tới hai người trùng hợp tại dưới lầu đụng phải, bởi vậy liền cùng tiến lên tới. Hiểu hàm, nghe nói ngươi muốn cùng Vân Phi ly hôn, chuyện gì xảy ra a? À? Trung Lan Tú hành lý cũng không kịp thả, liền lên trước lo lắng lo lắng nói, làm sao lại đột nhiên liền nháo đến ly hôn nghiêm trọng như vậy chứ? Lâm Hiểu Hàm kinh ngạc. Mẹ ngươi làm sao lại biết? Trung Lan Tú thở dài. Cha ngươi gọi điện thoại nói cho ta biết, vừa nghe nói ta an vị không ở, lúc này mới tranh thủ thời gian mua vé máy bay trở về. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Trong điện thoại hắn còn nói không rõ ràng, gấp rút chết ta rồi. Lâm Hiểu Hàm vạn mi nhìn về phía Lâm Đại Chí. Cha! Lâm Đại Chí nhìn nàng một cái, trầm mặt không có lên tiếng, ánh mắt trong phòng tìm tòi lượt đều không có gặp muốn gặp người về sau hắn quay người ra cửa đi đến đối diện hiểu dai là ở nơi này không sai a à. thấy thế lâm hiểu hàm tâm nhảy một cái cha ngươi muốn làm gì lâm đại chí cũng đã đưa tay phanh, phanh 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 gõ cửa lâm hiểu hàm nhanh chóng đưa trong tay bình sữa ném cho đồng đồng sau đó quá khứ kéo hắn cha ngươi đừng quấy rầy hiểu dai nàng hai ngày này giúp ta mang hài tử rất vất vả có chuyện gì ngươi nói với ta. Nhưng mà lại đã muộn, Lâm Hiểu Giai nghe được tiếng vang lên mở ra cửa, đối mặt đánh cũng là con ngươi chấn động. Cha! Lại nhìn thấy đằng sau ôm đồng đồng chung lan tú, càng là kinh ngạc ngạc nhiên. Mẹ, ngươi làm sao cũng quay về rồi. Lâm Đại Chí cắn răng. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Ta cùng ngươi mẹ ly hôn không đủ, ngươi còn muốn tỷ ngươi cùng tỷ phu cũng ly hôn sao? lâm hiểu dai sắc mặt trầm xuống mím môi không nói lâm hiểu hàm lại là trực tiếp nổi giận cha ngươi nói cái gì muốn cùng vân phi ly hôn là quyết định của ta mắc mớ gì đến hiểu dai rồi ngươi còn giúp nàng nói chuyện lâm đại chí cả giận ngươi bà bà đều gọi điện thoại nói cho ta biết lúc đầu chỉ là ồn ào cái đỡ đi về cùng nàng một chuyến sau liền trực tiếp biến thành muốn ly hôn còn nói chuyện không liên quan đến nàng ai mà tin chỉ là ồn ào cái đỡ. Lâm hiểu dai trào phúng, a, à, nói đến thật là tốt nghe. Rõ ràng là nàng trọng nam kinh nữ uy hiếp tỷ nhất định phải sinh nhi tử, tỷ buồn lòng mới quyết định cùng tỷ phu ly hôn, bây giờ lại đem chính mình hái được sạch sẽ, nguyên nhân toàn đẩy lên trên người ta, cũng là lợi hại. Vậy ngươi liền dám nói ngươi một điểm trách nhiệm đều không có. Lâm đại chí cả giận nói, người thế hệ trước muốn tôn tử rất bình thường, không phải ai đều giống như ngươi cưới đều không nghĩ kết, hài tử không nghĩ sinh. Ngươi đây mới là thật không bình thường. Người ta một cái thân thích, lại là trưởng bối, tới ngươi không hảo hảo chiêu đãi coi như xong, còn động thủ đánh người, ngươi sách đều đọc đi nơi nào. Điểm ấy cơ bản lễ phép đều không có. Đánh người. Không biết rõ tình hình Lâm Hiểu Hàm cùng Trung Lan Tú song song sững sờ, Trung Lan Tú càng là kinh hô vội la lên hiểu giai ngươi động thủ đánh hiểu hàm bà bà rồi ngươi làm sao xúc động như vậy a à, nói ra người ta muốn mắng chết ngươi là nàng đánh trước ta lâm hiểu giai nhịn không được thốt ra ta không hoàn thủ chẳng lẽ để tùy đánh a à. nàng đánh trước ngươi nỗi nóng lâm đại chí không khỏi khẽ giật mình nàng đây không có nói với ta bất lợi nàng nàng đương nhiên sẽ không cùng ngươi nói lâm hiểu giai trào phúng dù sao tại trong lòng ngươi ta vốn chính là cái không biết lễ phép không có lễ nghĩa liêm sĩ người nói hay không khẳng định đều sẽ nhận định sai là ta không nói nàng hình tượng còn có thể càng tốt hơn một chút không phải một phen đem lâm đại chí phúng được yêu thích lúc trắng lúc xanh lâm hiểu hàm lại là nghe được triệt để đã kéo xuống mặt nàng đánh ngươi nữa chuyện khi nào ta làm sao không biết lâm hiểu dai lâm hiểu hàm thanh âm dương lên Hiểu dai. Tốt a, à, ta vốn là không nghĩ cho ngươi ngột ngạt. Bất đắc dĩ, Lâm Hiểu dai đành phải đem hôm nay tiêu phượng trân tới sự tình một năm một mười nói ra, cuối cùng nhúng nhúng vai. Sự tình chính là như vậy, ta là bị khí, nhưng cũng không có để nàng tốt hơn bao nhiêu, ngươi gần nhất cũng rất phiền, ta liền. Mẹ, phiền phức trước giúp ta mang xuống đồng đồng. Ai, đã trễ thế như vậy ngươi đi nơi nào? Lâm Hiểu Hàm không có lên tiếng, đột nhiên vứt xuống câu này về sau, quay người về phòng cầm điện thoại cùng chìa khóa, áo ngủ đều không đổi liền trầm mặt không nói một câu bước nhanh đi xuống lầu. Trung Lan Tú vội la lên. Đã trễ thế như vậy nàng đây là muốn đi cái nào a? À? Lâm Hiểu Giai ngưng mặt. Ta đoán chừng là đi tìm tỷ phu bọn hắn. Nghĩ nghĩ lại nói, mẹ, ta không quá yên tâm, trước đi theo nhìn xem, ngươi cùng đồng đồng liền đãi ở nhà chờ xem nói liền đóng cửa muốn đuổi theo. Ai hiểu dai chờ chút, ta muốn đi theo ngươi. Mẹ! Trung Lan Tú không nhiều lời, chỉ là vội vội vàng vàng trở về phòng cho đồng đồng khoác nhiều cái áo khoác. Một bên Lâm Đại Chí cũng giữ im lặng đi theo các nàng cùng nhau xuống dưới. Lâm hiểu dai lúc đầu nghĩ đi gọi taxi, Lâm Đại Chí thấp giọng nói. Ngồi ta đi, nhanh lên. Lộ trình cũng không xa, 20 phút liền đến. Ba người tại dưới lầu đoạn đến mới từ dưới xe taxi tới Lâm Hiểu Hàm, Trung Lan Tú khuyên nhủ. Hiểu Hàm, được rồi, đều đã trễ thế như vậy, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, a. À. Lâm Hiểu Hàm nhìn xem nàng, ngữ điệu trầm lãnh. Mẹ, ta mời nàng là trưởng bối, mời nàng là Vân Phi mụ mụ, mời nàng là đồng đồng nải nải, mời nàng bất kể như thế nào cũng coi là giúp ta nuôi dưỡng một nửa đồng đồng, cho nên ta nhẫn nàng, để nàng, lại khổ lại mệt mỏi lại ủy khuất không có cùng với nàng phàn nàng, chống đối qua nửa câu, không chịu nổi cũng chỉ là cùng Vân Phi tự mình bình thản đề ly hôn, không cùng với nàng náo một lần, có thế nàng không nên đem tôn trọng của ta nhường nhịn xem như mềm yếu dễ khi dễ, còn đột phá ta ranh giới. Cuối cùng đụng đến ta người nhà, ta đây không có khả năng lại nhẫn nàng, để nàng. Dứt lời, Lâm Hiểu Hàm mở cửa nhanh chân tiếng lâu lâm hiểu giai các nàng cũng chỉ có thể vội vã đuổi theo phanh 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 tạ vân phi cùng tiêu phượng trân vừa nằm ngủ nghe được tiếng đập cửa bất đắc dĩ bò lên tạ vân phi bật đèn mở cửa đối mặt đánh sững sờ hiểu hàm ánh mắt nhất chuyển thấy được nàng sau lưng càng là triệt để ngây người cha mẹ hiểu giai muộn như vậy các ngươi làm sao đều tới Trung lan tú có chút xấu hổ cùng hắn chào hỏi Vân Phi đè xuống đầy bụng hồ nghi, Tạ Vân Phi vội nói: Mau vào đi. Lúc này Tiêu Phượng Trân cũng khoan thai từ gian phòng đi tới. Ai vậy? Thấy rõ sau cũng là sững sờ, lập tức nhiệt tình nói: A, à, là thân gia tới rồi, mau vào ngồi. Lâm Hiểu hàm lạnh lùng nói: Không cần, nói xong mấy câu chúng ta liền đi. Dứt lời ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía Tạ Vân Phi ly hôn hiệp nghị ta đã cho ngươi cũng cho thời gian ngươi suy tính nếu như không có vấn đề hừng đông về sau chính thức đi làm thủ tục đi tạ vân phi hiểu hàm cái này chuyển tiếp đột ngột kịch bản nện đến tạ vân phi một mộng làm sao đột nhiên cứ như vậy hiểu hàm thái độ biến cường ngạnh như vậy rồi không chờ hắn hỏi rõ ràng lâm hiểu hàm lại đi đến tiêu phượng trân trước mặt từng chữ nói ra ta trịnh trọng nói cho ngươi là ta không nghĩ lại sinh hài tử không nghĩ hài tử sinh ra ở như thế không có cảm giác an toàn cùng ngươi tam quan như thế dị dạng nải nải bên người lớn lên cho nên ta mới quyết định không sinh quyết định cùng vân phi ly hôn cùng bất kỳ người nào khác không quan hệ làm phiền ngươi lâm hiểu hàm đưa tay chỉ nàng xương bả vai tăng thêm ngữ khí lặp lại làm phiền ngươi về sau có chuyện gì hướng ta đến đừng lại tự mình tìm ta người nhà châm ngòi người nhà của ta càng không cho phép nhúc nhích tay đánh người nhà của ta nếu không ngươi có bao nhiêu hung ác ta liền nhiều hung ác ngươi làm những gì ta liền toàn bộ chiếu vào đủ số trả lại cho ngươi có nghe hay không tạ vân phi mẹ ngươi đi tìm hiểu hàm người trong nhà còn đánh người rồi tạ vân phi chấn kinh tức giận vô cùng ngươi tại sao muốn làm như thế rất quá đáng có biết hay không ta còn không phải là vì ngươi tiêu phượng trân khóc ròng nói ta biết nàng muốn ly hôn còn muốn mang đi đồng đồng ta không làm như vậy ngươi liền thật muốn ly hôn cái gì cũng bị mất dứt lời lại chỉ vào lâm hiểu hàm mắng ngươi thật là không có lương tâm từ khi ngươi gã sau khi đi vào chúng ta không có một phân một hào có lỗi với ngươi vân phi còn đối ngươi tốt như vậy bây giờ chẳng qua là muốn ngươi nhiều sinh con trai mà thôi ngươi lại như muốn mạng ngươi đồng dạng lại là khóc lại là rời nhà trốn đi còn muốn ly hôn, có người dạng này đưa người lão bà sao? Ngươi hỏi một chút cha mẹ ngươi, nữ nhân nào không sinh hài tử? Nhà nào đình không phải muốn nuôi nhi dưỡng già, ta như thế yêu cầu nơi nào có sai? Trung Lan Tú cùng Lâm Đại Chí liếc nhau, song phương sắc mặt đều là mất tự nhiên. Nuôi nhi dưỡng già, nhất định phải sinh đến nhi tử, cái này đích xác là bọn hắn người thế hệ trước thâm căn cố đế quan niệm, cũng hoàn toàn chính xác đều là như thế đi tới, cho nên bọn họ đích xác không có lập trường đi giúp hiểu hàm, cùng chỉ trích tiêu phượng trân. Có thế cái này quan niệm, thật vẫn là đúng sao? Còn có cần phải thủ vững sao? Lâm hiểu hàm cười lạnh. Các ngươi không hề có lỗi với ta, Vân Phi tốt với ta, vậy ta chẳng lẽ liền có có lỗi với các ngươi, đối Vân Phi không xong sao? Mang thai nôn ngén, ăn cơm trên đường sợ ảnh hưởng hắn muốn ăn, mỗi lần ta đều một người chạy vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa nôn sạch sẽ thu thập xong trở ra, cũng không có cùng hắn kêu khổ phàn nàn hơn phân nửa câu. Tới gần sản xuất sợ ảnh hưởng đến hắn nghỉ ngơi không tốt, thế là các ngươi quê quán chờ sinh ở cử, kết quả lại đụng tới hiếm có âm mấy chuyến thời tiết, mà ngươi. Lâm Hiểu Hàm nhìn xem tiêu phượng trân. Sản xuất thời gian sau mong muốn sớm, Vân Phi trên xe còn không có trở lại, mà khoảng cách quá xa, người nhà ta đến không tiện, thế là chỉ có một mình ngươi theo giúp ta đi bệnh viện tiến phòng sinh ta đau muốn chết khóc đến muốn chết nhịn không được đi nắm tay ngươi có thế ngươi lại đem ta đẩy ra chính mình trốn đến một bên sau đó ta không ngừng tự an ủi mình ngươi chỉ là sợ hãi cho nên mới đem ta đẩy ra đi tới một bên cũng không phải là cố ý bảo bảo thật vất vả xuất sinh kết quả nước ối hút vào quá nhiều sắc mặt tím xanh đen nhánh sẽ không khóc sẽ không gọi bác sĩ cùng ta gấp muốn chết, không ngừng đập la lên, ngươi lại thấy là nữ hài sau thất vọng đi ra ngoài, lấy cớ muốn đi thông tri những người khác. Ở cử, Vân Phi chỉ bồi ta 7 ngày liền chạy trở về đi làm. Từ hắn đi về sau, ngươi ngoại trừ một ngày ba bữa cho ta bưng ăn bên ngoài, bảo bảo có chuyện chính là ta một người đang xử lý. Lâm hiểu hàm nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Có lẽ là lúc sinh ra đời nước ối hút vào quá nhiều nguyên nhân, bảo bảo thân thể yếu, không có cảm giác an toàn, cho nên thường xuyên muốn người ôm, vừa để xuống xuống giường liền khóc. Thời tiết lạnh, không có hơi ấm, sản xuất sau khâu vết thương địa phương còn mỗi ngày đều kim đâm giống như đau, đau nhất, ta lại lạnh vừa mệt lại khốn vừa đau, rất muốn rất muốn hảo hảo ngủ một giấc, có thế ngươi nhưng xưa nay cũng không chịu chủ động giúp ta ôm một cái bảo bảo, ta chỉ có thể ráng chống đỡ, nửa nằm ôm nàng ngủ, thân thể cùng hai tay mỗi ngày đều là tê dại. Mỗi ngày nửa đêm, Gió lạnh cào đến muốn mạng, Bảo Bảo thật vất vả ngủ say một chút xíu, ta mới có thể kéo lấy thân thể bắt đầu tắm rửa, tẩy Bảo Bảo quần áo, tẩy quần lót của ta. Rất nhiều lần ta phơi xong quần áo ngồi tại trên ban công thổi gió liền muốn trực tiếp nhảy xuống. Tất cả mọi người trái tim co rụt lại. Lâm Hiểu Hàm khóc ròng nói: "Ta không nghĩ ra. Mẹ nhà hắn thật quá thống khổ. Ta một cái nhân sinh sống được thật tốt, công việc có tiền có." tại sao muốn kết hôn đến thụ loại này tội liền hảo hảo ngủ một giấc cũng không thể nàng quay đầu nhìn về phía tạ vân phi ta không chịu nổi gọi điện thoại cho ngươi để ngươi mau trở lại có thế ngươi đi công tác về không được chỉ có thể ở trong điện thoại liều mạng an ủi ta có thế cái này đối ta tới nói căn bản không có tác dụng gì không có cách ta lại cho hiểu giai gọi điện thoại hiểu giai không nói hai lời chạy tới kết quả vẫn còn phải bị người nhà ngươi không hiểu cùng lời nói lạnh nhạt tại nhà khách ở nửa tháng ra trong tháng ta cùng bảo bảo đi lên một người chiếu cố nàng có thế nghỉ sinh nghỉ xong ta phải đi làm phù hợp yên tâm bảo mẫu mời không đến ngươi cũng không tán thành mời nói ngoại nhân không yên lòng thế là chỉ có thể để ngươi mẹ đi lên hỗ trợ chiếu kháng có thế nàng là thế nào nhìn mỗi ngày ôm bảo bảo xem tv đối nàng không có một chút kiên nhẫn cùng yêu mến ta một chút ban liền lập tức ném cho ta, mỗi ngày cùng ta phàn nàng bảo bảo rất khó mang, nàng chiếu kháng rất vất vả. là, ta thừa nhận nàng vất vả, cũng cảm tạ nàng nỗ lực, cho nên khắp nơi nhường nhịn, chưa từng cùng với nàng chống đối nửa câu, nên cho nàng tiền cùng vật ta cũng đều cho, còn nhớ ta như thế nào? a, à, lâm hiểu hàm cười khẽ, nguyên lai còn muốn ta sinh nhi tử, không chỉ là hai thai, còn nhất định là muốn nhi tử tạ vân phi nghe được trái tim rút đau nhìn không được tiến lên hiểu hàm lâm hiểu hàm ánh mắt vừa nhất tạ vân phi xinh xinh dừng bước ta thật sinh không nổi lâm hiểu hàm nhìn xem hắn mệt mỏi đạo chúng ta ly hôn ngươi đi tìm người khác sinh đi ta là thật thật rất mệt mỏi rất mệt mỏi nếu như có thể mà nói phiền phức xem ở vợ chồng một trận tình cảm bên trên coi trọng ngươi mụ mụ đừng lại tới quấy rầy cuộc sống của ta được không? Lâm Hiểu Hàm một nhà tới vội vàng, đi cũng là vội vàng. Tạ Vân Phi cúi thấp đầu đứng tại chỗ, thấy không rõ thần sắc trên mặt. Tiêu Phượng Trân thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hô. Vân Phi Tạ Vân Phi ánh mắt vừa nhất, ánh mắt kia đánh trúng Tiêu Phượng Trân tâm rung lên. Nàng cho tới bây giờ không có ở tính tình ôn hòa trên người con trai nhìn qua dạng này lăng lệ cùng hối hận ánh mắt. Vân Phi Mẹ, Tạ Vân Phi nắm chặt song quyền, mắt đỏ mỗi chữ mỗi câu thống khổ nói, ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta sẽ chiếu cố thật tốt hiểu hàm, ngươi cũng gạt ta mặc kệ sinh nam sinh nữ ngươi cũng sẽ đối xử như nhau, sẽ không cùng trước kia đồng dạng, có thế nguyên lai. Ngươi bất quá là nghĩ hống chúng ta trước tiên đem hài tử sinh mà thôi, ta lại vậy mà đơn thuần tin ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Sở hữu hạnh phúc đều tương tự, mà bất hạnh lại đều có các khó hy vọng chúng ta cuối cùng đều có tương tự hạnh phúc. Nhanh kết thúc chỉnh lý mạch suy nghĩ, tăng thêm tam thứ nguyên lâm thời có việc, cho nên mấy ngày nay đổi mới cũng sẽ không ổn, muộn mà nói mọi người đừng cắt loại, thật có lỗi a. À. Chương 52 Trong ngoài đều không phải người trong nhà. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trên đường về nhà, Lâm hiểu dai một đoàn người ai cũng không nói chuyện, đến nhà về sau, cũng là trầm mặt một mảnh. Đồng đồng khuôn mặt nhỏ buồn ngủ, ngáp liên tục, Lâm Hiểu Hàm đơn giản tiếng chào hỏi liền ôm nàng tiếng gian phòng ngủ. Còn lại ba người tình huống có chút xấu hổ. Lâm Hiểu Giai cùng Lâm Đại Chí hai cha con có ngăn cách, Trung Lan Tú cùng Lâm Đại Chí lại là ly hôn chồng trước vợ, duy nhất quan hệ chẳng phải cương Lâm Hiểu Hàm lại ôm bé con đi ngủ. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người đều là không được tự nhiên. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Hiểu Giai liếc mắt Lâm Đại Chí, nhạc nói. Ngươi đêm nay đi A à Khải Giang phòng ngủ đi. Lại quay đầu. Mẹ, tỷ cùng đồng đồng trong khoảng thời gian này hẳn là đều tạm thời muốn trước ngủ phòng của ngươi, ngươi trước hết đến ta bên kia ở đi. Trung Lan Tú không có dị nghị, Lâm Đại Chí thì là đã không có dị nghị, cũng không dám có dị nghị. Bôn ba sầu lo một ngày, Trung Lan Tú vốn nên mệt nhọc buồn ngủ, có thế thu thập xong đồ vật, rửa mặt xong về sau, nàng nhưng thủy trung tâm sự nặng nề, một điểm buồn ngủ cũng không có. Lâm hiểu giai xóa xong mặt từ phòng vệ sinh ra lúc vừa hay nhìn thấy nàng mất hồn mất vía ngồi ở phòng khách ghế sofa trên giường ngẩn người. Mẹ, làm gì đâu? Lâm hiểu giai vương tay ở trước mặt nàng lung lay, mệt mỏi một ngày còn không mau đi ngủ. A, à, đi ngủ. Trung Lan tú lấy lại tinh thần, vô ý thức đáp câu, có thế ngẩng đầu nhìn nàng mắt về sau, lại dừng một chút một lần nữa cúi đầu xuống đầy bụng vẻ u sầu than nhẹ hiểu dai ta ngủ không được lâm hiểu dai tại bên cạnh nàng ngồi xuống ánh mắt nhìn qua phía trước tuyết trắng vách tường trầm mặc sẽ mở miệng nói vì tỷ sự tình câu hỏi lại là giọng khẳng định Trung lan tú gật gật đầu tâm tình phức tạp hiểu dai hiểu hàm nàng đêm nay nói đều là thật sao ân Lâm Hiểu Giai ánh mắt bất động, ngữ khí bình tĩnh, mọi chuyện cần thiết đều chỉ có nàng nói ít mấy phần, không có nhiều hơn một điểm. Trung Lan Tú sững sờ, ấy nấy cùng tự trách trong nháy mắt mãnh liệt mà tới. Ta không biết. Hiểu hàm nàng cho tới bây giờ không nói với ta, ta thật không biết. Nghe vậy Lâm Hiểu Giai ánh mắt cuối cùng từ phía trước tuyết trắng trên vách tường dịch chuyển khỏi, nghiêng đầu nhìn xem nàng. Nàng cúi đầu, ngữ khí hơi ngạnh, khóe mắt ửng đỏ, hiển nhiên là đang đau lòng khổ sở, cũng hiển nhiên là thật ấy nấy cùng tự trách, vì lúc trước nữ nhi thống khổ như vậy nàng không chút nào không biết, càng không có mảy may thăm hỏi cùng trợ giúp. Thế nhưng là... Mẹ, Lâm Hiểu Giai thấp giọng nói, chúng ta không phải là không có nói qua, ngươi cũng không phải không biết, ngươi chẳng qua là cảm thấy đây không phải bao lớn sự tình mà thôi. Trung Lan Tú khẽ giật mình, ngẩng đầu ánh mắt ngu ngơ, tự hồ cũng không minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ lâm hiểu dai thở dài hai tay về sau khẽ chống ngẩng đầu hơi hít mắt nhìn về phía phía trên sáng tỏ đèn chân không tỷ sẽ đáp ứng hồi tỷ phu quê quán chờ sinh ở cử một là bởi vì đau lòng tỷ phu không nghĩ hắn nghỉ ngơi không tốt hai là bởi vì lúc trước gặp mặt ở chung bên trong bà bà cho tỷ ấn tượng là chịu khó hiền lành liền cùng ngươi không sai biệt lắm cho nên nàng cảm thấy trở về từ nàng chiếu cố hẳn là cũng không có bao lớn vấn đề bởi vậy mới có thể quyết định trở về thật không nghĩ đến. trước đó nàng đều là công ty nghỉ mới cùng tỷ phu cùng nhau trở về, đợi thời gian cũng không dài, nhiều lắm là ba ngày, cho nên rất nhiều vấn đề nàng trước đó cũng không phát hiện. thẳng đến trở về chờ sinh ngày đêm ở chung bên trong nàng mới bắt đầu chậm rãi biết. nàng bà bà chịu khó là thật, hiền lành cũng là thật, nhưng lại là phân chuyện. Lâm hiểu giai nhíu nhíu mày, nói, tỷ như nói nàng làm việc nhà nông rất chịu khó, trồng rất nhiều cùng lương thực nhưng đối đãi việc nhà liền rất qua loa không kéo phòng bếp không thu thập cái bàn không xoa hiền lành cũng là mặt ngoài đó là bởi vì không có chạm tới vẫy ngược của nàng lúc ấy tỷ phu ca ca hài tử cũng ở nhà từ nàng nuôi dưỡng hai cái một nam một nữ nữ đại nam tiểu nàng yêu chiều tôn tử không chào đón tôn nữ một khi hai người có cãi lộn nàng tất nhiên là mắng tôn nữ không nghe lời cũng là trực tiếp đánh sẽ không hảo hảo thuyết phục giáo dục ngoài ra nàng còn thích cùng người trong thôn đánh bài đánh bạc không nhiều một ván cũng liền mấy khối nhưng nàng nghiện rất lớn không có việc nhà nông làm thời điểm thường xuyên đánh liền là một ngày hài tử đều là trực tiếp mua chút đồ vật cho bọn hắn ăn sau đó liền từ bọn hắn chính mình ở bên cạnh chơi ngẫu nhiên từ bàn đánh bài ngẩng đầu quét mắt một vòng dáng vẻ trung lan tú chấn kinh không thể nào cái này cái này thật nhìn không ra a à. Lâm Hiểu Giai cười cười. Nếu không tại sao nói lâu ngày mới có thể mới biết được nhân tâm đâu. Trung Lan Tú. Đây là phương thức sống của nàng, tỉ ngoại trừ kinh ngạc cùng thất vọng bên ngoài cũng không có tư cách cùng quyền lợi nói cái gì, nhưng nàng cũng từ đây quyết định, sinh về sau tuyệt đối không thể đem hài tử lưu tại quê quán cho nàng nuôi dưỡng, đồng thời cũng hiểu không có thế trông cậy vào nàng có bao nhiêu chiếu cố cùng trợ giúp. Lại thêm ở nơi đó chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng một người lại lớn bụng cái gì cũng không làm được, bởi vậy vô cùng nhàm chán cùng buồn khổ, cho nên lần thứ nhất hối hận, không nghĩ lại đãi ở nơi đó, nghĩ hồi nhà chúng ta, nhưng ngươi cùng cha cự tuyệt. Trung Lan Tú nắm tay tâm, lo sợ không yên vội la lên. Ta không phải cố ý, ta không biết. Lâm Hiểu Giai nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Mẹ, ngươi không cần giải thích, ta minh bạch ngươi ý tứ. Trung Lan Tú Lâm Hiểu Giai ngữ khí bình tĩnh. Tại quan niệm của các ngươi bên trong, gã ra ngoài nữ nhi tác nước ra ngoài, cho nên tỷ gã đi liền không thuộc về nhà chúng ta người. Ngoại trừ có thế ngẫu nhiên về nhà tìm kiếm thân bên ngoài, còn lại sở hữu sự tình liền không có quan hệ gì với các ngươi, chỉ có thể ở nhà chồng hoàn thành, từ nhà chồng xử lý, đây là quen thuộc, cũng là phong tục, nếu không không chỉ tỷ tỷ, liền các ngươi cũng phải bị ngoại nhân nước bọc chết đuối, đúng không? Đúng cho nên trên thực tế, tỷ tìm ta thương lượng lúc hai chúng ta liền không ôm hy vọng, chỉ là thăm dò tính gọi điện thoại hỏi một chút các ngươi, kết quả các ngươi như dự liệu bên trong một ngụm cự tuyệt. Không có cách, tỷ chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch đại tại tỷ phu quê quán sản xuất ở cử, có thế về sau khó khăn cùng đau đớn vẫn là hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Nàng một người chân thực không chịu đựng nổi, tỷ phu về không được, đành phải gọi cho ta, ta vừa tới, nàng thấy một lần ta liền gào khóc chung lan tú. Nàng nhà chồng người không rõ ta tại sao lại muốn tới, thậm chí không cao hứng ám đâm đâm hỏi chúng ta có phải hay không ghét bỏ các nàng chiếu cố không tốt, có cái gì bất mãn, chúng ta còn chỉ có thể trái lương tâm nói không phải. Ngươi cùng cha các nàng nghe nói về sau cũng là không hiểu, ta tự mình giải thích với các ngươi, các ngươi lại cũng không cảm thấy đây là vấn đề lớn, bởi vì sở hữu sinh tiểu hài người đều là như thế này tới, thậm chí tại ta nói muốn mang tỷ cùng bảo bảo hồi nhà chúng ta lúc lần nữa từ chối thẳng thắn để cho ta không nên hồ nháo, già mồm. Lâm Hiểu dai cười khổ. Mà ngoại trừ thế mà còn có đầu nguyên nhân là bởi vì, lúc ấy tới gần mùa xuân, nếu như tỷ cùng bảo bảo trở về mà nói còn phải lại gấp trở về, bởi vì xuất giá nữ là không thể tại nhà mẹ đẻ quá Tết Xuân, dù cho muốn trở về cũng nhất định phải đợi đến Tết Xuân sau đó trở về. Ta cùng tỷ nghe về sau thật là không lời có thể nói. Lòng chua xót lại tự trách khổ sở, Chung Lan tú nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào. Là mẹ có lỗi với các ngươi. Lâm Hiểu dai thở dài, ngữ khí đắng chắc, mẹ, ta cũng không phải muốn chỉ trích cùng oán trách ngươi cái gì. Ngươi nhát gan tính cách yếu, không có chủ kiến, chịu giáo dục hòa phong tục lại một mực là như thế, cho nên ta cùng tỷ hiểu ngươi, cũng biết ngươi đáy lòng là yêu chúng ta. Bởi vậy đã từng do dự qua, chỉ là cuối cùng vẫn không có dũng khí, chỉ có thể theo đại đa số người ý kiến đi làm mà thôi. Thế nhưng là, các ngươi có thể vì nhi tử nỗ lực hết thảy, cho hết thảy, nhưng lại một mực đem nữ nhi xem như ngoại nhân đối đãi, đối đãi, cái này theo chúng ta là rất không công bằng, cũng rất thất vọng cùng thất vọng đau khổ một sự kiện. Dừng một chút, nàng lại nói, "Ngươi nhìn, tỷ kết hôn theo các ngươi liền là người ngoài." Có thế nàng tại nhà chồng cũng không phải người một nhà a, à, công công bà bà đối nàng cùng đối tỷ phu là hoàn toàn không đồng dạng. Nàng như thế, vậy ta đây không có kết hôn chính là không phải so với nàng tốt đi một chút đâu. Cũng không có. Các ngươi rất rõ ràng đã nói với ta, dù cho ta không kết hôn cũng là không thể một mực đãi ở nhà. Bởi vì phòng ở là lưu cho A Khải cùng A Hiên, một khi bọn hắn kết hôn, trong nhà liền sẽ không lại có gian phòng của ta cùng vị trí. Nguyên nhân là cho dù bọn họ không có ý kiến, lão bà của bọn hắn cũng sẽ có ý kiến, cho nên ta nhất định phải lấy chồng, không phải sẽ không có địa phương đãi, đúng không? Trung Lan Tú kinh ngạc. Hiểu dai. Lâm Hiểu dai châm chọc cười cười. Ta biết, đây là từ xưa đến nay sự tình, cho nên không chỉ các ngươi nghĩ như vậy, mà là toàn bộ hoàn cảnh lớn đều là như thế. Nữ nhân hoặc là chính mình liều ra con đường, nếu không mặc kệ gã cho không gã đều là không có đường lui, đều trong ngoài không phải người trong nhà, đều muốn gánh chịu rất nhiều ánh mắt khác thường hòa phong nói gió ngữ. Chúng ta trải qua những này, nhưng chúng ta không nghĩ đời sau cũng là như thế, đây là không đúng. Cho nên, mẹ, Lâm Hiểu Giai nhìn xem nàng, ngữ khí nghiêm túc, tỷ nên nhẫn đều nhịn, nên làm cũng đều làm, nếu như có thể, nàng cũng không muốn ly hôn, cũng nghĩ cho đồng đồng một cái hoàn chỉnh nhà, bình an khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng bây giờ, nàng thật là nghĩ sâu tính kỹ đi sau hiện không vượt qua nổi, lúc này mới quyết định cùng tỷ phu ly hôn. Bên ngoài thấy thế nào nói thế nào chúng ta không xen vào, nhưng sau khi về đến nhà, dù cho ngươi làm không được ủng hộ nàng, cũng mời trầm mặt, không muốn phê bình nàng, chỉ trích nàng, ngăn cản nàng, được không? chung Lan tú bụng mặt, nước mắt rơi như mưa. Tâm sự nặng nề, không có ý đi ngủ không chỉ chung Lan tú, còn có cửa đối diện trong phòng một người khác. Đồng Đồng khóc thời điểm, Lâm Đại Chí mới mơ mơ màng màng vừa có một điểm buồn ngủ, vừa nghe đến thanh âm lập tức lại mở mắt ra, hết cả buồn ngủ. Lâm Đại Chí nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy được Lâm Hiểu Hàm hống Đồng Đồng thanh âm, tiếp lấy lại nghe thấy nàng đứng dậy ra ngoài phòng, mở đèn đêm, tự hồ là bên cạnh sông sữa bột bên cạnh nhỏ giọng tiếp lấy hống. Ước chừng qua tầm 10 phút, Đồng Đồng không khóc bên ngoài cũng không có cái khác tiếng vang, chỉ có đèn đêm ánh đèn xuyên thấu qua khe cửa chui vào. Lâm Đại Chí lại đợi sẽ, thấy mặt ngoài vẫn là không có tiếng âm, đèn đêm nhưng thủy chung lóe lên, hắn rốt cục nhịn không được, đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Lọc vào trong tầm mắt, Lâm Hiểu Hàm chính ông đồng đồng ngồi tại bên bàn trà bên trên, chính cuối người nhíu mày cầm bút viết những gì. Nghe được tiếng mở cửa, Lâm Hiểu Hàm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn cũng là sững sờ, Nói khẽ. Cha, ngươi thức dậy làm gì? Lâm Đại Chí đi tới, thanh âm cũng là trầm thấp. Ngủ không được. Có phải hay không bảo bảo đánh thức ngươi rồi? Lâm Đại Chí lắc đầu, nhẹ nhàng tại bên cạnh nàng sofa ngồi xuống, lại nhìn mắt trên bàn trà vỡ, hiếu kỳ nói. Ngươi đang viết gì đấy? Cũng không có gì. Lâm Hiểu Hàm nói, chỉ là tính hạ ly hôn về sau thuê phòng cùng mời bảo mẫu loại hình một tháng đại khái phải tốn bao nhiêu tiền mà thôi lâm đại chí đèn đêm lờ mờ lâm đại chí nhìn trước mắt một mặt trả rời nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị hòa thanh minh nữ nhi ngực không hiểu đã cảm thấy buồn đến hoàng hiểu hàm hắn có chút chần chờ mà nói ngươi thật nghĩ kỹ muốn ly hôn sao lâm hiểu hàm bình tĩnh nhìn xem hắn cha ngươi muốn nói cái gì lâm đại chí hắn giọng một cái ngươi không nên hiểu lầm cha không phải là muốn nói ngươi cái gì chỉ là cha cũng coi là người từng trải cho nên hy vọng ngươi có thế thận trọng cẩn thận lại suy nghĩ một chút rõ ràng bởi vì đây không phải một kiện đơn giản việc nhỏ lâm hiểu hàm thu hồi bạo tính tình lâm đại chí khó được lời nói thấm thía tâm bình khí hòa nói ta và mẹ của ngươi mặc dù cũng là ly hôn nhưng chúng ta hai cái dù sao lớn tuổi mấy người các ngươi cũng lớn lên hiểu chuyện, cho nên không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Có thế ngươi không đồng dạng, ngươi một nữ nhân, cái gì cũng không có, còn mang theo cái như thế tiểu nhân hài tử, về sau sinh hoạt sẽ rất khó khăn, muốn tái giá cũng không dễ dàng. Lâm Hiểu Hàm thu về trên bàn vỡ, nói thẳng. Ta biết, ta cũng không nghĩ tới lại muốn gả. Lâm Đại Chí Lâm Hiểu Hàm trầm mặt sẽ, tiếp tục nói. Cha, ta biết ngươi là thật tâm thực lòng vì ta suy nghĩ nhưng ly hôn việc này ta cũng đúng là suy tính thật lâu không phải xúc động phía dưới làm quyết định tư tưởng quan niệm khác biệt ta nói ngươi khả năng cũng sẽ không hiểu nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi hôn nhân với ta mà nói đã đã mất đi nó nguyên bản ý nghĩa không còn là ta trước mắt coi trọng nhất đồ vật như thế nào để cho mình sống được tốt hơn lại như thế nào để đồng đồng có thế khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành Thu hoạch được tốt đẹp giáo dục cùng năng lực, đây mới là ta hiện tại chân chính muốn, cần cố gắng theo đuổi cùng phấn đấu hoàn thành. Cho nên, cha, hảo ý của người ta xin tâm lĩnh, nhưng thật không cách nào tán đồng cùng tiếp nhận, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nếu như chân thực lý giải không được lời nói, ta cũng hy vọng ngươi đừng lại thuyết phục cùng ngăn cản, ta biết chính mình đang làm cái gì, được không? Nàng ánh mắt thần sắc tràn đầy cầu khẩn khẩn thiết, Lâm Đại Chí nhìn xem Bỗng nhiên đã cảm thấy như nghẹn ở cổ họng không còn gì để nói trầm mặc trình độ nào đó đã coi là chuyện tốt lâm hiểu hàm nhẹ nhàng thở ra ông đồng đồng đứng dậy nói khẽ cha rất muộn ngươi mở một ngày xe cũng mệt mỏi mau đi ngủ đi lâm đại chí lâm đại chí nhìn xem nàng đem đồng đồng buông xuống giường lại quay người cầm bình sữa đi thanh tẩy đèn đêm dưới buồn ngủ mà tịch liêu hiểu hàm hắn bỗng nhiên nói, ngươi mỗi lúc trời tối đều muốn bắt đầu cho đồng đồng phao sữa sao. Lâm Hiểu Hàm dừng lại, lại như không việc. Ân, nàng còn thường xuyên sẽ nửa đêm khóc, hống đều hống không ở, đêm nay đều xem như ngoan, cho nên cha không có chuyện ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, sát bên nàng nghỉ ngơi không tốt. Vậy còn ngươi? Ta! Lâm Hiểu Hàm cười cười, quen thuộc. Lâm Đại Chí Hừng Đông, Tạ Vân Phi không có cùng Lâm Hiểu Hàm đi làm ly hôn thủ tục, mà là phát cái tin tức cho nàng, nói hắn Lâm thời có việc muốn đi xử lý, sau khi hoàn thành sẽ lại cùng với nàng chính thức đi làm thủ tục. Lâm Hiểu Hàm trả lời. Tốt. Trung Lan Tú tạm thời tiếp thủ đồng đồng chiếu cố công việc, Lâm Hiểu Giai liền bận biểu trở về chính mình sự tình, mà Lâm Đại Chí. Hắn cũng không có rời đi, vẫn như cũ lưu tại bên này, thậm chí kỳ dị trước mặt cùng sau hỗ trợ chiếu cố lên đồng đồng chỉ là động tác rất vụng về cùng lạnh nhạt bị theo không sai biệt lắm một ngày chung lan tú rốt cục nhịn không được mở miệng không khách khí nói ngươi còn muốn ở chỗ này đợi cho lúc nào có thể hay không đi nhanh một chút ngay tại phòng khách đùa với đồng đồng chơi đùa lâm đại chí thu hồi cười lâm đại chí ngồi dậy nhìn về phía sắc mặt khó coi chung lan tú ngươi rất muốn ta đi Trung Lan Tú không chút do dự gật đầu. Đúng. Lâm Đại Chí. Ho hạ cuốn họng, lướt qua cái này lúng túng chủ đề, Lâm Đại Chí cứng nhắc chuyển di nói. Kỳ thật ta là muốn theo ngươi thương lượng một chút hiểu hàm cùng Vân Phi ly hôn vấn đề. Trung Lan Tú sững sờ, nhíu mày. Vậy ngươi mau nói, đừng tại đây kéo dài thời gian. Lâm Đại Chí. Tác giả có lời muốn nói. Tỷ phu vấn đề kỳ thật liền cùng hiểu giai nơi này nói đến vấn đề đồng dạng đúng, mẹ hắn là cái dạng gì người hắn ít nhiều biết mấy phần, nhưng đó là hắn mụ mụ, trời sinh liền tự mang lọc kính, cho nên cảm thụ của hắn là không có tỷ tỷ sâu như vậy, mà bà bà ở trước mặt hắn cùng tại tỷ tỷ trước mặt biểu hiện cùng ngôn ngữ cũng tuyệt đối là không đồng dạng. huống hồ hắn vẫn là tính tình ôn hòa người thiện lương, hai thai nhu cầu cùng hắn mụ mụ nghĩ lại muốn một cái tôn tử nhu cầu lại có nhất định trùng hợp bởi vậy, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, rất nhiều tỷ tỷ cho rằng chuyện rất nghiêm trọng hắn thấy cảm thụ lại cũng không khắc sâu, lại thêm người đều có ích kỷ một mặt, cho nên sẽ khuynh hướng hắn mụ mụ, tin hắn mụ mụ là một kiện chuyện rất bình thường chính như trên chương tiểu thiên sứ nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nhiều khi đều chỉ có thể là một cái lý tưởng từ ngữ, tỷ phu cũng không ngoại lệ. Chương 53 Nếu như không có khác nhau đối đãi bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm Đại Chí cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Trước kia Trung Lan Tú đối mặt hắn lúc vẫn luôn là ôm nhu thuận theo, dùng lời nhỏ nhẹ, tuyệt đối sẽ không, cũng không dám dùng dạng này khẩu khí cùng thái độ cùng hắn nói chuyện. Nhưng bây giờ, thật giống từ bên trong ra ngoài cũng thay đổi người, hoàn toàn không nghĩ tới. Quay đầu, Lâm Đại Chí ho hạ cuốn họng, đè xuống đáy lòng tâm tình rất phức tạp, nói Ngươi đối hiểu hàm cùng Vân Phi muốn ly hôn việc này thấy thế nào? Là tán thành bọn hắn cách vẫn là không tán thành bọn hắn cách. Nghe vậy Trung Lan Tú trầm mặt xuống, khó nén xa sút Ta tự nhiên là không hy vọng bọn hắn cách, thật là xảy ra vấn đề muốn cách cũng là chuyện không có cách nào khác, theo chính hiểu hàm đi. Không thể nói như thế. Lâm Đại Chí Cao Mày nói, xảy ra vấn đề giải quyết là được rồi, cũng không nhất định nhất định phải ly hôn. Lại nói, thật ly hôn hiểu hàm mang theo đồng đồng sẽ có bao nhiêu vất vả ngươi cũng nghĩ đều muốn lấy được thời gian khẳng định không dễ chịu mà lại vân phi dạng này bản tính nam nhân tốt ngươi nói một chút có thế có mấy cái bỏ qua coi như cho nên chung lan tú đánh gãy hắn ngươi muốn cho hiểu hàm tiếp tục sinh con không ly hôn vốn là hẳn là dạng này lâm đại chí đương nhiên mà nói vân phi mụ mụ mặc dù đối hiểu hàm không tốt nhưng nàng mà nói ngươi không thể không tán đồng a à, chúng ta cái nào không phải như vậy đi tới nhà ai cái nào hộ không phải vô luận như thế nào đều muốn có con trai ngươi trước kia không phải cũng là nghĩ như vậy cũng khuyên hiểu hàm vô luận như thế nào đều muốn sinh con trai ra sao trung Lan tú nói nhỏ đúng vậy a à, cũng bởi vì đều như vậy nghĩ cho nên ta lúc đầu liền sinh hiểu hàm cùng hiểu giai hai cái nữ nhi lúc mới có thể một mực bị người châm chọc chế dẻo không sinh ra nhi tử. Vì muốn sinh con trai ra, mặc kệ cái gì khối đất Pháp đều muốn đi thử, thậm chí liền kế hoạch hóa gia đình chính sách đều không để ý tới, mỗi lần tới bắt người lúc đều muốn đi trên núi, trên cây, bụi cỏ đóng chờ chút chỗ trốn, sợ bị phát hiện bắt lấy, về sau liền rốt cuộc sinh không được con trai. Lâm Đại Chí Về sau sinh A Khải cùng A Hiên không phải tốt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi bị người cười ta không phải cũng đồng dạng bị người cười. Ngươi bị người cười bao nhiêu? Ta bị người cười bao nhiêu? Trung Lan Tú sắc bén hỏi lại, cũng bởi vì sinh con chính là ta, cho nên không sinh ra đến chính là ta sai, nhận hết thờ ơ, nhìn hết mặt lạnh, đi ra ngoài liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đều đi qua nhìn, ngươi còn đề những này có ý gì? Lâm Đại Chí bực bội đạo, hiện tại chủ yếu nhất là hiểu hàm sự tình chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng ly hôn, còn muốn mang theo cái như thế tiểu nhân hài tử, vất vả không nói, nàng đời này cũng muốn hủy. Nếu như ngươi thực tình đau hiểu hàm, thật vì nàng nghĩ ngươi liền không nên nói ra phía trên lời nói này. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Trung Lan Tú giận quá mà cười. Từ khi hiểu giai đêm qua nói với nàng cái kia lời nói về sau, trong nội tâm nàng vẫn buồn đến hoàng, khó chịu cơ hồ một đêm không ngủ cảm giác cực kỳ xin lỗi hai cái nữ nhi. Cũng không ngừng tỉnh lại chính mình cho tới nay có phải hay không nghĩ sai, làm sai. Trung Lan Tú nhìn xem hắn. Lâm Đại Chí, Nhi Tử là con của ngươi, nữ nhi cũng không phải là con của ngươi sao? Lâm Đại Chí khẽ giật mình. Không có, đương nhiên đều là. Đã đều là, vậy ngươi tại sao muốn khác nhau đối đãi? Lâm Đại Chí trừng lớn mắt, vô ý thức cao giọng ta lúc nào khác nhau đối đãi. Trung Lan tú nghiêm nghị, không khác nhau đối đãi lời nói vì cái gì nhất định phải sinh nhi tử, đơn có nữ nhi không được. Lâm Đại chí sững sờ, trong nháy mắt bị hỏi có chút tạm ngừng. cái kia, kia là tất cả mọi người dạng này a, à, lại không chỉ ta một cái, lại nói nữ nhi là phải lập gia đình, chỉ có nhi tử mới có thể giữ ở bên người. Trung Lan tú gật gật đầu, đúng. Không sai, nữ nhi là phải lập gia đình, thế nhưng là không phải gả cho người nữ nhi liền không còn là con gái của ngươi rồi. Lâm Đại Chí, không phải, ngươi nói như vậy có ý gì? A. À, Lâm Đại Chí bị nàng liên tiếp chất vấn làm cho tính tình cũng nổi lên, tức giận quá, gả cho người nữ nhi dĩ nhiên chính là chồng nàng nhà người, cho nên mới nhất định phải sinh nhi tử giữ ở bên người, dưỡng lão, đối giỏi tông đường, cái này vẫn luôn là ngầm thừa nhận sự tình chính ngươi rõ ràng cũng biết, còn hỏi tới làm cái gì? Ta trả lời lại có thể thế nào? Coi như ta nói là nàng cũng đã không phải. Không ai sẽ thừa nhận. Nghe vậy Trung Lan Tú cũng kích động quá. Vậy cái này vẫn đến nay đều là sai. Không đúng. Không nên lại tiếp tục tiếp tục như vậy. Lâm Đại Chí khẽ giật mình, nghẹn lời. Lúc đầu ở phòng khách tự ngu tự nhạc đồng đồng nghe thấy hai người tiếng trống, ngẩng đầu nhìn sẽ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, khóc lên. Lấy lại tinh thần, Trung Lan Tú bận biểu tiến lên ôm lấy nàng hống. Lâm Đại Chí đãi tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu. Đồng đồng tiếng khóc dần dần nghỉ, lau sạch sẽ nước mắt sau lại y y nha nha cười, Trung lấy tiểu chân ngắn đi tìm đồ chơi chơi. Lâm Đại Chí thấp giọng nói. Ngươi nói đây là sai, cái kia muốn thế nào mới là đúng chẳng lẽ lại tùy theo hiểu hàm ly hôn là được rồi sao? Trung Lan Tú đem ánh mắt từ trên thân đồng đồng thu hồi, lắc đầu. Ta cảm thấy không thôi. Không chỉ. Ân. Ừ. Trung Lan Tú gật gật đầu, lại trầm mặt một chút, mới chậm rãi nói, đêm qua ta cùng hiểu giai hàng huyên thật lâu. Nàng nói, hiểu hàm gã cho người chúng ta liền coi nàng là ngoại nhân, có thế nhà chồng cũng không có cầm hiểu hàm đưa người trong nhà, nàng cái này không có lấy chồng nhìn như vẫn là chúng ta nhà người đi nhưng thực tế cũng không phải đồ trong nhà nàng kỳ thật đều không có phần chờ a khải a hiên kết hôn về sau ở nhà càng là triệt để không có đất dung thân cho nên nàng cảm thấy mặc kệ gã không có lấy chồng các nàng đều trong ngoài không phải người trong nhà mọi thứ đều là cần nhờ chính mình lâm đại chí ta một đêm không ngủ lặp đi lặp lại đang nhớ nàng nói lời càng nghĩ càng thấy đến xác thực đối với các nàng không công bằng Trung Lan Tú nói, các nàng từ xuất sinh về sau là chúng ta ngầm thừa nhận các nàng lớn lên về sau phải lập gia đình, là người khác nhà người, cho nên mới sẽ một mực xem nhẹ các nàng, coi trọng nhi tử. Có thế dựa vào cái gì đâu. Nhi tử nữ nhi đều là ta sinh, đều là ta vất vả nuôi lớn, cái kia mặc kệ kết không có kết hôn đều hẳn là một mực là con của ta, ta đều hẳn là đồng dạng đối đãi, mà không phải nhi tử liền là thân, nữ nhi liền muốn đẩy ra phía ngoài cho người khác, cái kia không đúng huống chi các nàng từ nhỏ đến lớn mặc kệ gã không có lấy chồng đều chưa từng có nói chúng ta cũng không phải là ba mẹ của các nàng một mực đối với chúng ta giống như trước đây chỉ có chúng ta ngốc ngốc một mực đem các nàng đẩy ra phía ngoài cùng làm lấy đối với các nàng không công bằng sự tình cho nên chúng ta không thể lại cùng trước kia đồng dạng đó là chúng ta hài tử vô luận lúc nào đều là chúng ta tân tân khổ khổ sinh ra tới lại tân tân khổ khổ nuôi dưỡng lớn lên không phải là vì cho người khác nuôi giao cho người khác lâm đại chí chung lan tú nhìn qua hắn ánh mắt thanh minh cho nên ngươi nếu là không có khác nhau đối đãi lời nói ngươi nên đãi hiểu hàm hiểu dai cùng a khải a hiên đồng dạng thực tình đau hiểu hàm thật vì nàng muốn cũng đừng khuyên nàng vì không ly hôn liền lấy lòng nàng bà bà nhất định sinh cái gì cái gọi là nhi tử mặt khác suy nghĩ lại một chút tại nàng ly hôn về sau, giúp thế nào trợ nàng cùng đồng đồng quá tốt một chút sinh hoạt, không cho nàng khổ cực như vậy vất vả. Bất thình lình thao thao bất tuyệt nghe được Lâm Đại Chí hoàn toàn phản ứng không kịp, mà dạng này trật tự rõ ràng, từng cái phản bác chung lan tú cũng làm cho Lâm Đại Chí hoàn toàn xa lạ. Hắn nghe nhìn xem, cự hồ cũng có chút đầu hỗn loạn không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ sự tình thật không có khả năng cứu vãn sao? lâm đại chí có chút mờ mịt suy nghĩ hồi lâu không bằng hắn có chút chần chờ mà nói chúng ta tự mình tìm vân phi nói một chút nhìn hắn có thể hay không thay đổi chủ ý a à? Trung lan tú lắc đầu hiểu hàm cùng hắn thương lượng lâu như vậy hắn đều không thể thay đổi chủ ý hai chúng ta còn có thể lấy cái gì đi nói với hắn đánh bạc mặt mo cầu hắn sao lâm đại chí thử một chút cũng có thể a à? vô dụng Trung Lan Tú thở dài, hắn chỉ là muốn hai đứa bé, không phải trọng nam kinh nữ, mà hiểu hàm lại cảm thấy hai cái hai vợ chồng không đủ sức, cho nên không nghĩ sinh. Đây là quan niệm bất hòa, không có phân đúng sai, trừ phi có người thỏa hiệp nhượng bộ, không phải ai nói đều vô dụng. Lâm Đại Chí Nhìn xem trước mặt tỉnh táo bình tĩnh Trung Lan Tú, Lâm Đại Chí trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chưa từng cái nào một khắc như thế rõ ràng ý thức được, nàng là thật, triệt triệt để để thay đổi. Lâm hiểu dai bị đen. Có cái bị hấp dẫn lưu lượng cùng chú ý độ đại về marketing hào cắt câu lấy nghĩa, đưa nàng đánh tiêu phượng trân một màn, cùng tiêu phượng trân ngồi dưới đất chỉ trích cùng khóc lóc kể lễ nàng bệnh đau mắt. Cho nên cố ý chia rẽ phụ mẫu cùng tỷ tỷ hôn nhân video tràn cảnh cắt ra phát tại ủy bộ bên trên, cũng lấy cái rung rung cùng đoạt người nhãn cầu tiêu đề, tay tác lão nhân, còn hao tổn tâm cơ phá hư phụ mẫu cùng tỷ tỷ hôn nhân nàng đến tột cùng là đạo đức không có, vẫn là nhân tính thiếu. Thốn. Đại vê phan hâm mộ mấy trăm vạn cất bước, mà chúng dân mạng đối cái này đạo đức không có cùng nhân tính thiếu thốn cẩu huyết chuyện bác quái kiện lại luôn luôn oán giận cùng tích cực chính nghĩa. Thế là xem hết video sau nhau nhau biểu thị đau lòng lão nhân cùng hủy tam quan, cũng đối lâm hiểu giai triển khai cực kỳ tàn ác chỉ trích cùng chửi rủa còn muốn thịt người quốc roi nàng. Theo video phát khuếch tán, rất nhanh có người nhận ra Lâm Hiểu Giai, giúp nàng giải thích phụ mẫu ly hôn một chuyện, biểu thị cũng không phải là trong video nói tới bệnh đau mắt cố ý phá hư. Mà cùng ngày vây xem nàng cùng Tiêu Phượng Trân một chuyện dân mạng cũng rất nhanh đứng dậy, biểu thị nên video cũng không hoàn chỉnh, hoàn toàn là các câu lấy nghĩa cố ý bôi đen Lâm Hiểu Giai, lừa gạt rộng rãi dân mạng. Thế là, có nhân khẩu thuật việc này cụ thể nguyên do cùng trải qua, cũng có người đem hoàn chỉnh video phóng ra. Thấy thế hướng gió trong nháy mắt liền thay đổi. Lúc đầu chỉ trích chửi rủa Lâm Hiểu giai dân mạng nhao nhao thay đổi họng súng pháo anh lên vô lương marketing hào, yêu cầu hắn xóa bác xin lỗi. Nhưng cũng có người không buông tha đứng tiêu phượng trân, nói Lâm Hiểu giai không nên nhúng tay tỷ tỷ hôn nhân, còn có phun nàng xác thực công chúa bệnh, rất nhiều bác bẻ tuyển phò mã, thậm chí còn có người nhất lên phong thủy luận, nói nàng mụ mụ cùng tỷ tỷ đều muốn ly hôn nhất định là nhà nàng nữ nhân số mệnh không tốt đi rồi đi nha. Nhưng ngoài ra, càng nhiều người chú ý cùng hưng phấn là thẩm phong cuối cùng trước công chúng hạ đối lâm hiểu dai tỏ tình, trực tiếp đổi đến tiêu phượng trân á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói một màn. Có người nói hắn quá đẹp rồi, làm tốt lắm. Có người nói không có khả năng, cái này nhất định là hắn nghe không vô mới đứng lên khí tiêu phượng trân. Còn có người chạy tới đào mộ, lần nữa đem thẩm phong cùng lâm hiểu giai lúc trước cải lộn video lật ra ra đem dưới đáy ám đâm đâm nói hai người rất xứng đôi bình luận đỉnh đi lên trên mạng huyên náo khí thế ngất trời dưới đáy bên trong cũng là phi thường náo nhiệt đi công tác tại bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả lâm trạch khải nhìn thấy video trực tiếp liền chấn kinh mộng đương hạ một điện thoại cho quyền lâm hiểu hàm hỏi nàng chuyện gì xảy ra vì cái gì phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không nói cho hắn đạt được Lâm Hiểu Hàm giải thích cùng sau khi trả lời, Lâm Trạch Khải biểu thị sẽ đứng tại nàng bên này, về sau cần hỗ trợ cứ mở miệng. Cúp điện thoại, tâm tình phức tạp Lâm Trạch Khải lại cho quyền Lâm Hiểu giai, hỏi nàng có phải thật vậy hay không cùng với Thẩm Phong, hắn muốn chuẩn bị phong hồng bao nên đón mới tỷ phu. Lâm Hiểu giai. Lâm Hiểu giai một lời khó nói hết. Không chỉ Lâm Trạch Khải nhìn video phát hiện nàng cùng thẩm phong thế mà còn có cái này một chuyện lâm hiểu hàm, Trung Lan Tú, lâm đại trí cùng đang cùng lục dương hưởng tuần trăng mật hứa thu linh đều nhao nhao chạy tới hỏi thăm nàng cùng thẩm phong có phải hay không có một chân. Lâm hiểu dai không có trả lời, hai người quan hệ tuyệt đối trong sạch thuần khiết. Tất cả mọi người trăm miệng một lời biểu thị không tin. Nếu là không có quan hệ lời nói thẩm phong vì sao lại nói như vậy? Hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy. Lâm hiểu dai. Đây chính là nàng không có cách nào trả lời địa phương. Bởi vì nàng cũng không biết thẩm phong vì sao lại đột nhiên dạng như vậy nói, lúc đầu sự tình sau đó hai người liền đều không có nhắc lại quá việc này, cho nên thẩm phong đến tột cùng là thế nào nghĩ nàng thật không rõ ràng. Tại hắn lý giải bên trong, thẩm phong liền là tức không nhịn nổi, thay nàng bên vực kẻ yếu, cho nên nhất thời xúc động nói ra trắng tiêu phượng trân miệng mà thôi, thật không có gì có thế lời nói này ra các nàng đều không tin. Thế là Lâm Hiểu Giai chỉ có thể hết đường chối cãi. Về phần thẩm phong, hắn cũng một lời khó nói hết. Hà Ngọc Thúy nhìn video sau kích động không thôi, chuyển tay liền lập tức gọi hắn điện thoại, vừa tiếp thông thật hưng phấn hô. A a a a a nhi tạp, ngươi thật cùng với Hiểu Giai sao? Hảo hảo a a a a a. Thẩm phong. Mẹ, không có, ta ngày đó chỉ là xúc động. Hà Ngọc Thúy. Quy A à Quy, ngắn ngủi tâm tắc về sau, Hà Ngọc Thúy lập tức lại tinh thần phấn chấn mãnh liệt đề nghị. Vậy ngươi vẫn xúc động xuống dưới A. Thẩm Phong. Hà Ngọc Thúy mừng thấp khởi tiếp tục nói. Nhi Tạp, ngươi sẽ như vậy xúc động khẳng định cũng là đối hiểu giai động tâm tư, không phải lại thế nào xúc động cũng không có khả năng nói như vậy đúng không? Mẹ nói cho ngươi, hiểu giai thật là cô nương tốt, hai ngươi cùng một chỗ mà nói khẳng định sẽ đặc biệt tốt mẹ đâu cũng cam đoan tuyệt đối không quấy rầy hai ngươi hai ngươi muốn làm cái gì liền làm gì cho nên ngươi lớn mật dũng cảm lên a nàng lốp bốt nói không xong thẩm phong đành phải trực tiếp cúp điện thoại không bao lâu lục dương điện thoại lại tới thẩm phong tiếp lên trực tiếp lớn tiếng dọa người không có cùng với lâm hiểu dai không cần hỏi lục dương sững sờ lập tức cười ha ha ngươi cũng quá không thú vị cốt xấu cho ta một cơ hội mở miệng bát quái một chút a à, vừa lên đến liền bốc mê rất không ý tứ đem điện thoại ta phí đều lãng phí sách ân không lãng phí treo ai 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 đừng a à. lục dương cười nói khó được liên hệ tâm sự thôi thẩm phong dừng lại ngươi nghĩ trò chuyện cái gì ngươi là thật không có cùng với lâm hiểu giai sao thẩm phong Lục Dương chế nhạo trong giọng nói lộ ra mấy phần đứng đắn. Thẩm Phong, ngươi đừng trách ta bác quái hiếu kỳ, mà là thật nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi xúc động như vậy tức giận làm một cái người ra mặt ai. Nhiều người như vậy, vẫn là cái nữ hài tử. Chật chật, thật một điểm ý tứ cũng không có. Thẩm Phong không có lên tiếng. cúi đầu trầm mặt sẽ, hắn bỗng nhiên nói ngươi khi đó là thế nào xác định chính mình thực tình thích hứa thu linh cái này đơn giản a à? lục dương thuận miệng đáp yêu thương nàng mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ nghĩ đến nàng dừng lại lục dương nhắm lại thu hút không đúng ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì không có gì thẩm phong bình tĩnh nói xong sau đó trực tiếp cúp điện thoại lục dương nhìn xem trong tay kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại Lục Dương không khỏi sờ lên cái cầm, cười. Hắn lấy hắn nam nhân giác quan thứ sáu thề, tiểu tử này, tuyệt đối là có biến. Cúp điện thoại thẩm phong ngồi trên ghế, lòng bàn tay lấy cái trán thật sâu thở dài. Về sau? Nên làm cái gì? Hắn về sau làm sao bây giờ không ai biết, nhưng Lâm Hiểu Hàm là tại ba ngày sau buổi chiều nhận được tạ Vân Phi gửi tới tin tức, ta bây giờ tại Cục Dân Chính, ngươi qua đây đi. Chương 54 hôn nhân bản chất. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhìn thấy tin tức Lâm Hiểu Hàm sững sờ. 3 giờ chiều, vẫn là giờ làm việc, hắn làm sao cũng không có sớm nói tiếng, đột nhiên như vậy. Nghi vấn chỉ là thoáng một cái đã qua, Lâm Hiểu Hàm cũng không có suy nghĩ nhiều. Tạ Vân Phi cáo tri đến đột nhiên, nàng khi làm việc, còn cái gì đồ vật đều không chuẩn bị, thế là chỉ có thể trở về tin tức, lại vội vàng xử lý xong trên tay công việc, cùng cấp trên xin phép nghỉ, lại chạy về nhà cầm ly hôn cần dùng đến giấy chứng nhận cùng vật liệu. Người trong nhà thấy được nàng đột nhiên trở về cũng là sững sờ, Lâm Hiểu Hàm không có giải thích, chỉ là lấy cớ trở về lấy chút đồ vật. Cũng thấy nàng cầm đồ vật về sau, tất cả mọi người trong lòng nhưng. Đến cùng là làm cha mẹ tránh không được đau lòng, Trung Lan tú tâm tình phức tạp nói. Đã xác định chưa? Lâm Hiểu Hàm trong mắt. Ân, xác định, hiện tại phải thủ tục. Trung Lan Tú thở dài thanh. Lâm Hiểu Gia nhìn xem chính ráng chống đỡ dáng tươi cười đùa đồng đồng Lâm Hiểu Hàm, nói. Ta cùng đi với ngươi đi. Lâm Hiểu Hàm sững sờ, nghiêng đầu nhìn qua nàng. Lâm Hiểu Gia dáng tươi cười thanh cạn. Lâm Hiểu Hàm cũng cười. Tốt. Hai tỷ muội chuẩn bị lúc ra cửa, một mực trầm mặt không có lên tiếng Lâm Đại Chí đột nhiên mở miệng nói. Không cần gọi xe, ta đưa các ngươi đi. Lâm hiểu hàm lâm hiểu dai. Cự tuyệt không thành công, cha con ba người cuối cùng đành phải cùng đi, độc lưu chung lan tú ở nhà chiếu kháng đồng đồng. Một đường không nói chuyện. Tới gần cục dân chính thời điểm, Lâm Hiểu Hàm liếc mắt liền thấy được chính một mình tựa ở bên cửa trên trụ đá tạ Vân Phi. Hắn khẽ cúi đầu, thân hình cô đơn, sắc mặt tinh thần sa sút mà tiều tụy. Lâm Hiểu Hàm trái tim có một nháy mắt níu chặt khó chịu, hốc mắt có chút phát nhiệt. Lâm Đại Chí dừng xe xong, Lâm Hiểu Hàm hít một hơi thật sâu, nói. Cha, Hiểu Giai, các ngươi sẽ chờ ở đây lấy đi, không cần theo giúp ta tiến vào. Hai người sững sờ, nhìn nhau một cái về sau, đều nói. Tốt. Lâm Hiểu Hàm mở cửa xe xuống xe, thần sắc bình tĩnh hướng Tạ Vân Phi đi đến. Tạ Vân Phi sớm tại xe lái vào đây lúc liền ngẩng đầu nhìn, bây giờ gặp Lâm Hiểu Hàm xuống xe đi tới, hắn không khỏi đứng thẳng người, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Có thế hai người đương bốn mắt nhìn nhau lúc, Lâm Hiểu Hàm lại bất động thanh sắc tránh đi, cuối cùng đứng ở cách hắn xa mấy bước địa phương. Tạ Vân Phi thanh âm ám tâm. Tới rồi. Ân. Ừ. Lâm Hiểu Hàm ứng tiếng, lại không nhìn hắn, chỉ mắt nhìn phía trước. Đi thôi. Nói nàng nhất chân nhanh chân đi vào trong. Không cần phải gấp gáp, tạ vân phi thấp giọng nói, nhân viên công tác không có nhanh như vậy tan tầm lâm hiểu hàm bước chân dừng lại tạ vân phi một lần nữa tựa ở trên cây cột ngẩng đầu nhìn về phía phía trên xanh lam thiên ánh nắng nhiệt liệt mà ấm áp chiếu lên hắn không khỏi có chút nheo lại mắt hắn hồi ức chậm rãi nói khi đó quyết định cùng ngươi cầu hôn lúc cũng là tại dạng này buổi chiều ta cùng công ty mời nửa ngày nghỉ một người mua tất cả mọi thứ hồi chúng ta ở phòng ở bố trí một bên bố trí một bên vụn trộn nghĩ ngươi tan tầm trở về sau khi thấy sẽ là tâm tình gì, biểu lộ. Nghĩ đi nghĩ lại liền tổng cũng không nhịn được cười. Lâm Hiểu Hàm vô ý thức siết chặt trên thân tay nải cầu vai. Ta bố trí tốt, lại trên dưới tả hữu đều cẩn thận kiểm tra sau cũng còn không tới ngươi giờ tan sở. Tâm ta gấp đãi không ở, thế là lại chạy tới công ty tiếp ngươi tan tầm. Trở về trên đường đi tâm ta không tại chỗ này, ngươi còn tưởng rằng ta ngã bệnh nhất định phải mang ta đi bệnh viện xem xét về đến nhà ngươi mở cửa bật đèn trong phòng sáng lên ngươi cả người đều ngây dại quay đầu con mắt đỏ ngầu nhìn ta ta nhìn ngươi cũng có chút choáng váng trước đó nghĩ kỹ từ quên hết rồi chỉ nhớ rõ quỳ xuống xuất ra chiếc nhẫn cùng ngươi cầu hôn xin gả cho ta nói sẽ cả một đời đều để ngươi vui vẻ hạnh phúc tạ vân phi thanh âm hơi ngạnh lâm hiểu hàm ngẩng đầu lên cắn môi cố gắng không cho trong mắt nước mắt hạ. Bãi đổ xe, Lâm Đại Chí cùng Lâm Hiểu giai trùng điệp hai tay ghé vào trên cửa sổ xe, đều đối tình huống trước mắt không hiểu ra sao. Hai người bọn hắn đây là thế nào? Làm sao đều đứng tại cửa bất động rồi? Lâm Đại Chí nhíu mày, lại ẩn ẩn mang theo chút chờ mong, chẳng lẽ là lại muốn thay đổi chủ ý không rời rồi? Khoảng cách xa, cho nên bọn hắn nghe không được hai người nói chuyện chỉ có thể hai mắt khô cằn nhìn xem mà lại trong đó lâm hiểu hàm vẫn là đưa lưng về phía bọn hắn căn bản không nhìn thấy biểu lộ nghe không được không biết lâm hiểu giai nói lại nhíu mày bất quá xem ra giống như không phải chuyện gì tốt đều muốn khóc lâm đại chí nói không chừng là khổ nhục kế lâm hiểu giai ta cảm thấy càng giống là ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều lâm đại chí nhắm lại mắt Lâm Hiểu Hàm nhìn xuống chua xót nói. Đều muốn ly hôn, ngươi còn nói những này có ý gì? Tạ Vân Phi không có lên tiếng. Trầm mặt một hồi lâu, hắn nói. Ta đem mẹ đưa về lão gia. Về sau vẫn là sẽ làm hảo nhi tử phụng dưỡng phụ mẫu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, có rảnh hoặc là có việc cũng sẽ trở về thăm viếng cùng chiếu cố bọn hắn. Nhưng trừ phi bọn hắn cải biến quan niệm cùng thái độ, không người sẽ không lại cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ chấn động, Lâm Hiểu Hàm đột nhiên quay đầu nhìn xem hắn. "Ngươi?" Tạ Vân Phi đồng dạng nhìn xem nàng, ánh mắt chân thành, không né tránh. "Ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ, chúng ta trước đó rõ ràng tốt như vậy, vì cái gì bây giờ lại sẽ đi đến ly hôn bước này?" Đáp án tự hồ cũng rất đơn giản, dù cho bỏ qua một bên mẹ không nói, chúng ta cũng là không có cách nào đi đến sau cùng. Bởi vì ta hy vọng sinh thêm nhiều cái bảo bảo ngươi lại không nghĩ sống lại. Chúng ta dằn co, ai cũng không có cách nào thuyết phục ai. Đây là chúng ta trước hôn nhân liền nói tốt sự tình, kết quả ngươi lại đổi ý, cho nên ngươi nói sai tại ngươi, không ngừng cùng ta xin lỗi. Mà ta mặc kệ là người ngoài tán dương, vẫn là bản thân bản thân cảm giác. Ta đều cảm thấy ta đã coi là một cái hảo trượng phu hòa hảo ba ba. Cho nên ta cũng nghĩ như vậy, cũng bởi vậy càng thêm thất vọng, khổ sở, cùng không có cách nào hiểu ngươi. Thẳng đến đêm hôm đó ngươi mang theo người nhà tới, khóc nói nhiều lời như vậy, cũng để mẹ đừng lại đi quấy rầy các ngươi lúc, ta mới dần dần minh bạch, ngươi đổi ý nhìn như có lỗi, nhưng càng thêm có lỗi, hẳn là ta, không phải ngươi." Tạ Vân Phi chậm rãi đến gần nàng. Lâm Hiểu Hàm kinh ngạc nhìn xem hắn, thần sắc ngu ngơ. "Ta vì sao lại cùng ngươi cầu hôn đâu? Ngươi vì sao lại đáp ứng gả cho ta đâu?" bởi vì chúng ta yêu đương lúc ở chung rất vui sướng bởi vì chúng ta cùng một chỗ lúc rất vui vẻ rất hạnh phúc cho nên chúng ta mới có thể kết hôn muốn đem phần này vui sướng vui vẻ cùng hạnh phúc một mực kéo dài tiếp lẫn nhau trở thành đối phương dựa vào chia sẻ cùng chia sẻ đối phương sướng vui giận buồn sau đó cùng nhau nâng đỡ tại ban đầu cơ sở bên trên trở thành tốt hơn chính mình tốt hơn chúng ta cái này mới là chúng ta kết hôn nguyên nhân cũng mới hẳn là chúng ta hôn nhân bản chất mà ta lại quên đi, thật xin lỗi. Nước mắt lặng lẽ uống lượng mà xuống, Lâm Hiểu Hàm lại không hề có cảm giác. Tạ Vân Phi nhìn qua nàng, cũng là hai mắt mông lung. Trước hôn nhân chuyện ngươi đáp ứng, cứ sau lại đổi ý, cái kia đại biểu là ta làm được không tốt, không có cho đến ngươi trước hôn nhân tín nhiệm cảm giác, cảm giác an toàn. Cho nên cưới sau ngươi mới có thể bất an, đổi ý, cái này không phải là lỗi của ngươi, là của ta là ta cũng không đủ thông cảm cùng bảo vệ tốt ngươi cùng đồng đồng cũng cũng không đủ coi trọng mẹ vấn đề càng không có lâu dài cân nhắc đến tương lai chỉ một vị nhớ kỹ trước ngươi đáp ứng sự tình không thả thật xin lỗi không có để ngươi tại cưới sau so trước hôn nhân trôi qua tốt hơn cảm giác hạnh phúc hơn vui vẻ ngược lại để ngươi một mực tại nỗ lực hy sinh ủy khuất thỏa hiệp thật xin lỗi ta hẳn là càng cố gắng cho ngươi cùng đồng đồng cuộc sống tốt hơn tốt hơn tín nhiệm cảm giác, cảm giác an toàn, không cho ngươi tại hôn nhân bên trong hy sinh cùng nỗ lực đều biến thành chuyện đương nhiên. Thật xin lỗi. cúi đầu xuống che miệng lại, Lâm Hiểu Hàm cũng nhịn không được nửa thương tâm khóc trống. Ngươi bây giờ còn tới nói với ta những này làm gì? Đều muốn ly hôn. Tạ Vân Phi tiến lên ôm lấy nàng, nước mắt cũng là chảy ngang. Ta không muốn cùng ngươi ly hôn vậy ngươi còn để cho ta tới cục dân chính cùng ngươi ly hôn ta làm sai ta rất hối hận ta muốn cầu ngươi tha thứ thế nhưng là ta không có nắm chắc sợ ngươi vẫn là sẽ kiên trì muốn ly hôn cho nên ta chỉ có thể hẹn ngươi tới nơi này thật trời làm sao bây giờ tự làm tự chịu thay đổi triệt để cố gắng tiếp tục đem ngươi cùng đồng đồng đuổi trở về lâm hiểu hàm hung hăng đập một cái bả vai hắn đồ ngốc tạ vân phi không có trốn tránh cũng không có lên tiếng chỉ là khóc đưa nàng ôm càng chặt xa xa lâm hiểu giai lâm đại chí ông lâu như vậy cũng còn không có tách ra lâm đại chí trừng lớn mắt chần chờ lại có chút kích động mà nói bọn hắn hẳn là thật thay đổi chủ ý quyết định không ly hôn đi lâm hiểu giai cũng là khó có thể tin đúng a à, xem ra ngươi khổ nhục kế là thật phim truyền hình không có phí công nhìn đại đoàn viên kết cục lâm đại chí ba người ra ngoài, bốn người trở về, còn cưới không có cách thành, hòa hảo rồi. Chuyện như vậy phát triển để một mực đãi ở nhà Trung Lan Tú ngoài ý muốn vừa vui mừng, nghe được tạ Vân Phi ở trước mặt xin lỗi cùng cam đoan càng lại là gạt lệ lại là vui vẻ, đương hạ liền kích động muốn ra cửa mua thức ăn nấu cơm. Mọi người nói ra bên ngoài ăn nàng còn không cho, thế là tất cả mọi người cùng theo đi mua đồ ăn, sau khi trở về vừa nóng náo nhiệt náo cùng nhau hỗ trợ trợ thủ. Phi thường phong phú vui mừng một bữa, đáng tiếc đi công tác đi công tác, du lịch du lịch, tuần trang mật tuần trang mật, cuối cùng chỉ mời đến Sát Vách Thẩm Phong tới. Vì phòng ngừa tràn diện xấu hổ cùng khó xử, cho nên Lâm Hiểu giai sớm liền nghiêm túc cảnh cáo đám người nàng cùng Thẩm Phong thật không có gì, để các nàng không nên hỏi hoặc là ồn ào nói đùa. Thế là bàn ăn bên trên, Lâm Hiểu giai cùng Thẩm Phong vẫn như cũ giống như ngày thường, giao lưu cũng không nhiều bị tận tâm chỉ bảo qua những người khác cũng rất có phân tất việc này một chữ không đề cập tới, chỉ là không ngừng cảm tạ thẩm phong mấy ngày này trợ giúp, làm cho thẩm phong đều có chút không có ý tứ. Lâm Đại Chí không biết thế nào một mực tại uống rượu, khuyên đều không khuyên nổi, còn lôi kéo tạ Vân Phi nói liên miên lại nhảy nói không ít lời nói, rõ ràng say. Sau bữa ăn đám người đem say rượu Lâm Đại Chí đỡ lên giường nghỉ ngơi, lại thu thập xong tất cả mọi thứ hàng huyên sau đó, Lâm Hiểu Hàm toàn gia liền thu xếp đồ đặt chuẩn bị trở về nhà mình. Thẩm Phong biết được về sau, quyết định lái xe đưa bọn hắn trở về. Bọn hắn đi về sau, Trung Lan Tú đi tắm rửa, chỉ có Lâm Hiểu Giai một người lưu tại phòng khách soát điện thoại. Phanh An tỉnh gian phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chính soát điện thoại di động Lâm Hiểu Giai giật nảy mình, vội vàng đứng dậy đi vào xem xét nguyên lai là say rượu trong mơ hồ lâm đại chí không biết xoay người tìm tòi cái gì kết quả lại không cẩn thận đem trên tủ đầu giường vật phẩm trang sức cho rơi trên mặt đất nước nước lâm hiểu dai quay người rót chén nước ấm lấy tới đưa cho hắn lâm đại chí tiếp nhận nước uống lại híp mắt nhìn nàng một hồi lâu mới có hơi giật mình nói là ngươi a hiểu dai lâm hiểu dai lâm đại chí ở rượu mới lại mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem nàng, mơ mơ màng màng nói. Hiểu dai, ngươi biết không? Kỳ thật bốn đứa bé bên trong, ta thích nhất liền là ngươi. Đang chuẩn bị đi nhặt vật phẩm trang sức lâm hiểu dai con ngươi chấn động, quay đầu mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Không nghĩ tới sao? Lâm đại chí cười cười, tự hồ có chút đắc ý, lại tự hồ có chút mờ mịt hắn một lần nữa đổ về trên giường cánh tay hoành khoác lên trên ánh mắt khẩu khí nỉ non ngươi nhất không nghe lời tính tình cưỡng tính cách lại mạnh hơn lời gì cũng dám nói người nào cũng dám mắng còn luôn luôn muốn cùng nam hài tử so tổng cũng không chịu chịu thua không hề giống cái nữ hài tử từ nhỏ ai gặp ngươi cũng lắc đầu a à, ta cùng ngươi mẹ kỳ thật cũng đau đầu dạng này tính tình về sau nhưng làm sao bây giờ có thế trong lòng ta kỳ thật cũng là có chút điểm vui vẻ. Ngươi dạng này tính tình kỳ thật cùng ta rất giống A, à, cho nên ta vẫn cảm thấy ngươi nếu là đứa bé trai liền tốt, khẳng định như vậy không ai sẽ nói ngươi, đáng tiếc A. À. Thanh âm hắn dần dần thấp, cuối cùng thậm chí liền âm thanh cũng bị mất. Lâm hiểu gia nhịn không được đến gần điểm. Cha! Phản phất bị đột nhiên bừng tỉnh hoàng hồn, Lâm đại trí lại thanh âm thật thấp nói tiếp đau đầu lại đáng tiếc vui vẻ, cho nên ta cũng một mực không có quá đè ép ngươi, ngược lại còn có chút dung túng lấy đi. Thật không nghĩ đến tung lấy tung, ngươi lớn, lá gan cũng lớn hơn, triệt để tùy hứng không xen vào, còn trái lại dám quản ta, mắng ta. Ngươi tiểu đi, ta cảm thấy ngươi không nghe lời cũng không có việc gì, cũng lớn về sau ta đã cảm thấy có chút không được. Lúc đầu ngươi đọc sư phạm là chuyện tốt, ta liền nghĩ ngươi tốt nghiệp trở về sau làm cái lão sư dù cho tính tình không tốt cũng sẽ có thế tìm một nhà khá giả dạng này ngươi cũng không chịu được cái gì khí thật không nghĩ đến ngươi công việc cuối cùng không nghe chúng ta liền hôn nhân cũng không nghe chúng ta còn nói cái gì không kết hôn không sinh hài tử lời này truyền đi ngươi bị nói đến khó nghe ta cùng ngươi mẹ nghe cũng không chịu nổi a à, có thế ngươi thật lớn chúng ta muốn quản cũng là quản bất động ngươi một mực nói một mình ngươi cũng có thể sinh hoạt rất khá ta là không tin đâu có thể nào đâu. Nữ hài tử đều là phải lập gia đình, từ xưa đến nay đều là dạng này. Thẳng đến về sau. Ta không có xuất quỷ. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, lâm hiểu dai sững sờ. Thật liền là một đám người ồn ào lên, ta liền thuận thế cùng với nàng trò chuyện, có liên lạc. Bất quá ngươi cũng nói đúng. Hắn thở dài nói, không trệt đường cũng là tại xuất quỷ trên đường, lại cùng với nàng chơi tiếp tục cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi ngươi nói đúng mẹ ngươi cũng mắng đúng là ta có lỗi với nàng bỏ được lấy tiền ra ngoài cho người khác cùng người khác chơi lại không nỡ cho nàng nhiều một chút tiền ăn kết hôn nhiều năm như vậy tiền có nhưng xưa nay không nghĩ tới mua cho nàng bộ y phục mua đôi giày mang nàng đi ra ngoài chơi một chút ngược lại có tiền càng tự đại không nghe được người nói cũng nghe không được người quản, một con đường đi đến đen. Thật xin lỗi a, à, đánh mụ mụ ngươi, lại đánh ngươi, thật thật xin lỗi a. À. Thật dài than thở về sau, đều đều tiếng hít thở dần dần truyền ra. Lâm Hiểu dai ngửa đầu, đưa tay lau mặt một cái bên trên nước mắt. Nàng kỳ thật cũng cho tới bây giờ không có đã nói với hắn, cho dù hắn muôn vàng không tốt, mọi loại không tốt, nhưng có hai điểm nàng một mực ghi nhớ trong lòng từ đầu đến cuối đối với hắn lòng mang cảm kích cùng cảm ơn. Lúc ấy trong nhà nghèo, gánh vác nặng, cho nên đã từng có người khuyên hắn đưa nàng tặng người, nói nữ nhi muốn một cái là đủ rồi, giữ nhiều như vậy vô dụng, hắn không chịu. Trong thôn nữ hài phần lớn tốt nghiệp trung học liền đi ra ngoài làm việc kiếm tiền phụ cấp trong nhà, nàng cũng từng cho là nàng có thể như vậy. Có thế hắn lại nói, chỉ cần thành tích của nàng tốt, còn muốn đi học tiếp tục, vậy hắn liền nhất định sẽ không để cho nàng bỏ học đi ra ngoài làm việc hắn thực hiện hắn lời hứa cung cấp nàng một đường đến đại học tốt nghiệp để nàng có tại xã hội đặt chân căn bản cũng làm cho nhân sinh của nàng từ đây có càng nhiều lựa chọn cho nên nàng oán quá hắn trách hắn khí quá hắn nhưng lại chưa từng có hận quá hắn hắn là nàng lâm hiểu giai ba ba điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến cũng vĩnh viễn sẽ không xóa bỏ ngoài cửa phòng, Trung Lan tú tựa ở trên tường, hốc mắt ửng đỏ. Tổn thương tạo thành, nàng không cách nào quên, cũng sẽ không tha thứ, nhưng một tiếng này thật xin lỗi, hoặc nhiều hoặc ít an ủi nàng, để nàng về sau hồi tưởng lại lúc có thế tốt hơn một chút. Tác giả có lời muốn nói. Ta kỳ thật cũng một mực đang nghĩ, tại sao muốn kết hôn? Về sau ta nghĩ, vậy đại khái liền là nguyên nhân. Hài tử, hẳn là dệt hoa trên gấm, mà không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Chương 55 Chính văn hoàng tất chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Phong ba quá khứ, cuộc sống của mọi người lần nữa khôi phục bình tĩnh, đi vào quỹ đạo. Cải biến, tự nhiên cũng là có. Tiêu phượng trân trở về quê quán, đồng đồng liền cần một lần nữa tìm người chiếu cố. Lâm Hiểu Hàm cùng tạ Vân Phi Nguyên muốn tìm bảo mẫu, nhưng là Trung Lan Tú cùng Lâm Đại Chí đều phản đối, để cho hai người đi làm lúc đem hài tử đưa tới, bọn hắn hỗ trợ chiếu kháng, sau đó chờ hai người tan tầm đón thêm trở về, dạng này an toàn lại yên tâm. Phương án này đối Lâm Hiểu Hàm cùng Tạ Vân Phi tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn, có thế hai người cũng lo lắng này lại sẽ không tạo thành phụ mẫu không tiện, dù sao bọn hắn cũng có chuyện muốn làm. Trung Lan Tú một câu bỏ đi hai người lo lắng ta cùng hà a di buôn bán nhỏ cổng bảo bảo đều có thể hoàn thành liền như trước kia một bên cổng các ngươi một bên ra đồng làm việc nhà nông đồng dạng không có gì đáng ngại yên tâm đi lâm đại chí cũng nói ra ta các ngươi thì càng không cần lo lắng liền là tiếp công trình ký hợp đồng cùng thu khoản lúc ta muốn ra mặt còn lại liền cơ bản liền giao cho công nhân cho nên cũng không có việc gì nếu như mụ mụ ngươi không tiện mà nói liền đổi ta mang theo ta bận rộn liền đổi lấy ngươi mụ mụ mà lại các ngươi cũng có ngày nghỉ không có quan hệ nhiều người như vậy luôn có thể mang tốt một cái đồng đồng hắn là máy xúc lão bản tình huống xác thực như hắn nói tới chỉ là không ai nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy hắn y nguyên lưu tại nơi này không có trở về lối nói của hắn là a khải cùng a hiên sắp trở về rồi hắn muốn đợi bọn hắn trở về gặp cái mặt tụ họp một chút thuận tiện đem sắp khai giảng lâm trạch hiên cùng nhau mang về không chỉ như vậy hắn cũng xác thực tận tâm tận lực giúp đỡ chiếu cố đồng đồng, nhỏ đến đùa nàng chơi mang nàng đùa nghịch, lớn đến cho ăn cơm uy đồ ăn đổi tè ra quần. Mặc dù động tác vẫn như cũ vụng về không thuần thục, nhưng hắn cũng vẫn như cũ vui này không kia, tự thân đi làm. Đối với cái này Trung Lan Tú cũng không nói thêm gì, chấp nhận hắn lưu lại, cũng chấp nhận hỗ trợ của hắn, nhưng càng nhiều hơn là không thể nào. Lâm Đại Chí tự hồ cũng minh bạch cùng cố kỵ, thế là bình thường chỉ ở hài tử nhà mình cùng đồng đồng vấn đề bên trên cùng với nàng tâm sự cùng thương lượng, hoặc là nhìn thấy có thể giúp một tay liền phụ một tay, còn lại thì là một chữ không dám nhắc tới, một bước không dám vượt qua, thận trọng ngay cả lời cũng không dám lớn tiếng nói. Lâm hiểu giai tỉ muội từng tự mình hỏi qua bên trong chung lan tú cảm thụ, hỏi cái này dạng có thể hay không để nàng cảm thấy khó chịu không thoải mái, có cần hay không các nàng tìm lâm đại trí nói chuyện, tách ra phòng ngừa ở chung. Trung Lan Tú nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu nói không cần. Mặc dù ta cùng hắn ly hôn, trước kia cũng huyên náo rất khó coi, nhưng hắn thủy chung là hiểu hàm ba ba, đồng đồng ông ngoại. Trung Lan Tú nói, hiện tại hắn chỉ là đứng tại lập trường của mình cùng góc độ, hết sức đi hỗ trợ cùng yêu thương mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ mà thôi, cũng không có quấy rối đến ta cái gì, ta không thể cũng không có lý do đi ngăn cản hắn, cái kia quá ích kỷ, đối với hắn và các ngươi đều không công bằng dứt lời nàng lại cười cười huống hồ ta đều từng tuổi này còn cái gì không có trải qua tổng không đến nỗi ngay cả những vật này đều chịu không được còn bạn từ nhỏ hài tử tính tình làm cái gì cả đời không qua lại với nhau cái kia nói ra thật muốn mắc cỡ chết người hài tử cũng còn có còn ở đây không thể nào liền như bây giờ đi để hắn cũng yêu mến hà hài tử tận tận làm cha tâm lại nếm thử mang hài tử vất vả rất tốt về phần ta cùng hắn coi như cùng người bình thường ở chung tốt nghe nàng nói như vậy lâm hiểu hàm cùng lâm hiểu giai cũng liền triệt để thả lỏng trong lòng thời gian cứ như vậy bình an vô sự hòa thuận trải qua lâm hiểu giai vẫn như cũ vùi đầu viết chính mình bản thảo lâm hiểu hàm cùng tạ vân phi để cho tiện đưa đón đồng đồng đặt địa chọn thời gian đi mua xe Lâm Đại Chí cùng Chung Lan Tú thì là ban ngày chiếu kháng đồng đồng, đến ban đêm sau khi ăn cơm xong liền riêng phần mình tách ra, một cái ở Lâm Trạch Khải Giang phòng, một cái đi Lâm Hiểu giai phòng ngủ. Lại qua vài ngày sau, Lâm Trạch Khải đi công tác trở về, Hà Ngọc Thúy cùng Lâm Trạch Hiên cũng du lịch trở về, Liền Lục Dương cùng Hứa Thu Linh cũng độ xong tuần trăng mật trở về, còn phân biệt đều mang theo đặc sản trở về, ăn dùng đều có, phong phú đến cực điểm. Khó được đoàn tụ lại người đủ thế là đại gia hỏa liền lại nhân cơ hội này nhiệt nhiệt nháo nháo chạy đến bên ngoài liên hoan đi bàn ăn bên trên nâng ly cạn chén hoang thanh tiếu ngữ một phái đoàn viên vui vẻ cảnh tượng người sống một đời thời gian chuyện tốt sinh hoạt vẻ đẹp không gì hơn cái này cơm nước no nê muốn tan cuộc lúc hà ngọc thúy cho tới lần này du lịch bên trong phát sinh chuyện lý thú nói nói nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì hai mắt sáng lên ánh mắt sốt ruột chuyển hướng lâm hiểu dai vui tươi hớn hở nói. Đúng, hiểu dai, chúng ta lần này du lịch bên trong quen biết một người dáng dấp đặc biệt đáng yêu anh Tuấn Tiểu Hỏa Tử, người rất được. Hắn nói đặc biệt thích ngươi, muốn theo ngươi tình yêu tình báo, thế nào? Ngươi ngại hay không nhận biết hạ? Phúc khục chính uống vào canh lâm hiểu dai một ngụm canh phun ra ngoài, đang lúc ăn đồ ăn thẩm phong một cái sơ sẩy bị sặc. Những người còn lại sững sờ, lập tức cũng đều thả tay xuống bên trong động tác nhìn về phía Lâm Hiểu Giai. Chỉ có Lục Dương cùng hứa Thu Linh nhíu mày, ánh mắt ngoại trừ nhìn Lâm Hiểu Giai bên ngoài, còn không ngừng liếc về phía bị bị nghẹn thẩm phong. Hai người nhếch miệng lên, dáng tươi cười hứng thú mười phần. Hà Ngọc Thúy cũng nhìn nhà mình nhi tử một chút, ngữ điệu giống như kinh ngạc. Ai, nhi tạp, ngươi thế nào bị sặc? Nói cười tủng tiễn đưa cho hắn một tờ giấy tất cả mọi người lập tức lại đi thẩm phong nhìn lại thẩm phong tiếp nhận khăn tay nghẹn đỏ mặt có chút xấu hổ nói ta không sao nói ngươi liền tốt a à, thà ngọc thúy kéo dài âm cuối có chút ý vị thâm trường cười ứng tiếng lập tức lại quay đầu giả bộ như cái gì cũng không biết nói tiếp lên trước đó vấn đề thế nào hiểu giai nhận biết hạ được không nào lâm hiểu giai cũng mới vừa trà sắc miệng hòa thuận quá khí nghe vậy dở cười dở khóc nói a di ngươi đừng nói cười lại không thấy quá mặt cùng chung đụng đối phương ở đâu ra đặc biệt thích ta a à? thật a di không có lừa ngươi liệt hà ngọc thúy lời thề son sắt mà nói trước đó không phải ra chút sự tình sau đó ngươi bị chụp lên mạng nha sau đó ta cùng a hiên ngay tại nhìn cái kia video tiểu hỏa tử trải qua cũng lại gần nhìn sau đó liền nói hắn trước sớm liền chú ý tới ngươi còn nói ngươi rất xinh đẹp rất tốt loại hình sau đó A Hiên liền lanh mồm lanh miệng nói ngươi là tỷ tỷ nàng, tiểu hỏa tử nghe xong liền kích động A, ghê gớm A, nhất định để chúng ta giới thiệu hai ngươi nhận biết. Không tin ngươi hỏi A Hiên. Lâm Trạch Hiên mảnh gật đầu. Đúng, Hà A Di nói không sai, hắn trả cho chúng ta lưu lại phương thức liên lạc, dặn đi dặn lại để chúng ta nhất định phải nhớ kỹ nói với ngươi đâu. Dừng lại, hắn lại ngữ khí tích cực hưng phấn. Mà lại A, nhị tỷ hắn thật người tốt lại soái không tin ngươi nhìn hắn ảnh chụp nói lâm trạch hiên đứng dậy cầm điện thoại vui vẻ hướng lâm hiểu giai đi đến vâng ngươi nhìn lâm hiểu giai nhìn xem hắn đưa qua tới màn hình điện thoại di động lập tức hai mắt sáng lên cười nói ai thật đúng là dáng dấp nhìn rất đẹp rất đẹp trai ai lâm trạch hiên đắc ý nói đúng không chúng ta không có lừa gạt ngươi chứ những người khác thấy thế cũng rối rít đứng dậy tham gia náo nhiệt vây tới quan sát chung lan tú cùng lâm đại chí khoảng cách khá xa bọn hắn vừa cũng nghĩ tràn đầy phấn khởi đứng dậy quá khứ hà ngọc thúy liền cười nói không có việc gì không có việc gì ta cái này cũng có các ngươi không cần đi nói nàng lấy điện thoại di động ra đưa cho hai người chung lan tú tiếp nhận xem xét trong nháy mắt cũng là hai mắt sáng lên lại cao lại tuấn nam hài này tử là coi như không tệ a à. Nghe vậy một mực giả bộ như việc không liên quan đến mình thẩm phong rốt cục cũng không giữ được bình tĩnh, lặng lẽ muốn quay đầu đi nhìn. Hà Ngọc Thúy đuôi mắt nhìn thấy về sau, thầm tâm hỉ, sau đó thuận tay bàn đưa điện thoại di động cầm về dơ lên trước mặt hắn, giống như vô tình cười nói. Tới tới tới, nhi tạp, ngươi cũng nhìn xem có phải hay không dáng dấp hảo hảo. Bị bắt bao thẩm phong lập tức cứng đờ, có thế ánh mắt lại không tự chủ được hướng trước mắt màn hình điện thoại di động nhìn lại trong tấm ảnh nam hài sắc thực dáng người cân xứng cao lớn cười lên răng trắng lập lòe ánh nắng lại sáng sủa xem xét là thuộc về phi thường lấy gia trưởng cùng nữ hài tử niềm vui cái chủng loại kia thẩm phong đột nhiên đã cảm thấy trong lòng buồn đến hoàng ăn cơm khẩu vị cũng bị mất hết lần này tới lần khác mẹ hắn còn tại mừng khấp khởi đuổi theo hỏi thế nào nhi tạp có phải hay không dáng dấp rất đẹp trai nhìn rất đẹp. Thẩm Phong. Ân. Ừ. Một bên khác Lâm Hiểu Hàm các nàng cũng đang không ngừng khuyên Lâm Hiểu dai. Đã dạng này Hiểu dai ngươi liền cùng người nhận thức một chút thôi, thật rất tốt a. À. Lâm Hiểu dai lại là lắc đầu cự tuyệt. Vẫn là quên đi, ta không có phương diện kia tâm tư, đừng tai họa người ta. Thẩm Phong cảm giác chính mình ăn cơm khẩu vị trở về một chút xíu nhưng lại nghe hắn mụ mụ dị thường tích cực khuyên nhủ. Không có chuyện gì, hiểu dai, tiểu tử kia kỳ thật cũng là cảm thấy ngươi rất tốt, cho nên muốn theo ngươi biết hạ kết giao bằng hữu mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, cho nên ngươi coi như là nhận biết cái bạn mới tốt, không cần có ý tưởng gì gánh vác liệt. Đúng vậy a, à, Hà A Di nói đúng. Trung Lan Tú cũng cười nói, người ta một phen thành tâm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, vậy ngươi cũng liền tâm bình tĩnh đối đãi liền tốt không cần nghĩ quá nhiều. Huống hồ chúng ta bây giờ cũng nghĩ thoáng, sẽ không cần cầu hòa nói ngươi cái gì, ngươi liền cứ việc theo chính mình tâm ý đi liền tốt. Hứa Thu Linh cũng cười nhẹ nhàng gia nhập. Ngươi không phải một mực cảm thán chính mình gặp không được nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu khác phái sao. Chung quanh không phải con mắt trường đỉnh đầu liền là đã kết hôn, vậy bây giờ có cái có sẵn, chưa lập gia đình, còn khó đến thưởng thức không nhìn thấp ngươi không phải thật tốt sao liền đơn thuần nhận thức một chút cũng sẽ không mang thai sợ cái gì lớn mật bên trên chính là lâm trạch khải cùng lâm trạch hiên cũng không ngừng cổ động liền là chính là nhị tỷ ngươi không cần lo lắng a à, người trẻ tuổi kết giao bằng hữu rất bình thường liền nhìn náo nhiệt không chơi chuyện lớn lục dương đều bưng chén rượu lên nhàn nhàn tăng thêm câu ta đồng ý cùng tán thành mỗi một người bọn hắn nói lời nghe vậy đám người cười vang chỉ ngoại trừ một nghiêm mặt không nói một lời thẩm phong lâm hiểu gia nhìn trước mắt những này không ngừng thuyết phục cùng giật dây nàng người cũng không già mồm xấu hổ hào phóng cười nói tốt a à, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh nhận biết bạn mới đi hà ngọc thúy vui mừng mà nói vậy ta coi như đem ngươi phương thức liên lạc cho hắn á lâm hiểu gia mỉm cười tốt nghe vậy một mực dẫn theo trái tim thẩm phong thở sâu lần này hắn là triệt để không có ăn cơm khẩu vị tâm tắc nhét dịp gờ sau bữa ăn phân biệt lúc hứa thu linh hai tay đút túi treo gẹo bàn nói với lâm hiểu dai ta có dự cảm số đào hoa của ngươi nhanh đến lâm hiểu dai sững sờ lập tức dở khóc dở cười bác tự đều không thấy sự tình ngươi nói đùa cái gì đâu hứa thu linh khóe môi khẽ nhếch khí định thần nhàn vậy ngươi liền đợi đến về sau nhìn thôi có gì có thể nhìn. Lâm Hiểu Giai cười lắc đầu, một điểm không có đưa nàng mà nói để ở trong lòng. Một bên khác, Lục Dương cũng vỗ vỗ thẩm phong bả vai, ý vị thâm trường thấp giọng cười nói. Thích đồ vật nếu như không nhanh bắt lấy, khả năng này thật sẽ không để ý liền trở thành nhà khác nha. Thẩm phong ngẩng đầu, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lục Dương nhún nhún vai, lộ ra một cái vô sĩ mỉm cười đứa bé trai kia quả nhiên là thật muốn cùng Lâm Hiểu Giai kết giao bằng hữu. Trở về trên đường Hà Ngọc Thúy mới vừa đem Lâm Hiểu Giai phương thức liên lạc phát cho hắn, hắn liền lập tức tăng thêm Lâm Hiểu Giai bạn tốt, thông qua sau càng là lễ phép mà tích cực Lâm Hiểu Giai hàng huyên, không có chút nào lạnh nhạt tẻ ngắt. Mà lại hắn phân tất cũng nắm rất khá, tiếng thối ở giữa đã không để Lâm Hiểu Giai cảm thấy im lặng xấu hổ, cũng sẽ không quá phận thân thiện đến làm cho nàng chán ghét phản cảm về đến nhà sau lâm hiểu giai cũng nhịn không được cảm khái cười nói hắn thật đúng là cùng hắn ảnh chụp cho người cảm giác đồng dạng ánh nắng sáng sủa tự tin hay nói đích thật là cái rất tốt rất thú vị nam hài tử cùng hắn làm bằng hữu mà nói nhất định sẽ không nhàm chán những người khác ai thật sao cái kia có rảnh liền hẹn ra mọi người cùng nhau gặp mặt ăn một bữa cơm biết nhau hạ a hà ngọc thúy vui tươi hớn hở được a cái này hôm nào ta nói với hắn đi, tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Phong Hơn 10 giờ đêm, Hà Ngọc Thúy đi tắm rửa, phòng vệ sinh còn có thể truyền ra nàng vui vẻ hừ ca thanh âm. Thẩm Phong ngồi ở phòng khách, trao mày, sắc mặt trầm túc, điện thoại trong tay không ngừng đổi tới đổi lui, tự hồ rất là dãy dụa do dự dáng vẻ. Thật lâu, ánh mắt của hắn ngưng tụ, giống rút cuộc quyết định bình thường, cầm trong tay chuyển động điện thoại dừng lại, cúi đầu kết nối thông tin ghi chép, lật đến muốn người liên hệ dãy số, lại dừng lại do dự nhìn sau đó, rốt cục kiên định gọi ra ngoài. Tiếng chuông reo bao lâu, thẩm phong nhịp tim liền theo khẩn trương bao lâu. Rốt cục, điện thoại kết nối, lâm hiểu dai âm thanh trong trẻo truyền đến. Thẩm phong. Ân. Thẩm phong ứng tiếng, biết hầu lại căng lên, lại dừng dừng, hắn mới cố gắng trấn định tiếp tục nói. Trước ngươi nói mời ta ăn cơm, còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, còn hai bữa đâu. Lâm Hiểu giai cười nói, ngươi chừng nào thì có rảnh nghỉ đi ăn a. À? Hiện tại đi. Hiện tại. Lâm Hiểu giai sững sờ, kinh ngạc mà hoài nghi xác nhận, ta không nghe lầm chứ? Ý của ngươi là hiện tại liền đi ăn? Thẩm Phong không tự chủ nắm chặt chút điện thoại. "Ân, không cần mời ta ăn cơm, mời ta ăn khuya đi." Dừng lại, lại hậu tri hậu giác bổ sung. Có được hay không? Nếu là không thuận tiện mà nói coi như xong. Lâm Hiểu giai kịp phản ứng. A, à, không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên nghe được cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi. Lại cười, được rồi, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng ra đi, chúng ta ăn khuya đi, đợi chút nữa gặp. Cúp điện thoại, Thẩm Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hà Ngọc Thúy vừa lúc lúc này tắm rửa xong ra, thẩm phong liền giống như tự nhiên cùng với nàng hô mẹ ta có việc ra ngoài dưới ngươi nếu là buồn ngủ lời nói trước hết ngủ không cần chờ ta hà ngọc thúy sững sờ ai đã trễ thế như vậy còn ra đi ân ừ. đang khi nói chuyện thẩm phong đã thay xong giày mở cửa đi ra hắn ra đồng thời lâm hiểu dai vừa vặn cũng mở cửa đi tới nhìn thấy hắn trong nháy mắt cười nói đi thôi thẩm phong dương môi ân. Ừ. Cửa phòng bên trong chính nhìn xem mắt mèo Hà Ngọc Thúy. Chật chật chật, người quả nhiên cần chút cảm giác nguy cơ a. À. Giữa hè tinh không, trăng khuyết treo trên cao, sao lốn đốn đầy trời, bóng đêm mê người. Thẩm phong cùng lâm hiểu dai cũng không có đến đó, liền đến dưới lầu không xa cửa hàng đồ ngọt ăn lạnh buốt giải nóng đường thủy. Kết quả, hô hào muốn ra ăn khuya thẩm phong không ăn nhiều ít, ngược lại là không chuẩn bị ra lâm hiểu dai ăn quá no ăn xong tính tiền sau khi ra ngoài, Lâm Hiểu gia nhịn không được nhã rảnh thẩm phong. Ngươi xác định ngươi là ra ăn khuya sao? Không phải ra ngồi một chút liền trở về sao? Thẩm phong bị nói đến có chút xấu hổ, thế là lấy cớ cực nát thấp giọng giải thích. Khục, ra mới phát hiện lại không đói bụng. Lâm Hiểu dai hướng hắn lật ra cái im lặng bạch nhãn. Thẩm phong. Nhìn hắn kinh ngạc dáng vẻ Lâm Hiểu dai lại vỗ xuống bả vai hắn, chế nhạo nói nói đùa rồi dù sao ngươi không ăn được lợi chính là ta về sau đừng nói ta hẹp hòi là được thẩm phong dương môi khẽ cười vậy khẳng định không nói lộ trình cũng không xa cho nên hai người là đi tới tới tự nhiên cũng chỉ có thể đi tới trở về hai người đều đi rất chậm lâm hiểu giai là vì tiêu thực thẩm phong lại là cố ý đạp trên ánh trăng nói ngăn nói cuội đi một đoạn ngắn đường về sau lâm hiểu giai đột nhiên nói thẩm phong ngươi có phải hay không có chuyện gì à nghe vậy thẩm phong lập tức tâm nhất lên khẩn trương đến lời nói đều có chút nói không lưu loát sao thế nào vì sao lại nói như vậy ước chừng là đã nhận ra hắn khẩn trương lâm hiểu dai thả ôn nhu âm nói cũng không có gì liền là cảm thấy ngươi đêm nay không thích hợp không yên lòng nói ăn cái gì cũng không ăn có chút khác thường cho nên hỏi một chút mà thôi dẫn theo tâm buông xuống thẩm phong nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại không hiểu cảm thấy có chút thất lạc có nên hay không lâm hiểu giai lại quan tâm tiếp tục hỏi có phải là thật hay không có vấn đề gì cần ta hỗ trợ sao dưới bóng đêm nữ hài thần sắc lo lắng ánh mắt trong trẻo cứ như vậy thật tâm thật ý chân thành nhìn qua hắn thẩm phong nắm chặt lại quyền nghe được chính mình thấp giọng nói ân đúng là ra chút vấn đề không giải quyết được cho nên muốn cùng ngươi thương lượng một chút lâm hiểu giai nghe xong thần sắc lập tức nghiêm túc vấn đề gì ngươi nói ta nhớ được trước đó nói chuyện trời đất ngươi từng đã nói với ta về sau xác thực không yêu đương không kết hôn không sinh hài tử muốn làm một con vui vẻ độc thân cậu đúng không a à, đây coi là vấn đề gì lâm hiểu giai vẻ mặt nghiêm túc một đỗ nhưng vẫn là thành thật đáp đúng vậy a à, thế nào Lần này đổi thành Thẩm Phong ngữ khí cùng thần sắc nghiêm túc. Vậy ngươi bây giờ vẫn là nghĩ như vậy sao? Lâm Hiểu giai sửng sờ, lập tức phốc thử một tiếng cười. Không phải, Thẩm Phong ngươi làm sao? Làm gì đột nhiên hỏi ta những này? Còn khiến cho nghiêm túc như vậy nghiêm túc, hại ta thật sự cho rằng ra cái gì khó lường vấn đề lớn, kết quả lại là. Nàng lắc đầu, rất là dở khóc dở cười bộ dáng. Thẩm Phong Nhìn hắn mắt sắc nặng nề, tự hồ xác thực rất để ý bộ dáng, Lâm Hiểu giai ngưng cười, vừa đi vừa chậm rãi nói: "Tốt a, à, mặc dù không biết ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi, nhưng nói cho ngươi cũng không quan hệ. Ta đích xác vẫn là nghĩ như vậy, cũng là tính toán như vậy, nhưng chuyện tương lai." Nàng dừng lại, cười khẽ. "Không có nắp hòm kết luận trước ai cũng không nói chắc được đi." Thẩm Phong. Lâm Hiểu giai nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi nghe nói qua cấp quốc gia thức ăn cho chó sao? Cấp quốc gia thức ăn cho chó. Thẩm phong sững sờ, lập tức não quan lóe lên. Ngươi là nói tuần. Tổng. Lý cùng hắn phu nhân. Ân. Lâm hiểu dai gật gật đầu, nói, sơ trung không phải có thiên chu phu nhân kỷ niệm tuần. Tổng. Lý văn chương sao? Gọi tây phòng khách hoa hải đường lại mở, ngươi có nhớ không? thẩm phong nhíu mày hồi tưởng dưới nói có chút ấn tượng ta là một mực đối bản này văn khắc sâu ấn tượng lâm hiểu giai nói bởi vì ngữ văn lão sư lúc ấy tại giảng giải bản này văn lúc nói hai người không có hài tử nguyên nhân là chu phu nhân tại trường chinh trên đường đã thương thân thể cho nên không có cách nào sinh dục mà tuần tổng lý là có rất nhiều cơ hội lại muốn hài tử có thế mãi cho đến qua đời hắn đều không tiếp tục muốn Ta ra đời địa phương ngươi cũng biết, cái kia không chỉ là muốn hài tử, vẫn là nhất định phải có nhi tử nối dõi tông đường, nếu không sẽ bị ngàn người nói vạn người mắng. Bởi vậy ta nghe được lão sư nói như vậy lúc cảm thấy rất chấn kinh cùng bất khả tư nghị, thế là hướng lão sư đặt câu hỏi một câu, vì cái gì tuần? Tổng. Lý không muốn. Ta lúc ấy là thật phi thường vội vàng cùng tò mò muốn biết nguyên nhân bởi vì ta không rõ vì cái gì hắn một cái nổi danh như vậy quốc gia lĩnh đạo người sẽ không muốn hài tử chẳng lẽ hắn sẽ không bị người khác nói cùng bị người khác mắng sao vậy tại sao chúng ta bên này người sẽ đâu ta mang theo trùng điệp nghi hoặc đặt câu hỏi có thế lão sư lại chỉ là cười nhẹ nhàng trở về ta câu nếu như hắn muốn vậy chúng ta hôm nay liền không nhìn thấy thiên văn chương này ta lúc ấy phi thường không thể lý giải lão sư câu nói này thậm chí cảm thấy cho nàng là tại gạt ta. Thẳng đến trưởng thành, hiểu rõ rõ ràng về sau quay đầu lại nhìn, ta mới biết được ta ngay lúc đó đặt câu hỏi có bao nhiêu nông cạn. Hơi dừng lại, Lâm Hiểu dai ngửa đầu, nhìn ra xa màn trời. Nói như vậy khả năng rất không xứng, nhưng đích thật là ta chân thật nhất cảm thụ. Này đôi cấp quốc gia thức ăn cho chó nhân vật là ta tôn kính nhất cùng nhất kính ngưỡng, bọn hắn tình yêu cố sự cũng là nhất làm cho ta xúc động cùng động dung, không có cái thứ hai có thế ban đầu lúc bọn hắn kỳ thật riêng phần mình cũng đều không có hôn nhân dự định mà là tại phía sau ở chung cùng hiểu bên trong mới chậm rãi thích đối phương cũng tương nhu dĩ mặc đầu bạc cả đời cho nên ngươi lời hỏi ta ta xác thực chỉ có thể như thế nói cho ngươi lâm hiểu dai nghiêng đầu nhìn qua thẩm phong cười nói ý nghĩ vẫn như cũ sẽ không cải biến nhưng ta không biết ngày sau sẽ có hay không có một người như vậy tam quan nhất trí truy cầu nhất trí, để cho ta cam tâm tình nguyện đánh chính mình mặt, đạp vào ta từng coi là vĩnh viễn sẽ không đi đường. Dù sao nhân sinh liền là vô hạn khả năng, đúng không? Nàng cười, ánh mắt lóe sáng. Thẩm Phong nhìn xem, trong lòng cổ động khô nóng. Cái kia, ngươi có tưởng tượng quá người kia xuất hiện sao? Đó là đương nhiên a. À. Lâm Hiểu giai cười nói, như thế nào đi nữa ta cũng là nữ hài tử. Ngẫu nhiên cũng sẽ có thiếu nữ tâm nổi lên thời điểm a, chỉ bất quá cơ bản đều là tưởng tượng một chút tử, sẽ không bốc lên quá lâu chính là. Ta người này hiện thực, càng tin tưởng dựa vào chính mình, ha ha. Cái kia. Thẩm Phong nhắm lại mắt, thở sâu về sau, rốt cục quyết định chắc chắn, vượt đến trước mặt nàng, cắn răng nói. Ngươi cảm thấy ta khi ngươi trong tưởng tượng người kia thế nào? Ngươi ngơ ngác nhìn qua đột nhiên đứng ở trước mặt mình thẩm phong, lâm hiểu dai một mộng, rốt cục hậu tri hậu giác phát hiện ánh mắt của hắn cùng thần sắc đều quá mức nóng bỏng, hoàn toàn không giống bình thường. Đúng, ta. Thẩm phong sắc mặt đỏ bừng, khẩn trương đến tay chân đều đang rung, nhưng như củ quật cường đứng tại chỗ nhìn xem nàng, từng chữ nói ra nghiêm túc mà rõ ràng nói, lâm hiểu dai, ta thích ngươi, muốn cùng với ngươi. Quanh phản phất pháo hoa không có chút nào dự cảnh tại trong đầu nổ tung lâm hiểu dai trong nháy mắt cặp mắt trợn tròn triệt để mộng đãi lấy lại tinh thần nàng lập tức lại tính phản xạ lui ra phía sau bên cạnh khoát tay bên cạnh lời nói không có mạch lạc nói chờ chờ một chút ngươi ngươi trước bình tĩnh một chút ta ta cũng bình tĩnh một chút ngươi nói đùa a à, nói cái gì đó sao lại có thể như thế đây không thể nào ngươi nói sai. Ta không có nói sai, ngươi cũng không nghe lầm, ta xác thực thích ngươi, thật. Lâm hiểu dai. Dưới ánh trăng, thẩm phong luôn luôn thanh lãnh đạm mặt sắc mặt ửng hồng, phần này ửng hồng liền hắn cách xa hai con lỗ tai đều lan tràn đến, người không biết chuyện nhìn đại khái đều sẽ cho là hắn thân thể không thoải mái, tại phát sốt. Có thế hắn đen bóng hai mắt lại là khẩn trương như vậy bất an, lại như vậy chân thành tha thiết kiên định. Mộng hoảng rút đi, Lâm Hiểu Giai chậm rãi khôi phục lý trí. Trong mắt trầm mặt sẽ, nàng đè xuống trong lòng tạp nhạp suy nghĩ, hỏi chính mình để ý nhất một vấn đề. Thẩm Phong, ta nhớ không lầm, ngươi cũng đã nói ngươi là không cưới không dục, vì cái gì bây giờ lại? Thẩm Phong cười khổ. Như như lời ngươi nói, ta bị chính mình đánh mặt. Chuyện khi nào? Ta kỳ thật cũng không biết. Lâm Hiểu Giai. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng... Đây là sự thật. Thẩm Phong thấp giọng mà nói nghiêm túc, không biết từ lúc nào lên, cùng ngươi ở chung lúc không còn cảm thấy không được tự nhiên, nói chuyện nội dung cùng quan điểm cũng bắt đầu tán đồng, cảm thấy nhất trí. Sẽ chậm chậm liền không nhịn được quan tâm ngươi sự tình, ngươi động tĩnh, cùng muốn trợ giúp ngươi. Nghe thấy ngươi bị chửi lúc lại rất tức giận, trông thấy ngươi khóc lúc lại rất đau lòng, không gặp được ngươi lúc lại vụng trộm nghĩ ngươi. Dừng lại, hắn mấp máy môi tự hồ rất là ngượng ngùng không có ý tứ. Ta hỏi Lục Dương là thế nào xác định thích hứa Thu Linh, hắn nói sẽ đau lòng hứa Thu Linh, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ nghĩ đến hứa Thu Linh, vậy ta đối ngươi. Cũng chính là dạng này. Nói xong, sắc mặt hắn càng đỏ, nghe Lâm Hiểu dai cũng khắc chế không được lặng lẽ đỏ mặt. Hắn giọng một cái, hắn tiếp tục bột bạch nói. Lúc đầu ta còn có điều cố kỵ cùng lo nghĩ, muốn đợi thời gian lâu một chút nữa, lâu một chút xác nhận cùng chuẩn bị đều tốt đi một chút lại nhìn tình huống muốn hay không cùng ngươi nói có thế đêm nay chuyện phát sinh để cho ta cảm thấy không chờ được đêm nay chuyện phát sinh lâm hiểu dai tâm tư khẽ động nam hài tử kia thẩm phong nói khẽ ta cảm thấy gặp nguy hiểm nói cách khác ngươi cũng có thể làm ta ghen lâm hiểu dai chưa từng nhận qua mãnh liệt như thế tỏ tình xung kích mẫu thai nữ độc thân cẩu trên mặt nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng lâm hiểu giai cảm thấy mình trên mặt bỏng đến đều có thể trực tiếp lấy ra trứng gà luộc Hít sâu lâm hiểu giai cố gắng muốn để chính mình điên cùng loạn động an lòng phân xuống tới nhưng mở miệng vẫn là không nhịn được đập nói lắp ba nói thẩm phong không không có ý tứ cái này cái này thực sự có chút quá nằm ngoài dự đoán của ta cùng phạm vi chịu đựng ngươi ngươi trước hết để cho ta tỉnh táo một chút suy nghĩ thật kỹ lại thế nào trả lời ngươi thành sao thẩm phong cười cười vậy dĩ nhiên thành có lẽ là lời muốn nói đều nói khó khăn nhất nhất ngượng ngùng ngượng ngùng một quan đã qua cho nên hắn so sánh với trước dễ dàng không ít cũng không có ban đầu khẩn trương cùng bất an thấp thỏm nói tới nói lui đều lưu loát hơi do dự một chút về sau thẩm phong duỗi ra hai tay nhẹ nhàng nắm chặt lâm hiểu dai hai vai hơi gấp hạ thân cùng nàng nhìn thẳng, ngữ khí chân thành. Lâm hiểu dai, ta chỉ nói là ta muốn nói, ngươi không cần có tâm lý gánh vác cùng áp lực, có thích hay không, có hay không nhận cũng dựa theo ngươi ý tưởng chân thật đến liền tốt, không cần lo lắng ta cùng chúng ta về sau ở chung cùng quan hệ. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ta nghĩ đối với lẫn nhau chút này giảng hòa tín nhiệm vẫn phải có, được hay không được đều vẫn như cũ là bằng hữu, vẫn như cũ bình thường ở chung liền tốt dứt lời hắn lại cười cười đương nhiên chính là bởi vì cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy hiểu nhau cũng lẫn nhau biết ý nghĩ của đối phương cùng chú trọng sự tình cho nên tư tâm bên trong ta cảm thấy chúng ta sẽ rất hợp phách có thể giống ngươi ngẫu nhiên tưởng tượng như thế đi thử một chút nếm thử những ta kia đều không có trải qua cũng không biết tư vị sự tình dù sao như như lời ngươi nói nhân sinh liền là vô hạn khả năng lâm hiểu dai lẳng lặng nhìn trước mắt dáng tươi cười ôn nhuận mặt mày tuấn tú gương mặt ánh trăng ôm nhu quá khứ đủ loại trong chốc lát theo gió mà tới cùng nhau nương theo trong gió đêm còn có lâm hiểu dai cười nhẹ nhàng nói ra câu kia tốt a à, đã dạng này vậy chúng ta liền thử một lần đi cùng đi nếm thử cái này nhân sinh vô hạn khả năng tác giả có lời muốn nói đúng vậy chính văn đến nơi đây liền kết thúc đầu tiên cho mọi người cúc cái cung cảm ơn mọi người một đường làm bạn cùng ủng hộ cổ vũ, thật 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 rất cảm ơn. Ta không tính một cái tốt tác giả, đổi mới không chừng, la thường ngược lại, thật rất cảm tạ cũng rất xin lỗi một đường truy văn tiểu thiên sứ, nhất là từ mở văn mới bắt đầu vẫn đang truy càng tiểu thiên sứ, thật 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 có lỗi cùng cảm ơn, vất vả các ngươi. Nhưng ta cũng thật tận lực. Một là ta vẫn tốt chậm, hai cái này văn kỳ thật thật rất khó viết. Ta thường xuyên tại máy vi tính ngồi một ngày, nhưng chính là nghẹn không ra một chữ, Tam Thứ Nguyên có việc, cho nên còn thường xuyên chỉ có thể thức đêm viết cùng càng, vừa đứt càng liền ấy nấy khổ sở, nhưng thật là không có cách, cho nên ở giữa đã từng vô số lần chất vấn chính mình, hoài nghi mình, muốn từ bỏ. Thế là mỗi viết xong một chương đã cảm thấy cảm giác thành tựu tràn đầy, may mắn chính mình lại giữ vững được một chương, cách hoàn tất lại càng gần một bước. Văn khẳng định có tiếc núi cùng không đủ, cũng cảm ơn mọi người cho tới nay bao dung cùng thông cảm. Hiện tại đây là chính văn hoàn tất, còn không tính chính thức hoàn tất, bởi vì sẽ còn viết mấy cái phiên ngoại, một phần nhỏ viết hai chữ ly hôn lão nam nhân, đại bộ phận viết thẩm phong cùng lâm hiểu dai, không có phục hôn, thích có thể tiếp tục xem, không thích lời nói chúng ta hữu duyên gặp lại A, à, thương các ngươi, A à, A à Đác. Chương 56 Phiên ngoại 1 Hai kiện việc vui Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cuối tháng 8 lúc, phát sinh hai kiện việc vui Một là trước đó mời Chung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy ở trong lão niên trang phục người mẫu cái kia nhà bán hàng qua mạng gọi điện thoại tới Nói hai người chụp hiệu quả rất tốt Khách hàng phổ biến cảm thấy so trước đó người mẫu càng chân thực cùng phù hợp quần áo định vị Bởi vậy quần áo lượng tiêu thụ rất không tệ Trả hàng suất cũng rất ít, hiện tại bán hàng qua mạng lại tiến vào một nhóm kiểu mới, cho nên muốn mời hai người lần nữa đảm nhiệm nhóm này kiểu mới người mẫu, hơn nữa là bán hàng qua mạng ký kết độc nhất vô nhị người mẫu, mở ra tiền lương là trước kia gấp 3. Việc này ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng nghĩ lại sau đó đám người liền cũng minh bạch. Trước đó mời quay chụp bất quá là bán hàng qua mạng cọ nhiệt độ cùng thử nghiệm, hiệu quả như thế nào ai cũng không biết, bởi vậy giá cả cũng không cao, chỉ là rất phổ thông người mới giá mà chung lan tú các nàng cũng chỉ là cảm thấy mới mẻ chơi vui cho nên mới đáp ứng đi chụp cũng không có muốn trông cậy vào cái này kiếm tiền thế là cũng không có dị nghị vui vẻ liền đi chụp coi như là đi nếm thử một kiện mới sự vật mà thôi không nghĩ tới bây giờ hiệu quả ra thế mà ngoài ý muốn tốt cái kia tính chất nhưng là khác rồi người phần lớn đều là thích cùng gió nhất là đối với hiệu quả tốt cùng có thế kiếm tiền đồ vật cái này nhà thứ nhất bán hàng qua mạng thử nghiệm phát hiện Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy hai người làm người mẫu hiệu quả tốt về sau, rất nhanh cái khác đồng loại hình bán hàng qua mạng cũng sẽ phát hiện, cũng cùng gió bắt chước tìm đến hai người làm người mẫu quay chụp. Này đôi Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy là chuyện tốt, nhưng đối bán hàng qua mạng tới nói liền cũng không phải là. Bởi vậy bán hàng qua mạng mới có thể đề xuất độc nhất vô nhị ký kết, cũng đề cao mạnh tiền lương. Hiểu rõ về sau, Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy biểu thị ký cũng không quan hệ, ngẫu nhiên đương đương người mẫu chơi đùa cũng rất tốt, nhưng cuối cùng các nàng vẫn là sẽ đi làm các nàng cảm thấy hứng thú buôn bán nhỏ, cũng sẽ không một mực trông cậy vào cái này kiếm tiền. Những người khác cũng cảm thấy liền ký cái này một nhà liền tốt, dù sao mặc dù tìm chủ quán nhiều kiếm tiền nhiều, nhưng khách hàng nhìn nhiều về sau cũng là hội thẩm sẽ mệt nhọc phát dính, cái kia ngược lại được không bù mất. Dạng này vừa vặn vẹn toàn đôi bên. Mặc dù như thế, nhưng ở chỗ làm việc bên trên dốc sức làm, đối với kinh doanh kinh mẫn cảm thế hệ trẻ tuổi đều cảm thấy chủ quán cho giá cả vẫn là hơi thấp, thế là nhau nhau xuất mã cùng chủ quán thương nghị đàm phán. Một phen thần thương khẩu chiến sau ngạnh sinh sinh đem tiền lương từ trước đó gấp 3 đề cao đến gấp 5 lần. Vây xem toàn bộ hành trình lâm trạch hiên lâm đại trí Trung Lan Tú Hà Ngọc Thúy. Trận mắt hốc mồm. Dịp gờ lâm trạch hiên nắm tay ta về sau nhất định hảo hảo cố gắng học tập, làm không được học bá cũng tối thiểu phải biết chính mình giá trị bao nhiêu tiền, không đến mức ra ngoài bán lúc còn đem chính mình bán thua lỗ. Kết quả bị ca tỷ mấy cái sau khi nghe thấy gõ một bạo lực, thật dễ nói chuyện, màu khác. Lâm Trạch Hiên, Quy A à Quy, rõ ràng là mấy người các nàng chính mình nghĩ sai. Còn lại ba trong đó lão niên, thật không thể buông lỏng cùng từ bỏ, muốn sống đến lão học đến già a. À nếu không liền là thẻ ngân hàng kém cái không khác biệt. Ký hợp đồng, chụp hình, cầm tiền, kích động hưng phấn chung lan tú cùng Hà Ngọc Thúy lại làm hồi thổ hào, hào khí trùng thiên mời đám người ra ngoài hồ ăn biển nhét, thích ăn cái gì chút gì, thích chơi gì thì chơi, một điểm không có hạn lượng ngăn cản. Đây là kiện thứ nhất việc vui. Thứ hai việc vui thì là tại mọi người thực địa khảo sát thương lượng về sau, Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy rốt cục cuộn xuống một cái mặt tiền cửa hàng, lại trải qua gần một tháng thiết kế cùng trang trí trụ bị về sau, cửa hàng tại ngày 1 tháng 10 cả nước chúc mừng lễ quốc khánh chính thức khai trương buôn bán. Cửa hàng tên gọi Tiểu Khả Ái, diện tích rất lớn, có 120 bình tả hữu, ngay tại một đầu đường dành riêng cho người đi bộ bên lề đường, đối diện cách đó không xa có cái đại mại tràng, phụ cận đã là thương vòng cũng là cư dân lâu, người lưu lượng không sai. Lúc đầu Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy là chuẩn bị bán trưởng thành phục sức, nhưng phân tích sau đó, lại thêm trong nhà có cái đồng đồng, thế là hai người cảm thấy vẫn là bán tiểu hài tử phục sức vật dụng càng tốt hơn. Hai người bọn họ quyết định này cũng đã nhận được đám người mãnh liệt đồng ý, trong đó đặc biệt Lâm Hiểu Hàm là nhất. Nàng đã sớm nghĩ thoáng cái mẫu anh cửa hàng, chỉ là điều kiện không cho phép mà thôi. Quyết định tốt về sau, đại gia hỏa hợp mưu hợp sức, một bên bận biểu trang trí cùng bốn phía nhìn cách phẩm nhập hàng, một bên không ngừng đánh quảng cáo bán hạ giá thêm nhiệt, bận rộn tới mức chân không chạm đất, nhưng cũng quên cả trời đất. Đến chính thức gây dựng ngày này, không ít thân bằng hảo hữu đến đây chúc mừng, cũng không ít nhìn quảng cáo cùng đi ngang qua người đi đường tiến đến xem náo nhiệt, cả đám tiếp đãi tiếp đãi, giảng giải giảng giải. Cực kỳ vui mừng náo nhiệt. Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy cầm truyền đơn đến cửa tiệm phái đưa, nhàn rỗi một chút lúc, hai người nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau lưng mặt tiền cửa hàng. Ngoài cửa, hai bên bày đầy chúc mừng lãng hoa, ở giữa một đầu thảm đỏ, bày vẫy lấy ngũ thải mỹ lệ pháo hoa. Cửa bên trong, khách hàng và thân bằng bạn tốt ngữ cười yến yến, một phái khí thế ngất trời. Phía trên, cửa hàng danh tự cùng logo tại ánh nắng huy sái dưới, sáng tỏ lấp lánh, sức sống tràn trề. Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy liếc nhau, hai người đều là cười một tiếng nhìn chăm chú phía trên tên tiệm Trung lan tú mỉm cười nỉ non hơn nửa năm trước kia ta nằm mơ đều không nghĩ tới ta sẽ có một ngày như vậy cùng người nhà bằng hữu cùng nhau có hứng thú yêu thích có cửa hàng có thế kiếm tiền mỗi ngày tỉnh lại đều tựa hồ rất có chờ mong nhiệt tình mười phần sẽ không mềm nhũng quá một ngày tính một ngày đúng vậy a à, giống như ngươi liệt hà ngọc thúy cũng thuận ánh mắt của nàng nhìn về phía tên cửa hàng thấp giọng cảm khái nói giống như sống lâu như vậy, cho tới hôm nay mới giống có chính mình chân chính muốn đi làm sự tình, cùng chân chính thuộc về mình muốn đi cố gắng đồ vật, thật đặc biệt đúng không ha 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 ha. Ân. Ừ. Trung Lan Tú gật đầu cười nói, lại lần nữa nhìn về phía trong tiệm, cũng may mà đám con nít này, không phải hai chúng ta sợ là cũng sẽ không như thế như ý trôi chảy. Ai, nói đến đây cái ngươi có cảm giác hay không đến hiểu dai cùng nhà ta thẩm phong. A Ngọc. Hà Ngọc Thúy hào hứng đang chuẩn bị kích động bát quái một phen lúc, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng chần chờ mà quen thuộc la lên, nghe vậy nàng lập tức cứng đờ, dừng lại, hoàn toàn nói không ra lời. Trung Lan Tú ngược lại là vô ý thức quay đầu, chỉ gặp khoảng cách cách nàng xa mấy bước địa phương, một cái mặt chữ quốc, thân cao trung đẳng, dáng người hơi có chút mập ra trung niên nam nhân ôm cái giỏ hoa, đang có chút do dự khẩn trương nhìn xem nàng. Không đúng, xác thực tới nói, hẳn là nhìn xem bên cạnh nàng Hà Ngọc Thúy, mà lại hắn giữa lông mày cùng thẩm phong có mấy phần giống nhau. a, à, chẳng lẽ hắn là... Não quan lóe lên, Trung Lan Tú lập tức phúc trí tâm linh, vừa định lên tiếng chỉ thấy bên cạnh Hà Ngọc Thúy xoay người, sắc mặt bất thiện nhìn xem trung niên nam nhân phương hướng, hai tay ôm ngực nói. Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì? Trong tiệm ngay tại quầy thu ngân cho khách hàng kết xong sổ sách thẩm phong ngẩng đầu ra bên ngoài xem xét, lập tức biến sắc, để Lâm Hiểu Giai trước tới thay thế liền vội vàng chạy ra ngoài. Những người khác thấy thế không khỏi hiếu kỳ mắt nhìn ngoài cửa. Thẩm Phong chạy đến trung niên nam nhân bên cạnh, thấp giọng hô. Cha, sao ngươi lại tới đây? Cũng không nói trước nói tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Có vẻ như thật nhiều tiểu thiên sứ đối kết cục thật bất ngờ ha ha ha. Có thế ta thật cảm thấy như thế rất được rồi, lại triển khai tường viết sẽ rất nhỏ vụn, bất quá vẫn là cùng mọi người nói tiếng thật có lỗi a à cảm ơn mọi người vung hoa cùng thích a à a à đát chương 57 mươi phiên ngoại 2 đây là một cái thần kỳ ban đêm bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com thẩm trường minh sắc mặt có chút xấu hổ hắn giọng một cái hắn cố gắng tự nhiên nói cũng không có gì liền là nghe được nói ngươi mụ mụ mở tiệm cho nên đặc địa tới chúc mừng một chút mà thôi nói hắn chậm rãi đi đến Hà Ngọc Thúy trước mặt, có chút khẩn trương cầm trong tay lãng hoa đưa cho nàng, nói. Chúc mừng ngươi, chúc ngươi sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, tài nguyên cuồn cuộn tới. Thẩm Phong sững sờ, Hà Ngọc Thúy cũng là sững sờ. Thẩm Trường Minh lẳng lặng nhìn xem Hà Ngọc Thúy, mặc dù động tác ngôn ngữ đều cố giữ vững trấn định tự nhiên, nhưng không ngừng du di đôi mắt vẫn là tiết lộ ra hắn khẩn trương cùng bất an. Hà Ngọc Thúy nhìn một chút trước mặt lãng hoa, lại ngẩng đầu nhíu mày nghi ngờ nhìn qua hắn. Hắn bất thình lình vừa ra chân thực để nàng ngoài ý muốn, cũng làm cho nàng mười phần nghĩ mãi mà không rõ hắn tại sao muốn làm như thế. Bất quá hôm nay là vui mừng thời gian, người tới là khách, mà lại hắn nhìn cũng là thật có hảo ý, không giống như là đến nói móc gây chuyện. Thế là Hà Ngọc Thúy nghĩ nghĩ về sau, vẫn là hơi hòa hoãn thần sắc, vương tay tiếp nhận hắn đưa tới lãng hoa, lãnh đạm nói. Cảm ơn. Thẩm Trường Minh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại điềm nhiên như không có việc gì nói. "Không khách khí, có cái gì là ta khả năng giúp đỡ được bận biệu sao?" Hà Ngọc Thúy nàng hai mắt trợn tròn, phản phất giống như gặp quỷ nhìn qua Thẩm Trường Minh. "Cái này một đợt nối một đợt đến cùng là muốn làm cái gì đâu?" Khục. Trên mặt nàng đều đem trong nội tâm nàng nghĩ hoàn toàn biểu hiện ra, Thẩm Trường Minh nghĩ trang nhìn không thấy không biết đều không được ho hạ cuốn họng, hắn hơi có chút nơi đây không ngân xấu hổ giải thích nói. Ngươi không nên hiểu lầm, ta chính là cảm thấy ngươi tiệm mới khai trương, có thể sẽ nhân thủ không đủ, rất nhiều chuyện bận không qua nổi, cho nên mới muốn giúp đỡ chút cái gì. Trung Lan Tú ta tâm thanh, bộ dáng lại là nói rõ không tin. Thẩm Trường Minh Đang lúc bầu không khí trầm mặt mà xấu hổ lúc, Thẩm Phong bước lên phía trước dàn xếp nói. Cha, ngươi vừa tới cũng mệt mỏi a à, tới trước trong tiệm ngồi một chút nghỉ ngơi một chút đi thẩm trường minh liên tục không ngừng ứng hảo thẩm phong đơn giản lên tiếng chào hỏi liền lôi kéo hắn đi vào chung trong tiệm hai cha con bước chân nhanh chóng rất giống chạy trối chết hà ngọc thúy nhìn qua bóng lưng của hai người ông cái giỏ hoa rất là nhíu mày không hiểu đây rốt cuộc là làm gì đâu trước đó còn đen hơn lấy khuôn mặt đối ta chửi ầm lên đấy làm sao hiện tại đột nhiên lại là tặng hoa giỏ chúc mừng lại là phải giúp một tay à nha Trung lan tú như có điều suy nghĩ cười nói nói không chừng là biết mình trước đó quá mức cho nên đặc địa cùng ngươi lấy lòng cầu hòa tới a à, thà ngọc thúy giật mình ứng tiếng lập tức lại ngạo kiều khẽ nói vậy cũng trễ rồi không có dùng trong tiệm thẩm phong cùng đám người giới thiệu đây là ba của mình thẩm trường minh nghe vậy tất cả mọi người kinh ngạc nhưng đều vẫn là lễ phép cùng Thẩm Trường Minh chào hỏi. Thẩm Trường Minh có chút câu nệ không được tự nhiên, nhưng cũng đều vẫn là từng cái đáp lại. Đơn giản đánh đối mặt về sau, Thẩm Phong lôi kéo Thẩm Trường Minh đi phòng giải khác ngồi xuống, lại rót cho hắn chén nước uống, lúc này mới khẽ nhíu mày nghi hoặc hỏi. "Cha, ngươi làm sao đột nhiên tới?" Cũng không có gọi điện thoại đề cập với ta trước nói tiếng. Nhi tử trước mặt, Thẩm Trường Minh dễ chịu tự tại nhiều thế là sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng trắng xuất ra làm phụ thân tôn nghiêm có cái gì dễ nói ta cũng không phải tiểu hài tử đi nơi nào còn muốn trước báo cáo chuẩn bị thẩm phong cốt a à, vậy ngươi tới là có chuyện gì không có cần hay không ta an bài cái gì nói đến đây cái thẩm trường minh vừa thăng lên khí thế trong nháy mắt lại yếu xuống dưới quơ cái chén trong tay không quá tình nguyện nói ra ta đây không phải mới vừa đã giải thích qua sao liền là nghe nói mẹ ngươi mở tiệm cho nên đặc địa tới chúc mừng nàng một chút mà thôi không có cái gì khác thẩm phong thẩm trường minh nhìn hắn chầm chầm. làm sao ngươi không tin hắn ngữ khí hơi có chút thẹn quá thành giận ý vị thẩm phong nhịn cười không được thân thể hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng ý vị thâm trường nói cha ta tin hay không không quan hệ trọng yếu là mẹ tin hay không a à? thẩm trường minh sắc mặt hắn lập tức liền biệt khuất u ám thấy thế thẩm phong khóe môi dương đến cao hơn bất quá dù sao cũng là phụ thân của mình thẩm phong cũng không tâm tư quá phận trêu chọc thế là thoại phong nhất chuyển nói cha ngươi có đói bụng không muốn hay không mang ngươi đi trước ăn cơm chúng ta hôm nay không rảnh đều không làm cơm thẩm trường minh lắc đầu lập tức lại nghĩ tới cái gì mừng rỡ Vậy các ngươi ăn không có? Nếu là không có lời nói ta mời các ngươi ăn đi. Coi như là chúc mừng các ngươi tiện mới khai trương tốt. Hắn mâu nhãn lóe sáng, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Kết quả Thẩm Phong mới mở miệng liền đem hắn lóe sáng cùng chờ mong trong nháy mắt vỡ thành cạn bã. Không cần, chúng ta đều nếm qua. A, à, Thẩm Trường Minh lắc lắc khuôn mặt, vậy ngươi tùy tiện giúp ta gọi phần khoái sang tốt. Thẩm Phong Ăn xong bữa cơm, Thẩm Trường Minh cũng không đi, một mực lưu tại trong tiệm hỗ trợ. Nhưng trên thực tế hắn một đại nam nhân, không mang quá hài tử, đối trong tiệm đồ vật cũng không hiểu ra sao, thêm nửa nhân thủ cũng đầy đủ, cho nên hắn cùng vốn là không giúp đỡ được cái gì. Nhiều lắm thì nhìn thấy khách nhân tiến đến liền khô cằn tiếng kêu, ngươi tốt, hoan nghênh quan lâm, lại hoặc là phát hiện khách nhân mua đồ xong muốn đi liền lại khô cằn tiếng kêu, ngươi tốt, đi thông thả nếu là thanh âm hắn êm tai điểm dáng dấp đẹp trai điểm lại hoặc là hình tượng bình dị gần gũi điểm vậy dạng này làm cái tiếp khách cũng không tệ đáng tiếc hắn đồng dạng không chiếm hô ra miệng ngoại trừ để khách nhân hơi kinh ngạc nhìn hắn hai mắt bên ngoài không hề có tác dụng thế là rất nhanh liền bị hà ngọc thúy ghét bỏ đuổi hắn đi cùng lâm đại chí làm đóng đi cùng thẩm trường minh nguyên nhân đồng dạng lâm đại chí cũng là đối mua bán đồ vật đều giúp không được gì Thế là vì để tránh cho bị ghét bỏ nhã rảnh, cho nên hắn ngay từ đầu liền rất có tự biết rõ lựa chọn chiếu kháng đồng đồng. Vì biểu hiện ra cùng thuận tiện đồng đồng vui đùa, cho nên đám người đặc địa trừ ra một khối nhỏ nơi hẻo lánh, trang hàng rào cùng bảo hộ đệm, bên trong bày trong phòng đu dây, thang trượt, bong bóng cầu loại hình đồ chơi cho tiểu hài tử chơi. Hiện tại đồng đồng liền đang cùng một chút khách hàng hài tử ở bên trong chơi, Lâm Đại Chí liền cùng cái khác khách hàng gia trưởng ở bên cạnh nhìn, một bên đùa nhà mình tiểu hài một bên phòng ngừa đùa dẫn xảy ra ngoài ý muốn. Thẩm Trường Minh đi tới, có chút lúng túng cùng Lâm Đại Chí chào hỏi. Ngươi tốt. Lâm Đại Chí thu hồi đồ đồng đồng lúc ngây thơ dáng tươi cười, cũng có chút lúng túng gật đầu. Ân, ừ, ngươi tốt. Hai cái cùng ly hôn nhưng là lạ lẫm đến cực điểm lão nam nhân đụng nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể lẫn nhau lúng túng trầm mặt đồng đồng bên trên thang trượt lúc chân nhanh đạp cái không lâm đại chí tâm nhấc lên thốt ra hô lớn đồng đồng chậm một chút may mà đồng đồng tay đào cực kỳ chỉ là bắp chân quỳ xuống mà thôi không có thật ngã xuống rất nhanh liền lại đứng lên cùng tiểu đồng bọn cười toe toét chạy tới chơi lâm đại chí nhẹ nhàng thở ra thẩm trường minh hắn giọng một cái cái kia là tôn nữ của ngươi sao dáng dấp rất xinh đẹp a à? là ngoại tôn nữ Lâm Đại Chí giải thích một câu, theo sát lấy lại kiêu ngạo đắc ý nói, cảm ơn a, à, kỳ thật ta mang nàng đi ra ngoài chơi lúc người khác cũng thường xuyên khen nàng dáng dấp đẹp mắt. Ngươi mang nàng. Thẩm Trường Minh tự hồ có chút ngoài ý muốn, hiện tại cũng là ngươi tại mang nàng sao. Lâm Đại Chí cười nói, thế thì không có, chỉ là nữ nhi nữ tế ban ngày đi làm, không rảnh, ta cùng nàng bà ngoại thì giúp một tay chiếu kháng lần này, chờ bọn hắn tan tầm liền đón về nha thẩm trường minh gật gật đầu lại có chút như có điều suy nghĩ vậy ngươi mang đến quen thuộc sao nam nhân đều sẽ rất ít mang hài tử a à. lâm đại chí nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn lại lần nữa đem ánh mắt thả lại đồng đồng trên thân đúng vậy a à, trước kia ta cảm thấy mang hài tử là nữ nhân sống cho nên ta cũng cho tới bây giờ không mang quá đây là cuộc đời đầu một lần bởi vậy vừa mới bắt đầu không quen a à, làm gì đều tay chân vụng về làm không tốt bị nàng bà ngoại ghét bỏ chết rồi còn không cho phép ta tại hài tử trước mặt hút thuốc không phải liền để ta đi ta đều là cái lão yên thương đây thật là rất khó chịu thẩm trường minh gật đầu cái kia xác thực cai thuốc liền so cai nghiện tốt một chút như vậy mà thôi rất khó làm được lâm đại chí cười cười không có cách nào a à, tiếp tục khó chịu cũng phải nhịn ngươi giới thành khói rồi không có chỉ là không còn dám tại hài tử cùng các nàng trước mặt rút, một người lẫn mất xa xa mà thôi. Không dễ dàng. Lâm Đại Chí lắc đầu, hơi có chút tự hào nói. Kỳ thật quen thuộc cũng còn tốt. Hiện tại ta một người đều có thể đem hài tử chiếu cố rất khá, mớm nước cho ăn cơm đổi tè ra quần biết rõ hơn, khóc cũng có thể cười vang, ba mẹ nàng cũng sẽ không lo lắng. Thẩm Trường Minh Ngươi thật giống như còn thật vui vẻ. Vui vẻ là có như vậy điểm đi. Lâm Đại Chí cười cười, ánh mắt nhìn về phía ngay tại trơn bóng bậc thang đồng đồng, ngữ khí giống như là đến chậm tỉnh ngộ. Trước kia làm sai rất nhiều chuyện, bây giờ có thể đổi một điểm là một điểm, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm mà thôi. Lại nói, một người ở lại nhà trống rỗng, làm gì đều không có tư không có vị, thật đúng là không bằng đi lên cùng bọn nhỏ góp một khối sinh hoạt, bị chửi vài câu đều cảm thấy vui vẻ. Thẩm Trường Minh khẽ giật mình, rốt cục trong lòng có sự cảm thông. Đúng vậy a, à, một người ở lại nhà trống rỗng, thật làm gì đều không có tư không có vị, cũng không biết thời gian tới đây làm gì. Ai? Hai cái ly hôn không có bạn lão nam nhân yên lặng ở trong lòng thở dài một tiếng. Mười giờ tối, đại gia hỏa bắt đầu chính thức thu dọn đồ đặt đóng cửa đóng cửa. Lục Dương vợ chồng cùng Lâm Hiểu Hàm vợ chồng đều sớm trở về hiện tại còn lại những người này cũng đều dễ làm theo lúc đầu ai về nhà nấy liền tốt duy nhất thẩm trường minh a à phong kề bên này có cái gì tốt một chút nhà khách khách sạn sao thẩm trường minh đạo lễ quốc khánh công ty nghĩ ta trở về cũng không có việc gì cho nên chuẩn bị tại cái này đợi mấy ngày thẩm phong sững sờ có chút chần chờ nói nhà khách khách sạn là có bất quá hắn nhịn không được mắt nhìn hà ngọc thúy đứng tại nhi tử góc độ lại chưa quen cuộc sống nơi đây cho nên hắn kỳ thật có chút không quá nhẫn tâm để cho mình ba ba một người ở nhà khách khách sạn muốn để hắn cùng mình chen một chút nhưng hắn lại lo lắng đến nhà mình mụ mụ hà ngọc thúy không nhìn hắn cũng không lên tiếng liền chắp tay sau lưng đơn thuần nhìn thiên nhìn xuống đất giống như đem mình làm pho tượng nghe không được cũng không biết bọn hắn nói cái gì đồng dạng cái này thẩm phong liền đoán không ra tâm tư của nàng cũng không tốt chính đề xuất ý nghĩ không có cách thẩm phong đang muốn mở miệng dẫn hắn đi tìm nhà khách khách sạn lúc lại thình lình nghe được lâm đại chí mở miệng nói đừng đi ở cái gì nhà khách quán rượu hiện tại tin tức không phải đều đưa tin quét dọn rất tùy tiện buồn nôn sao ca giường cái gì đều không đổi bẩn chết rồi đừng đi ở đi cùng ta chen một chút đi dù sao ta cũng liền một người ngủ tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía lâm đại chí bao quát một mực đem mình làm pho tượng Hà Ngọc Thúy. Hai người này không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Làm sao quen như vậy, quan hệ tốt như vậy? Thẩm Trường Minh cũng kinh ngạc khước từ. Cái này, cái này không tốt lắm đâu. Cái này có cái gì không tốt? Lâm Đại Chí trừng hắn, nam nhân lão cẩu ngươi còn sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi không thành a? Không có không có không có. Thẩm Trường Minh dọa đến liên tục khoát tay ta tuyệt đối không có ý tứ này, chính là sợ quấy rầy đến ngươi không tiện mà thôi. Lâm Đại Chí giải quyết dứt khoát. Quấy rầy không đến, vậy cứ thế quyết định. Tất cả mọi người. Đây là một cái thần kỳ ban đêm. Trung Lan Tú tại phòng vệ sinh rửa mặt lúc, Lâm Hiểu Giai nghe được tiếng đập cửa vang, nàng chạy đến mở cửa, chỉ gặp Hà Ngọc Thúy ôm gối đầu đệm chăn đứng ở ngoài cửa. Hiểu Giai, mụ mụ ngươi đâu? Nàng đang tắm. Lâm Hiểu giai sững sờ đạo: "A Di ngươi đây là?" Hà Ngọc Thúy vui tươi hớn hở cười nói: "Không có gì, liền là nghĩ đêm nay tới cùng mụ mụ ngươi cùng nhau ngủ một giấc mà thôi." Lâm Hiểu giai: "Tác giả có lời muốn nói. Thật giống như ta bên trên chương làm lời nói không rõ ràng, có tiểu thiên sứ hiểu lầm a, bên trên chương phi ngoại không phải hoàn tất." hiểu dai cùng thẩm phong thức ăn cho chó ta cũng còn không có phát đâu hai a à, cảm ơn mọi người cổ vũ cùng tiêu xài một chút a a đát thương các ngươi nha mũi tên tây bắc mũi tên đông bắc chương 58 mươi tám phiên ngoại ba tái hôn vsc phục hôn bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com trạng sáng hơn 12 hai giờ màn đêm đã thâm trầm bữa ăn khuya bày bên trong nhưng như cũ tiếng người huyên náo rau xào bún thập cẩm cây đồ nướng tôn chờ chút bữa ăn khuya món ngon không ngừng tản mát ra trận trận hương khí kích thích người muốn ăn cùng vị giác quấy đến người khó mà yên giấc chìm vào giấc ngủ thẩm trường minh ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch nhiều lần lại che miệng không lưng phát ra tiếng ho khan kịch liệt mặt cũng trướng đến đỏ bừng đối diện chính nhai lấy củ lạc lâm đại chí thấy thế giật nảy mình vội vàng đứng dậy rút tờ khăn giấy đưa cho hắn huy lão huynh không có sao chứ Ngươi uống vội vã như vậy làm gì? Phải từ từ uống a." À. Thẩm Trường Minh bên cạnh che miệng bên cạnh khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Lại qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi thuận quá khí, đỉnh lấy trương bị nghẹn đỏ mặt hữu khí vô lực nói: "Không có ý tứ a, à, ta kỳ thật cũng không làm sao lại uống rượu, cái này không cẩn thận có chút bị sặc." Lâm Đại Chí, hắn rất là im lặng nhìn xem Thẩm Trường Minh Ngươi cũng không biết uống rượu còn nói cái gì muốn cùng ta ra uống một chén đâu." Thẩm Trường Minh cười khổ cười, thở dài. Liền muốn thử xuống uống cái rượu là tư vị gì, nào nghĩ tới. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Đại Chí lần nữa ngồi xuống, có chút Minh Bạch gật đầu. Tâm tình không tốt đúng không? Lại tự dễu. Vậy dạng này bắt đầu so sánh ta khả năng so ngươi khá hơn chút, tại bên ngoài lăn lộn mấy chục năm rượu là nhất định phải sẽ uống, không phải cùng người kéo không kiếp sau ý, kiếm không được tiền. Ngươi muốn làm sinh ý xả giao, cái kia xác thực không đồng dạng. Thẩm Trường Minh nói, lại bỗng nhiên nói, ngươi cũng rất giống cũng là bởi vì cái này ở bên ngoài có những nữ nhân khác, cho nên mới cùng lão bà ngươi ly hôn đúng không? Khụ khụ khụ. Một lời của hắn thốt ra, uống rượu bị nghẹn cùng ho khang trong nháy mắt liền biến thành lâm đại chí. Không có khục. Không có sự tình. Lâm Đại Chí vẫn như cũ ho khang. Nhưng lại ráng chống đỡ vào đề khục bên cạnh giải thích. Ta khục. Ta bên ngoài không có khục. Không có những nữ nhân khác khục. Thẩm Trường Minh. Thật có lỗi. Dừng lại. Hắn lại bổ đao. Có thế ta nhớ được đây là con gái của ngươi cùng ta nhi tử cãi nhau lúc nói. Còn bị đập tới trên mạng đi. Tất cả mọi người biết. Lâm Đại Chí. Ánh mắt ảm đạm. Lâm Đại Chí trầm mặt sẽ mới cười khổ giải thích nói. Là thật không có cái kia chuyện, bất quá. Ta cũng đúng là làm sai, cho nên đằng sau mới có thể chỉnh ly hôn, tự làm tự chịu. Dứt lời hắn hướng trong chén đổ đầy rượu, bưng lên một hớp uống cạn. Từ miệng đến dạ dày, tràn đầy cây độc. Thẩm Trường Minh cũng cho chính mình đổ điểm, Lâm Đại Chí thấy thế bận biểu đưa tay ngăn cản nói. Ui uy uy uy, ngươi cũng đừng uống a à, đừng chờ một chút làm cho ta muốn đem ngươi gánh trở về một chút xíu không có chuyện gì nói hắn chuyện bỗng nhiên nhất chuyển ly hôn ngươi có hậu ăn năng sao lâm đại chí sững sờ muốn ngăn cản chậm tay chậm liền để xuống ánh mắt ảm dưới thần sắc ngơ ngác ngược lại xong chính mình cái cốc về sau thẩm trường minh cũng cho hắn rỗng chén rượu rót đầy để chai rượu xuống thẩm trường minh trồng mắt bên cạnh chậm rãi nắm lên trên bàn củ lạc ăn, bên cạnh chậm rãi nói. Ta cùng ta lão bà kết hôn đến nay kỳ thật vẫn luôn chung đụng được rất tốt, không chút đỏ quá mặt, cũng không chút cãi nhau. Đại khái là bởi vì Xuân sẽ đến quá lâu, cũng bởi vì lớn tuổi tính tình càng cưỡng, cho nên khó được đại xảo về sau càng kìm nén khẩu khí, làm sao cũng không chịu cúi đầu thỏa hiệp chịu thua. Nói hắn bưng chén lên chậm rãi nhấp miệng rượu, lại buông xuống, thở hắt ra ta kỳ thật không nghĩ tới muốn ly hôn cuối cùng sẽ đáp ứng cũng là bởi vì hờn dỗi thành phần chiếm đa số dù sao nàng đều tưởng thật còn liền luật sư đều tìm tới ta cũng không thể tại thời điểm này còn nhận sợ đương tôn tử đúng không huống hồ khi đó cũng chân thực không tiếp thụ được nàng đột nhiên chuyển biến nói đến đây thẩm trường minh cười khổ cười ngay từ đầu thật ly hôn sau ta khí không có tiêu cũng không chút coi ra gì thậm chí còn cảm thấy nàng bộ kia quỷ bộ dáng sau sẽ thảm hại hơn. Dù sao cái nào nghĩ tới chúng ta dạng này tuổi tác nam nhân có thể chịu được nàng bộ kia xanh xanh đỏ đỏ, không đứng đắn quỷ bộ dáng a, nàng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ hối hận chạy về tới tìm ta, kết quả không nghĩ tới a. Thẩm Trường Minh dừng lại, không có xuống chút nữa nói, chỉ là lắc đầu, cười khổ thở dài. Lâm Đại Chí lại tự dẻo giúp hắn nối liền. Kết quả không nghĩ tới người ta không muốn nam nhân không muốn lão công cũng có thể sống rất tốt thậm chí so trước kia tốt hơn càng vui vẻ hơn đúng không hai người nam nhân liếc nhau đều từ đối phương trên mặt thấy được đồng dạng tỉnh ngộ cùng cảm khái đúng là chúng ta quá nghĩ đương nhiên cũng quá mức xem nhẹ cùng coi thường các nàng lại uống một hớp rượu về sau thẩm trường minh mở miệng nói ngươi về sau có tính toán gì hay không lâm đại chí lắc đầu nói còn có thể có tính toán gì có thể duy trì hiện trạng cũng không tệ rồi. Gật gật đầu, Thẩm Trường Minh lại nghĩ tới cái gì, Hiếu Kỳ nói. Ngươi có nghĩ qua tái hôn loại hình sao? Tái hôn. Lâm Đại Chí sững sờ, lại hiếp hiếp mắt, cười. Cái này a, à, có người khuyên quá, nhưng ta cự tuyệt. Vì cái gì? Vấn đề này. Lâm Đại Chí ngẩng đầu, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi đây. Muốn cùng người khác tái hôn sao? Thẩm trường Minh nhai lấy củ lạc, cười cười. Cùng ngươi không sai biệt lắm, trước mấy ngày còn bị người nói đều không nói một tiếng liền trực tiếp dẫn người tới cửa, tức dẫn đến ta kém chút muốn đem người trực tiếp banh ra ngoài. Thế mà còn có loại sự tình này. Lâm Đại Chí cười to, sau khi cười xong lại nói, vậy sao ngươi cũng cự tuyệt không đáp ứng A? Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau đáp án thẩm trường minh ngửa đầu uống xong trong cốc còn sót lại rượu lại để ly xuống về sau hắn ở rượu men say dần dần lóe lên trong đầu chúng ta cũng đều coi là một thanh lão cốt đầu đi ly hôn lại tìm người kỳ thật không có gì cũng không khó thế nhưng là vừa nghĩ tới liền kiểu gì cũng sẽ trong lòng không thoải mái khó ta cùng cái kia bà nương thế nhưng là kết hôn mấy thập niên từ khổ nhất thời gian từng bước một cùng nhau nhịn đến hiện tại dạng này người cùng cảm tình còn đi nơi nào tìm được không có chỉ có nàng đúng vậy a à, lại tìm tái hôn cũng bất quá là thuần túy cùng người nửa đời sau kết nhóm sinh hoạt mà thôi không có ý nghĩa còn không bằng tự mình một người qua đây lâm đại chí cũng là thanh âm thật thấp phụ họa nói đáng tiếc chúng ta đều làm sai minh bạch đến quá muộn không hảo hảo trân quý cho nên người đều đã thương tâm chạy đi ngài nói đúng là chúng ta sai tự làm tự chịu đâu thẩm trường minh có chút lớn đầu lưỡi hô cho nên chúng ta nửa đời sau phải hảo hảo đem người đuổi trở về coi như truy không trở lại cũng muốn tiếp tục đuổi nói cái gì đều phải hảo hảo thụ lấy ai bảo chúng ta ngốc trước đó không biết hảo hảo che chở đâu đến chúng ta cạn thêm chén nữa cạn ly trăng sao treo trên cao đèn đuốc lộng lẫy bữa ăn khuya bày bên trong thanh âm vẫn như củ sôi trào ồn ào không có chút nào khốn đốn ủ rũ nhưng tại mảnh này huyên náo phía dưới mỗi một cái về muộn người đều có sầu khổ mỗi một cốc cây độc trong rượu đều ẩn chứa cố sự đồng dạng đêm chưa ngủ còn có mặt khác nằm tại cùng một trên giường lớn hai người a à tú ngươi nói ta trước đó đầu đến tột cùng nghĩ đến làm gì đâu trong bóng tối hà ngọc thúy mở to mắt khó được câu mày nói lại là tặng hoa giỏ lại là mặt dày mày dạng nhất định phải lưu lại cùng hỗ trợ. Có phải hay không không có lòng tốt? Trung Lan Tú mỉm cười. Ta không phải đã nói rồi, hắn có thể là cảm thấy trước đó quá mức, cho nên đặc địa đến giải thích với ngươi cúi đầu lấy lòng, nói không chừng. Còn muốn cùng ngươi nối lại tình xưa đâu? Vậy vẫn là quên đi thôi. Hà Ngọc Thúy ghét bỏ biểu môi nói, không muốn cùng hắn cũ tốt, vẫn là để ta tựa như như bây giờ một người quá đi Trung lan tú trở mình nhìn xem nàng vậy vạn nhất hắn là thật rất có thành tâm cùng thành ý giải thích với ngươi nhận lầm cũng không còn nói ngươi mắng ngươi liền để ngươi giống như vậy qua đây hà ngọc thúy trực tiếp thốt ra vậy cũng không muốn vì cái gì không muốn hà ngọc thúy cũng trở mình trực tiếp đối mặt nàng nói trong lòng ta khó chịu a à, lúc trước hắn nói ta mắng ta Thái độ còn lại lại ác liệt, ta mới không muốn như vậy mà đơn giản liền tha thứ hắn liệt. Mà lại ta hiện tại cũng sống rất tốt a, à, muốn hắn làm gì? Để hắn cái nào mát mẻ cái nào đã đi, lão nương không có thèm hắn. Dừng lại, nàng lại nghĩ tới cái gì? Không nói ta cái này, nói một chút ngươi cái kia đi. Ta cái kia. Trung Lan tú sững sờ, ta cái kia có cái gì dễ nói? Cái kia có thể nói liền có thêm. Hà Ngọc Thúy cười nói, hắn hiện tại thế nhưng là rõ như ban ngày thay đổi triệt để một lần nữa làm người liệt. Đối ngươi cũng là rất là để bụng. Ngươi đối với cái này thấy thế nào? Có ý nghĩ gì không? Ta có thể có ý kiến gì? Hắn có thể sửa lại tự nhiên là chuyện tốt thôi. Nếu là hắn muốn theo ngươi phục hôn mà nói ngươi có đáp ứng hay không? Trung Lan Tú khẽ giật mình, ánh mắt trống không? Phục hôn A trầm mặt sẽ nàng chậm rãi nói. Ta không nghĩ tới vấn đề này. Hà Ngọc Thúy. Cái kia nếu không, bây giờ suy nghĩ một chút. Trung Lan Tú cười cười. Vậy nếu như ngươi đằng trước cái kia cũng cùng ta đằng trước cái này hiện tại đồng dạng, thực tình hối cải, thay đổi triệt để, sau đó một lần nữa đợi ngươi tốt, muốn cùng ngươi phục hôn mà nói ngươi sẽ đáp ứng sao? Hà Ngọc Thúy. Nàng yên lặng trở mình lẩm bẩm đã khuya đấy, chúng ta vẫn là ngủ đi. Trung Lan Tú buồn cười. Nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh bay lả tả tiến đến, Trung Lan Tú chậm rãi liễm cười, mở mắt gối lên cánh tay nhìn qua trên đỉnh màu trắng trần nhà phát khởi ngốc. Nàng lý giải Hà Ngọc Thúy, chính như Hà Ngọc Thúy cũng lý giải nàng đồng dạng. Đã từng, các nàng đem hôn nhân coi là sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, là sinh hoạt bên trong không thể chia cắt một bộ phận. Nhưng khi biến cố giáng lâm, các nàng đều từ hôn nhân bên trong đi tới lúc mới phát hiện, thế giới bên ngoài còn rất lớn, nhân sinh ngoại trừ hôn nhân bên ngoài cũng còn có rất nhiều đáng giá đi làm cùng muốn làm sự tình. Bởi vậy cho tới bây giờ, hôn nhân kỳ thật đều đã không còn là các nàng coi trọng nhất đồ vật. Phục hôn. Không phục hôn. Không biết. Về sau sẽ như thế nào. Cũng không biết. Nhưng mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều có cố gắng muốn đi làm sự tình cùng mỗi người đều sinh hoạt thật tốt, cái này, như vậy đủ rồi. Cuộc sống bình thường luôn luôn thoáng một cái đã qua, đám người dù tiếc đến đâu, cũng vẫn là đến quốc khánh ngày nghỉ ngày cuối cùng. Ngày mai nên đi làm đi làm, nên đi học đi học. Thế là Lâm Đại Chí muốn đưa Lâm Trạch Hiên hồi trường học, Thẩm Trường Minh cũng muốn về công ty đi làm. Trước khi chia tay, hai người phân biệt đưa Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy hai cái đóng gói tinh mỹ hộp. Đãi hai người đi về sau, Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy tại tiểu bối hiếu kỳ cùng thúc dục hạ mở ra hộp, đường cái nắp mở ra nháy mắt, sở hữu tiểu bối đồng thời phát ra qua tiếng tháng phục. Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy thấy thế cũng là rung động ngu ngơ. Rửa mặt sữa, thoải mái da nước, mặt nạ, tinh hoa dịch, phấn lót, nhãn ảnh, lông mi, son môi, má đỏ. Nguyên bộ mới, không có mở ra qua mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới tất cả đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, rực rỡ muôn màu. Ông trời ơi! Lâm Hiểu Hàm không thể tưởng tượng nỗi sợ hãi tháng phục, cha cùng thẩm thúc thúc là thế nào biết dưỡng da cùng trang điểm phải dùng đến những này. Còn sở hữu sắc hào đều mua nguyên bộ. Má ơi, ta dùng đồ vật cộng lại đều không có nơi này đầy đủ a. À? Nói nàng nhịn không được nhìn về phía tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi khóc nhất tay. Mua mua mua, thiếu cái gì bổ cái gì. Trong hộp có tờ giấy, Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy cầm lên nhìn, chỉ thấy phía trên đồng dạng viết, hỏi thương trường quầy hàng nhân viên bán hàng, nàng nói đủ, không biết đúng hay không. Nếu có không đúng, hy vọng ngươi có thể nói cho ta, về sau lại sửa lại cùng bổ sung. Chuyện trước kia rất xin lỗi, nếu như còn có cơ hội. Hy vọng có thể tự tay giúp ngươi hóa cái trang cái gì. Buông xuống tờ giấy, sở hữu tiểu bối trầm mặt, Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy liếc nhau, hai người hốc mắt đều rất đỏ. Giờ phút này tất cả mọi người não hải hiển hiện, đại khái đều là hai cái đối dưỡng gia trang điểm nhất khiếu bất thông lão nam nhân tại thương trường trước quầy, vụng về lại kiên nhẫn cẩn thận hỏi thăm hướng dẫn mua, từng cái đem những vật này chọn tốt, gói kỹ, lại khẩn trương lại bất an tại cuối cùng đưa cho các nàng đi. Tác giả có lời muốn nói. Hy vọng mọi người cũng có thể mỗi ngày đều vui vẻ. Mỗi ngày đều có cố gắng muốn đi làm sự tình, cùng mỗi ngày đều sinh hoạt thật tốt o, o. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem phụ mẫu cố sự đều dừng lại tại một chương này. Cảm ơn mọi người về sau là Thẩm Phong cùng Hiểu Giai thức ăn cho chó. Thích có thế tiếp tục, không thích lời nói chúng ta liền tạm thời gặp lại a, a a đát. Chương 59 Phiên ngoại 4 Lâm Hiểu Giai VSC Thẩm Phong Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com người khác yêu đương là dạng gì lâm hiểu dai không rõ ràng nhưng nàng cùng thẩm phong chuyện đêm hôm đó thật giống như một giấc mộng đồng dạng đương tỉnh mộng về sau có dư vị nhưng lại không chân thực đây chính là nàng cùng thẩm phong trước mắt trạng thái hai người nói xong muốn thử thử một lần nhưng cụ thể làm sao cái thử pháp hai người cũng không có nói xong lại thêm đều là thái biểu da mặt mỏng người trong nhà cũng đều ở bên người cho nên hai người kỳ thật cũng lật không nổi cái gì sống, nhiều lắm thì lên một chút xíu bọc nước mà thôi. Tỷ như cùng đám người ở chung lúc ánh mắt sẽ nhịn không được vụn trộn trôi hướng đối phương A, vừa đối đầu lại sẽ tim đập da tốc dời đi chỗ khác A, còn nữa hai người uy chắc bên trên cũng không còn âm u đầy tử khí A, sẽ lẫn nhau nói, buổi sáng tốt lành, ăn cơm sao? Đang làm gì? Ngủ ngon, chờ chút. Rất phổ thông cùng bình thường đối thoại, lại mỗi lần đều là rải rác vài câu mà lại trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có cái khác tiến một bước cử động cho nên hai người cơ bản cùng bình thường ở chung lúc không có gì khác biệt cũng bởi vậy chung quanh đều không có người nào phát giác ra được hai người có mập mờ mà hai người lại bởi vì không có xác định cho nên cũng không có cùng mọi người nói đều chỉ là hòa bình thường đồng dạng trải qua liền liền đêm đó từ mắt mèo nhìn thấy hai người cùng đi ra hà ngọc thúy cũng không dám xác định nàng chỉ là loáng thoáng cảm thấy hai người tự hồ có chút cải biến nhưng lại sợ là chính mình nhạy cảm cùng chuyện xấu thế là cũng không dám hỏi chỉ có thể đau khổ giấu ở trong lòng hai người chân chính đánh vỡ cục diện có bước đầu tiên thực tế động tác cùng tiếp xúc là tại một vòng mạc thẩm phong cho lâm hiểu giai phát tới tin tức buổi chiều có rảnh không lâm hiểu giai tại viết bản thảo nhìn thấy tin tức sau tính toán thời gian một chút trả lời có thế nào muốn cùng ngươi đi xem phim, có thể chứ? Lâm Hiểu Giai sững sờ, khóe miệng lại không tự giác có chút dơ lên. Có thể a, à, nhìn cái gì phim đâu? Thẩm Phong lập tức phát tới một cái phim danh tự. Kinh dị 20 Nhìn thấy nên phim danh tự sau Lâm Hiểu Giai dáng tươi cười trong nháy mắt động lại. Im lặng cho Thẩm Phong trở về sáu cái im lặng tuyệt đối về sau, Lâm Hiểu Giai nghĩ nghĩ lại ở phía sau bổ túc một câu. Thẩm Phong, ngươi có phải hay không đối ta còn có cái gì hiểu lầm vừa biên tập lấy tin tức thẩm phong thấy được nàng gửi tới tin tức khẽ giật mình lập tức cũng không gửi tin tức trực tiếp cho nàng gọi một cú điện thoại tới lâm hiểu giai tiếp lên hắn trực tiếp nhân tiện nói không có hiểu lầm ngươi đừng nghĩ lung tung lâm hiểu giai cười khẽ không có hiểu lầm vậy ngươi làm gì còn muốn mời ta nhìn loại này phim loại này không tốt sao Lâm Hiểu giai trừng lớn mắt. Loại này nào đâu tốt? Khục. Thẩm Phong trầm mặt sẽ, lúc này mới hắn giọng một cái, có chút ngượng ngùng thấp giọng giải thích nói: "Ta là tại trên mạng nhìn thấy nói cùng nữ hài tử đi hẹn hò nhìn này chủng loại hình phim sẽ khá tốt, cho nên mới." "Thật có lỗi." Lâm Hiểu giai. Trên mặt nóng lên, nàng đột nhiên liền liền nhã rảnh đều nói không ra miệng. Một tay che mặt, Lâm Hiểu giai nói khẽ: đừng tin trên mạng. Ngươi thích xem cái này sao? Không thích. Ta cũng không thích, cho nên chúng ta vẫn là thay cái đi. Tốt. Hai người lại thương lượng sẽ, cuối cùng mua bộ hài kịch phim hành động. Muốn tắt điện thoại trước, Thẩm Phong thấp giọng nói. Vậy chúng ta liền đợi chút nữa gặp A. Nhịn không được lại đưa tay che mặt Lâm Hiểu dai Ân. Cúp điện thoại, lâm hiểu giai một lần nữa ngồi trở lại trước máy vi tính có thế đối mặt với viết một nửa văn kiện nàng chợt phát hiện chính mình tạm ngừng trong đầu nghĩ tất cả đều là mới vừa rồi cùng thẩm phong đối thoại cùng đợi chút nữa muốn cùng đi xem phim sự tình a à, ngay người tầm 10 phút phát hiện chính mình vẫn là không cách nào tập trung tinh thần về sau lâm hiểu giai ngửa đầu tựa ở thành ghế thở dài âm thanh cuối cùng bất đắc dĩ mở ra khóc chó phát ra lên đại bi chú 3 giờ chiều, hai người tại phim mở màn thời gian trước 1 giờ đi ra ngoài. Mà tại đi ra ngoài nửa trước giờ trước, hai người cũng không khỏi tục vụn trộn cầm quần áo ở trên người khoa tay múa chân đến cùng cái nào kiện tương đối tu thân đẹp mắt. Cuối cùng, đều lựa chọn ban đầu cái kia một kiện. Mở cửa gặp mặt, hai người đều cố giữ vững trấn định tự nhiên. Đi thôi. Ân. Ừ. Trên đường, thẩm phong lái xe, Lâm hiểu giai an vị tại tay lái phụ nhìn chầm chầm đường nhìn cũng không có quá nhiều giao lưu. Đến rạp chiếu phim lại không ngoại lệ mua đồ uống cùng Bắp Trang vào sân. ở giữa hai người trao đổi mấy lần phim vấn đề, lại đem đồ uống cùng Bắp Trang ăn xong bên ngoài, cái gì cũng không có phát sinh. Thẳng đến tan cuộc, bởi vì ra phòng chiếu phim người đương thời triều chen chúc, hai người bị mấy cái tiểu hài tử chen lấn tách ra, lại đến gần lúc. Lâm Hiểu dai sát bên thẩm phong bên kia trong lòng bàn tay đột nhiên ấm áp. Nàng vô ý thức cúi đầu nhìn lại, là thẩm phong dùng tay của hắn cầm tay của nàng. Lâm Hiểu dai. Thẩm phong mang tay ửng đỏ, trên mặt lại một phái thản nhiên trấn tĩnh nói. Quá nhiều người, chúng ta vẫn là lôi kéo tay đi, để phòng bị mất. Nam nhân bàn tay đại mà ấm áp khô nóng, cảm giác như vậy là lẫm lại kỳ lạ, nhưng lại cũng không có để nàng bài xích cùng chán ghét. Lâm Hiểu Giai quay đầu chỗ khác, lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Tốt. Nàng vừa dứt lời, liền phát hiện giao ác bàn tay lại bị thẩm phong kéo đến chặt hơn chút nữa. Lâm Hiểu Giai lại nhịn không được lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Nàng không có ngẩng đầu, không phải đại khái sẽ phát hiện thẩm phong lỗ tai đỏ đến giống như là nhiễm tiên diễm màu đỏ chót. Xem hết phim đã gần 7 giờ. Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy các nàng gần nhất đều đang bận rộn mở tiệm sự tình, Lâm đại trí lái xe dẫn các nàng chạy khắp nơi, cho nên gần nhất trong nhà kỳ thật đều không thế nào ăn cơm, bình thường đều là tự mình giải quyết, thế là Lâm hiểu giai cùng thẩm phong đương nhiên ngay tại bên ngoài ăn, liền cùng trong nhà báo cáo một tiếng đều không cần. Hai người lựa chọn đi ăn chủng loại rất phong phú, thời gian dài nhất quyên ương nồi lẩu. Phổ phổ thông thông dừng lại nồi lẩu, hai người cuối cùng ăn gần 2 giờ, đều không khác mấy đến tối 9 giờ. Phải lái xe trở về lúc. Thẩm Phong đột nhiên nói, "Ta hối hận cùng ngươi lái xe ra." Lâm Hiểu giai sững sờ. "Vì cái gì?" Thẩm Phong nhìn xem nàng, ngữ khí nghiêm túc. "Lái xe quá nhanh, muốn cùng ngươi chậm rãi đi trở về đi." Lâm Hiểu giai. "Đại khái là đầu óc nóng quá mức, cho nên Lâm Hiểu giai cũng nhìn qua hắn nói, "Cái kia không phải liền đem xe thả nơi này, chúng ta đi đường trở về tốt." Bốn mắt nhìn nhau, thế là hai cái có xe không ra nhất định phải đi đường ngốc tử cứ như vậy ngốc ngốc nắm tay cùng nhau chậm rãi đi trở về đi đi được còn phi thường vui vẻ ai thẩm phong hai người về đến nhà lúc lâm trạch khải vừa vặn mở cửa ra ngoài có việc lâm đại chí lại còn chưa có trở lại bởi vậy nhìn thấy thẩm phong liền hai mắt sáng lên cũng không đoái hoài tới hỏi hắn làm sao lại cùng nhà mình nhị tỷ cùng nhau từ bên ngoài trở về trực tiếp nhân tiện nói xe của ngươi có thế cho ta mượn dùng một chút sao? Bằng hữu của ta tìm ta có việc cấp. Thẩm phong lâm hiểu dai. Ho nhẹ hạ cuốn họng, thẩm phong có chút chột dạ mà nói. Không có ý tứ, xe của ta hỏng, không có cách nào cho ngươi mượn. Hỏng. Lâm trạch khải sững sờ, buổi sáng hôm nay không phải còn rất tốt sao? Làm sao lại đột nhiên hỏng? Thẩm phong. Không biết, nó liền là đột nhiên chính mình hỏng, mở bất động. Lâm hiểu dai. Đơn thuần Lâm trạch khải. a à, quên đi, ta thời gian đang gấp đi trước. Nhị tỷ cha mẹ khi trở về giúp ta nói với bọn họ thanh ta sẽ tối nay trở về, không cần chờ ta. Nói xong hắn quay người liền vội vàng đi. Lâm hiểu hàm cùng thẩm phong liếc nhau, hai người đều thổi phù một tiếng cười. Đêm khuya, Lâm hiểu dai rửa mặt xong nằm ở trên giường soát điện thoại lúc Thình lình xoát đến Thẩm Phong đổi mới đầu vòng bằng hữu. Hắn viết, đi xem phim, khi trở về xe lại đột nhiên hỏng, chỉ có thể đi đường trở về. Bất quá lại tuyển một lần mà nói, vẫn là lại nhìn phim, vẫn là sẽ lại đi đường trở về. Lâm Hiểu Giai vừa định điểm tán cùng bình luận một cái, liền nhận được Lâm Trạch Khải gửi tới tin tức. Nhị tỷ, ngươi chào buổi tối giống như là cùng Thẩm Phong đồng thời trở về a? À, các ngươi là cùng đi ra sao? lâm hiểu giai dừng lại minh bạch hắn khẳng định cũng là soát đến thẩm phong vòng bằng hữu cho nên có chút hậu tri hậu giác nghĩ lại lâm hiểu giai không chút hoang mang giải thích nói không chỉ là khi trở về dưới lầu đụng phải mà thôi thế nào đơn thuần lâm trạch khải a à, vậy xem ra là ta nghĩ nhiều rồi không có việc gì không có việc gì nhanh ngủ đi ha 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 diễn trò làm nguyên bộ cho nên Lâm Hiểu giai một điểm không chột dạ cho hắn phát hai cái gõ đầu biểu tình qua. Đơn thuần Lâm Trạch Khải còn ngốc ngốc cho nàng trở về hai cái mặt trăng. Lâm Hiểu giai mỉm cười đóng lại cùng Lâm Trạch Khải nói chuyện phím giao diện, lập tức ánh mắt khẽ động, ánh mắt liền đứng tại Thẩm Phong ảnh chân dung bên trên. Ngắn mũi do dự về sau, nàng ấn mở, đưa vào gửi đi đạo, ta cũng là. Thẩm Phong dây hồi. Hả? Bằng hữu của ngươi vòng ta đưa cho ngươi bình luận. Ngủ ngon. Tin tức một phát đưa, Lâm Hiểu Giai liền trực tiếp kéo cao chăn che lại đầu. Một bên khác nhìn thấy tin tức thẩm phong lại là trong nháy mắt trừng lớn mắt, bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên, hai mắt thẳng nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động, khóe môi càng dương càng cao, nụ cười kia làm sao dừng đều ngăn không được. Hồi lâu hắn mới đầu ngón tay nhẹ rung, cười khúc khích chậm rãi trả lời. Ngủ ngon được chăng lâm hiểu dai nghe được tin tức thanh lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thấy hồi phục sau mím môi cười một tiếng đang lúc nàng chuẩn bị tắt điện thoại di động lúc vòng bằng hữu lại nhắc nhở có đổi mới nàng nhìn không được ấn mở đã thấy là thẩm phong phát biểu đạo đêm nay đại khái phải ngủ không đến lâm hiểu dai khóe môi dương lên lâm hiểu dai một lần nữa che kín đầu khoanh tay cơ cùng chăn trên giường lăn qua lộn lại lăn lông lốc vài vòng ẩn tàng cho dù tốt dưới mặt đất tình đàm lâu đó cũng là sớm muộn có lộ ra ánh sáng ngày đó huống chi là sớm chiều tương đối mà biết quá sâu người nhà bất quá lâm hiểu dai cùng thẩm phong vận khí tốt vừa vặn đụng tới hà ngọc thúy cùng chung lan tú các nàng phải bận rộn mở tiệm sự tình không có thời gian cùng tinh lực chú ý hai người lại thêm lâm trạch khải là cái đơn thuần trì độn mà cái khác tinh binh lục dương những này lại không ở tại cùng nhau thế là hai người sự tình vẫn luôn được mọi người băng phát hiện. Thẳng đến cửa hàng chính thức gây dựng, cũng chậm chậm ổn định về sau, lúc này mới bị Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy trong lúc vô tình bắt gặp. Khi là cuối tháng 10 cái cuối cùng cuối tuần, rất lâu không có đi đi dạo qua phố Trung Lan Tú cùng Hà Ngọc Thúy thừa dịp Lâm Hiểu Hàm vợ chồng cùng Lâm Trạch Khải nghỉ ngơi, liền để ba người hỗ trợ nhìn xem cửa hàng, sau đó hai người các nàng kết bạn ra buông lỏng một chút. Thời tiết dần dần lạnh, Thế là hai người thương lượng đến thương trường đi mua chút mùa đông quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Tiếng thương trường, còn không có đi dạo mấy nơi đâu, Trung Lan Tú đã nhìn thấy một bên tay nắm tay, một bên cầm trà sữa tại uống lâm hiểu dai cùng thẩm phong. Trung Lan Tú bước chân dừng lại. Ai, đây không phải là hiểu dai cùng thẩm phong à? Nói nàng dừng lại, con ngươi chấn động, bất khả tư nghị nói. Hai người này làm sao ở cùng một chỗ? Còn nắm tay. Nghe vậy chính say sư ngon lành nhìn xem bốn phía Hà Ngọc Thúy kích động, lập tức thay đổi đầu hưng phấn hô. Đâu có đâu có. Ở đâu? Trung Lan Tú chỉ hướng chết đối diện. Cùng bình thường ổn định giá thương trường khác biệt, nên thương trường là một cái cỡ lớn hoa mỹ mua sắm thương trường, đi là tinh xảo cấp cao lộ tuyến, chiếm diện tích cực lớn, trang trí cũng là xa hoa, mỗi tầng đều là hình khuyên thiết trí, ở giữa nhất từ vừa đến tầng cao nhất ngoại trừ thang máy bên ngoài đều là trống rỗng mà hai bên thì là hành lang cùng thương gia bởi vậy hiện tại là bốn người tại cùng một tầng lầu nhưng là phân biệt tại trái phải hai đầu ở giữa lại không có đón đỡ vật cho nên có thể lẫn nhau trông thấy đối phương hà ngọc thúy thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy tay thuận nắm tay tại một bên khác chậm ung dung đi tới lâm hiểu giai cùng thẩm phong hai người bên cạnh uống vào đồ vật bên cạnh nói chuyện phiếm lực chú ý đều tại trên người đối phương, cười yếu ớt liên tục, thái độ động tác thân mật, phấn hồng bong bóng ứa ra. Thật là một tơ một hào đều không có chú ý bốn phía. Thấy thế Hà Ngọc Thúy cùng Trung Lan Tú còn có cái gì không rõ. Hai người này khẳng định là ở cùng một chỗ. Hai cái này thằng ranh con tốt. Hà Ngọc Thúy lại là kích động cao hứng lại là một điểm không tức giận mắng. Thế mà giấu giếm chúng ta vụn trộn ở cùng một chỗ, cũng không nói một tiếng còn một cái gạt chúng ta nói ở nhà có việc, một cái nói ở nhà viết bản thảo, thật là. A à tú đi, bọn hắn dọa chúng ta nhảy một cái, chúng ta cũng muốn đi dọa bọn hắn nhảy một cái. Nói liền lôi kéo Trung Lan tú bước nhanh hướng hai người phía sau đi. Trung Lan tú cảm xúc không có Hà Ngọc Thúy như thế lộ ra ngoài, nhưng tâm tình lại là giống như nàng, nhìn thấy hiểu dai cùng với Thẩm Phong mặc dù kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng đồng dạng cao hứng phi thường cùng vui vẻ. Không nghĩ tới A. À. Tại khoảng cách thẩm phong cùng lâm hiểu giai còn có một đoạn ngắn khoảng cách lúc, Hà Ngọc Thúy đột nhiên thả chậm bước chân, nói. Chờ một chút. Trung Lan Tú. Hà Ngọc Thúy tròng mắt đi lòng vòng, sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thẩm phong dãy số, cũng ra hiệu Trung Lan Tú chớ có lên tiếng. Trung Lan Tú dây hiểu, rất được hoan nghênh chờ đợi Hà Ngọc Thúy treo cực này đôi thanh niên thế là hai người không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy thẩm phong lấy điện thoại di động ra mắt nhìn điện báo biểu hiện về sau cũng ra hiệu bên cạnh lâm hiểu dai chớ có lên tiếng hà ngọc thúy hừ hừ nhất đẳng hắn kết nối lại như không việc nói nhi tạp ở chỗ nào bận bịu không bận bịu a à, bận rộn gì sao cùng bằng hữu nói chuyện a à, bằng hữu gì a à, chuyện tốt hay là chuyện xấu a à? a à, là ta không quen biết bằng hữu a à. Hà Ngọc Thúy kéo dài thanh âm, lập tức trò chuyện một tràng, lôi kéo Trung Lan Tú lần nữa bước nhanh xông lên trước, cắt vỗ một cái hai người phía sau lưng. Thẩm Phong cùng Lâm Hiểu Giai vô ý thức quay đầu. Hà Ngọc Thúy quơ tay cười tủng tỉm cùng hai người chào hỏi. A nha, ta biết nghi tạp, còn có ta không quen biết bằng hữu. Thẩm Phong Lâm Hiểu Giai. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người hy vọng chén này thức ăn cho chó mọi người có thể ăn được vui vẻ hờ 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 hờ. Chương 60 Phiên ngoại năm Lâm Hiểu Giai VSC Thẩm Phong Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đối mặt đánh, vợ chồng trẻ giống như là bị người tại chỗ bắt gian đồng dạng xấu hổ, trừng lớn mắt cả kinh kém chút đem miệng bên trong trà sữa trực tiếp hướng hai vị mụ mụ phun đi. Nhất là còn cầm điện thoại đặt ở bên tai, kỳ quái trò chuyện làm sao đột nhiên đoạn mất thẩm phong. Bên trên một giây hắn mặt còn không đổi sắc, nói chắc như đinh đóng cột cùng nhà mình mụ mụ vung lấy láo đâu, không nghĩ tới một giây sau nhà mình mụ mụ liền đứng ở trước mặt, nói dối bị nhất cử hung hăng chọc thủng đánh mặt. Đây quả thực là hắn từ trước tới nay xấu hổ độ nhất phá trần, khó xử nhất một khắc. Đến bước đầu hắn đều có chút mộng, không biết nên phản ứng ra sao, chỉ là dơ dưới điện thoại di động ý thức kinh ngạc ngu ngơ hô mẹ, Chung A Di. Lâm Hiểu giai cũng không có so thẩm phong tốt đi nơi nào. Nhưng dù sao điện thoại không phải nàng tiếp, nói dối cũng không phải từ nàng nói ra khỏi miệng, cho nên nàng mặc dù cũng xấu hổ không có ý tứ, nhưng coi như làm sao cũng vẫn là so thẩm phong tốt như vậy ném một cái ném, không có hắn như vậy xấu hổ đánh mặt. Thế là ban đầu sau khi hết khiếp sợ, Lâm Hiểu giai hoàng hồn nhanh nhất, trấn định cười khang nói. "Mẹ, Hà A Di, thật là đúng dịp a." À. Hà Ngọc Thúy vẫn như cũ cười tủm tỉm. Đúng vậy a, à, thật là đúng dịp đấy. Không phải chúng ta coi như còn bị mơ mơ màng màng, cũng còn bị lừa gạt, coi là Thẩm Phong thật cùng vị kia chúng ta không quen biết bằng hữu đang nói sự tình đâu. Nói ánh mắt trêu tức nhìn về phía Thẩm Phong. Đúng không, Nhi Tạp. Thẩm Phong Lâm hiểu dai. Chung Lan Tú cũng là cười không ngớt nhìn xem hai người. Vợ chồng trẻ bị nhìn thấy cùng dẻo cợt không được ý tứ nhìn nhau một cái thẩm phong để điện thoại di động xuống có chút mặt đỏ tới mang tai nói tốt mẹ lừa ngươi là ta không đúng ngươi cũng biết liền thiếu đi nói một đôi lời đi ta biết cái gì rồi ta cái gì cũng không biết a à? hà ngọc thúy chơi tính đại phát chẳng những không có nói ít ngược lại còn ra vẻ kinh ngạc nói đối đấy hai ngươi không phải nói mỗi người có việc riêng phải bận rộn sao làm sao cùng nhau kết bạn ra đâu hoàng thủ nắm tay. Lâm Hiểu Giai yên lặng buông lỏng ra thẩm phong tay. Thẩm phong sững sờ, lập tức không chút nghĩ ngợi lại lần nữa đưa nàng mạnh tay mới dắt trở về, cũng nắm đến cực gấp, một bộ không dung nàng lại buông ra tư thế. Lâm Hiểu Giai Hà Ngọc Thúy Trung Lan Tú Wow, Lâm Hiểu Giai hơi đỏ mặt, trong lòng lại ngọt đến phản phất chấm mật, quay đầu chỗ khác nhẹ nhàng cắn môi dưới, khóe môi nhưng như cũ khống chế không nổi lặng lẽ dơ lên thẩm phong sắc mặt cũng hiện ra đỏ trừng mắt nhìn biết rõ còn cố hỏi mụ mụ hắn ổn ổn cảm xúc tức giận nói được rồi ngươi đừng làm rộn a à, ta nói thẳng chính là như ngươi cùng chung a di thấy ta cùng với hiểu giai bây giờ tại yêu đương hẹn hò hài lòng không có thế không còn trò cười chúng ta không mặc dù đã sớm nhìn thấy cùng đoán được nhưng nghe đến hắn chính miệng thừa nhận hà ngọc thúy vẫn là kích động cùng cao hứng hướng trên bả vai hắn gõ một cái búa tiểu tử thối ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta đâu hôm nay nếu không phải ta cùng a tú trong lúc vô tình nhìn thấy mà nói ngươi còn chuẩn bị giấu giếm chúng ta bao lâu không biết ta liền ngóng trong hai ngươi ở cùng một chỗ sao thế mà cũng không nói ra đến để lão mụ tử ta cao hứng một chút thật sự là thật không có lương tâm Thẩm Phong che lấy bị nàng đánh địa phương miếng môi cười không ngừng, cũng không giải thích, chỉ là xin lỗi nói. Mẹ, thật có lỗi. Hà Ngọc Thúy hừ một tiếng. Một mực không có lên tiếng lâm hiểu dai mắt nhìn Thẩm Phong, nhìn không được đau lòng, thế là cũng mở miệng ấy nấy giải thích nói. Hà A Di, ngươi đừng trách hắn, là ta không cho hắn nói. Vừa mới bắt đầu chúng ta chỉ là muốn thử xem, cũng không xác định, không biết đằng sau sẽ như thế nào, sợ vạn nhất sập các ngươi không vui, chúng ta cũng xấu hổ, cho nên liền không có có ý tốt nói với các ngươi, muốn đợi càng ổn định chút lại cùng các ngươi thẳng thắng. Nàng mới mở miệng vậy coi như là cùng thẩm phong hoàn toàn hai cái khác biệt đãi ngộ. Ai nha, A di không có treo ý của các ngươi liệt. Liền là đột nhiên biết thật cao hứng, cho nên nhịn không được nhiều lời vài câu mà thôi. Hà Ngọc Thúy tiến lên không nói lời gì đem Lâm Hiểu Giai từ thẩm phong trong tay kéo tới, Đối với cái này nghiêm trọng bất mãn Thẩm Phong. Hoàn toàn đem hắn vứt sang một bên không để ý tới Hà Ngọc Thúy tiếp tục lôi kéo Lâm Hiểu giai thân thân nhiệt nhiệt nói. Vậy các ngươi hiện tại kết giao bao lâu à nha? Có hay không có thể ổn định công khai nha? Có hơn 3 tháng, có phải hay không ổn định? Lâm Hiểu giai nhịn không được mắt nhìn Thẩm Phong, Thẩm Phong khẳng định dị thường cười nói. Phi thường ổn định, phi thường có thể công khai. Lâm Hiểu giai hà ngọc thúy nghe vậy lại là hai mắt trong nháy mắt sáng lên mừng rỡ không được vậy ta coi như không khách khí giúp các ngươi công khai á lâm hiểu giai cùng thẩm phong vốn là trộn đi ra xem phim kết quả bị hai vị mụ mụ cái này vô tình va chạm cũng không tiện lại đi nhìn mặc dù hai vị mụ mụ đều nhiều lần từ chối cùng cường điệu để cho hai người không cần bận tâm các nàng cứ việc đi hẹn hò lãng mạn liền tốt nhưng thẩm phong cùng lâm hiểu giai vẫn kiên trì cùng các nàng đi dạo phố mua đồ dù sao sẽ bọn hắn có rảnh rỗi tùy thời có thế ước, nhưng trùng hợp như vậy gặp gỡ, có thể bồi mụ mụ cùng nhau đi dạo cơ hội lại cũng không nhiều. Đã người thân đều kiên trì muốn tận hiếu tâm, Hà Ngọc Thúy cùng Trung Lan Tú tự nhiên cũng liền không nói thêm lời, vui sướng đáp ứng. Bốn người mua đủ qua mùa đông phải dùng vật phẩm cùng quần áo, tiếp lấy lại đi chợ bán thức ăn mua một đống lớn đồ ăn, Hà Ngọc Thúy cùng Trung Lan Tú tự mình xuống bếp, hô tất cả mọi người trở về ăn liền hứa Thu Linh cùng Lục Dương đều tới. Trên bàn cơm, nghe được Thẩm Phong cùng với Lâm Hiểu Giai, Lục Dương hứa Thu Linh không ngoài ý muốn, những người khác nhưng chính là đã chấn kinh lại ngoài ý muốn, nhưng đều là nhao nhau nâng chén chúc mừng hai người. Nghe được hai người vụn trộm kết giao thời gian về sau, hậu tri hậu giác Lâm Trạch Khải rốt cục một ngụm rượu phun tới, lên án nhìn qua Lâm Hiểu Giai. Hơn ba tháng. Nhị tỷ ngươi gạt ta cái gì cùng thẩm phong dưới lầu đụng phải hai người các ngươi rõ ràng liền là cùng nhau hẹn hò đồng thời trở về lâm hiểu Giai cười nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy a à, chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy liền tin lời ngầm chính ngươi trì độn không trách được người khác nha bị nghẹn phải nói không ra lời nói lâm trạch khải đấm ngực xã hội xã hội nhanh ban thưởng ta cái bạn gái căng căng kinh nghiệm đi đám người cười vang Cơm nước no nê, Lâm Hiểu giai cùng Hứa Thu Linh đến trên ban công hóng gió. Hứa Thu Linh cười nói: "Chúc mừng thoát đơn a, à, thiếu nữ." "Cảm ơn." Lâm Hiểu giai cũng cười ứng, nhưng lại hiếu kỳ, "Bất quá ta cùng Thẩm Phong việc này ngươi cùng Lục Dương giống như cũng không ngoài ý muốn a." À. Hứa Thu Linh trêu chọc lấy mái tóc: "Đương nhiên không ngoài ý muốn. Ngươi quên ta lần trước đã nói với ngươi dự cảm số đào hoa của ngươi muốn tới sao?" Cái này không phải liền là. Lâm Hiểu giai giật nảy mình. Ta đi. Ngươi lúc đó liền biết. Không chỉ ta biết, Lục Dương cũng biết. Lâm Hiểu giai. Hứa Thu Linh cười. Trước đó ngươi không phải bị tỷ tỷ ngươi tỷ bà bà tìm tới cửa náo, sau đó Thẩm Phong nhìn không được trước công chúng hạ đứng ra giữ gìn ngươi sao? Trước ngươi một mực không có đem Thẩm Phong nói lời để trong lòng, kỳ thật hắn liền là khi đó hỏi Lục Dương làm sao cùng với ta cho nên chúng ta đã biết từ lâu hắn đối ngươi động tâm, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Lâm hiểu dai che mặt. Ta xác thực không biết, còn tưởng rằng. Ta đoán nếu như không có Hà A Di du lịch trở về muốn giới thiệu nam sinh cho ngươi nhận biết mà nói, thẩm phong hẳn là cũng sẽ một mực kìm nén, tối thiểu sẽ không giống hiện tại nhanh như vậy cùng ngươi thổ lộ. Lâm hiểu gia nhìn xem ngay tại trong phòng khách nói chuyện với lục dương thẩm phong vậy ngươi lại thế nào biết ta nhất định sẽ đáp ứng hắn đó còn cần phải nói sao hứa thu linh cười nhạo hắn vốn chính là ngươi thích khoản tiền chắc chắn a à, không phải ta cùng lục dương ra mắt vậy sẽ làm sao lại cố ý lưu ngươi cùng hắn một mình huống hồ các ngươi hiện tại lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy hiểu lầm cùng thành kiến đều tiêu trừ lẫn nhau gia đình cùng tam quan cũng hài hòa phù hợp ta cũng không tin ngươi cái này mẫu thai solo đối mặt hắn tỏ tình có thể cự tuyệt không động tâm. Lâm hiểu dai bị nàng nói đến mặt đỏ lên, nhưng cũng không nhịn được ngang nàng một chút. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao. Lúc trước cứ như vậy ném ta cùng hắn hai cái lúng túng tại phòng ăn, chính mình tiêu sái đi cùng lục dương vừa thấy đã yêu, thật cũng cho ngươi hai làm ra được. Hứa thu linh nghệ nàng. Nhân sinh cũng là bởi vì những này ngoài ý muốn cùng không biết mới đặc sắc kích thích a, à, nếu như đều khuôn sáo, gò bó theo khuôn phép cũng quá không thú vị. Mà lại hiện tại xem ra, ngẫu nhiên giống lúc trước như thế làm loạn cùng mạo hiểm một chút cũng rất đáng được, không phải chúng ta đều không có hiện tại kết quả, không phải sao? Nàng khóe môi nhất câu, ngữ khí không có chút nào chột dạ ấy nấy, dáng tươi cười cũng là xinh đẹp bằng phẳng, mấu chốt là lời nói nghe, cũng rất có đạo lý. Lâm Hiểu giai sững sờ, lập tức cười. "Đúng, ngươi vĩnh viễn có ngươi một bộ ngụy biện, ta là nói không lại ngươi, phục." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Ngươi cùng Thẩm Phong tiếp xuống có tính toán gì hay không?" Nhiều lần, Hứa Thu Linh lại nói, "Nhớ không lầm, ngươi cùng Thẩm Phong trước đó đều là không cưới không dục tới." Lâm Hiểu giai liếc nàng. "Nói đến ngươi cùng Lục Dương trước đó không phải tới." "Ngươi đi luôn đi." hứa thu linh cười mắng lấy khẽ đẩy nàng một thanh ta lúc nào có nói hai ta không phải cái này không phải liền là bởi vì về sau đánh mặt cho nên mới muốn hỏi một chút các ngươi có hay không cùng nhau đánh mặt kế hoạch mà lâm hiểu giai linh hoạt tránh nàng hai người cười đùa một chút lâm hiểu giai mới liễm cười nâng má tựa ở ban công trên lan can ba phần tản mạng bảy phần nghiêm chỉnh nói nói thật ta kỳ thật không nghĩ tới vấn đề này Thẩm Phong cũng không có cùng ta đề cập qua hoặc là thảo luận qua, cho nên ta nghĩ hắn cũng hẳn là không nghĩ tới. Hứa Thu Linh lặng lặng nghe. Như như lời ngươi nói, chúng ta đều phi thường minh bạch hôn nhân cùng sinh dục muốn gánh chịu nghĩa vụ cùng trách nhiệm, cho nên trước đó mới có thể sợ chính mình gánh chịu không đến phần này nghĩa vụ cùng trách nhiệm, quyết định không cưới không dục, thật không nghĩ đến. Dừng lại, nàng cười cười. Đây là thuận theo tự nhiên sự tình, ta cùng thẩm phong liền thuận theo tự nhiên tuân theo tâm ý đi, nhưng quan trọng hơn cùng xa xưa. Ngươi cùng lục dương là hành động phái, ta cùng thẩm phong liền là ngụy phái. Cho nên không có xác định cùng suy nghĩ kỹ càng trước, ta cùng hắn đều rất khẳng định là sẽ không phóng ra bước này. Hứa Thu Linh gật gật đầu, vừa cười vỗ vỗ nàng vai. Ân, chúng ta riêng phần mình dựa theo mình thích phương thức đi liền tốt, vui vẻ trọng yếu nhất. Lâm Hiểu Giai cũng nghiêng đầu nhìn lại nàng, tràn ra ý cười đúng vui vẻ trọng yếu nhất lâm đại chí cùng thẩm trường minh nghe nói hai người yêu đương về sau cũng kích động cùng cao hứng gọi điện thoại tới chúc mừng hai người cũng song song cho hai người phát hồng bao lấy đó chúc mừng còn mãnh liệt yêu cầu hai người nhất định phải nhận lấy nếu không liền muốn lái xe chạy đến cho hai người ở trước mặt đưa tiền mặt không có cách thẩm phong cùng lâm hiểu giai đành phải dở khóc dở cười nhưng cũng lòng mang cảm động nhận muốn ngủ lúc không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay chuyện phát sinh quá ngoài ý muốn cùng quá nhiều, cho nên Lâm Hiểu dai lăn qua lộn lại sửng sốt ngủ không được, một hồi cười ngây ngô, một hồi vừa khổ buồn bực ngủ không ngon, ngày mai không có tinh thần viết bản thảo, quả thực buồn vui đang xen, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cuối cùng, Lâm Hiểu dai bất đắc dĩ cầm qua điện thoại, vốn định phát ra đại bi chú tĩnh tâm, nhưng tại theo sáng màn hình nháy mắt nghĩ lại trở thành, không biết thẩm phong chưa ngủ sao. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Hiểu Giai lập tức tuyệt vọng kéo cao chăn nệm giường. Nửa giờ trước, nàng mới vừa vặn cùng Thẩm Phong nói chuyện ngủ ngon. Nửa giờ sau, nàng nhưng như cũ đầy trong đầu đều là hắn. Xoa. Không. Cứu. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động kêu lên tin tức tiếng nhắc nhở. Mừng rỡ, Lâm Hiểu Giai thật nhanh ném đi chăn cầm qua điện thoại xem xét. Một giây sau tức giận đưa điện thoại di động ném một bên không có gì tin tức so rác rưởi tin nhắn càng khiến người ta ghét bỏ thất vọng. Đang lúc nàng xịu mặt suy nghĩ cái này yêu đương có phải hay không quá mức ảnh hưởng sinh hoạt, muốn chia tay khá hơn một chút lúc, tin nhắn lại vang lên. Lâm hiểu dai sa súc tinh thần cầm lấy nhìn một cái, lập tức hai mắt trong nháy mắt sáng lên, đầy máu phục sinh. Thẩm phong. Ngươi ngủ thiếp đi sao? Lâm hiểu dai nhanh chóng hồi phục. Không có, ngươi đây đãi phản ứng chính mình phát là cái gì về sau, Lâm Hiểu Giai lại ảo não luống cuốn tay chân rút về tới. Nhưng mà vẫn là chậm. Thẩm Phong. Ha 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 ha. Không cần rút lui, ta thấy được. Lâm Hiểu Giai. Ta đi ngủ, bái bái, bái bái, Thẩm Phong dây hồi. Đừng. Lại theo sát lấy. Ta xin lỗi, không cười ngươi, cho nên lại theo giúp ta tâm sự được không? ta ngủ không được. Lâm Hiểu Giai cười cười, đầu ngón tay vui sướng. Vì cái gì ngủ không được? Nhớ ngươi. Vui sướng đầu ngón tay dừng lại, Lâm Hiểu Giai nhìn chầm chầm trên màn hình ba chữ, trên mặt nhiệt độ dần dần thăng. Chữ đánh lại xóa, xóa lại đưa vào, nàng nhưng Thủy chung cảm thấy hồi phục không tốt. Cuối cùng, nàng thở sâu, chịu đựng ngượng ngùng lấy hết dũng khí đưa vào nói. Ta kỳ thật cũng nhớ ngươi, cho nên cũng ngủ không được không nghĩ tới cái tin này phát ra về sau thẩm phong lại không trở về lâm hiểu giai đợi một hồi lâu cũng vẫn là không thấy hắn hồi phục thế là nhìn không được tái phát ngươi ngủ thiếp đi sao thẩm phong lại dây hồi không có lâm hiểu giai vậy ngươi làm gì không trở về ta thật có lỗi bởi vì ta vừa rồi thất thần Tân nhắc có phải hay không hẳn là đi ra bên ngoài mua bộ phòng ở Lâm hiểu dai thẩm phong dương môi mỉm cười chậm rãi lại nghiêm túc hồi phục nàng hiểu dai ta muốn cùng ngươi ở cùng nhau tác giả có lời muốn nói thật có lỗi để mọi người đợi lâu a à, thức ăn cho chó hai làn sống hy vọng mọi người vẫn như cũ có thể ăn được vui vẻ PS bởi vì các ngươi thích cùng ủng hộ cái này văn cuối cùng leo đến bản vượt quá ta dự kiến, cho nên thật thật rất cảm ơn mọi người, cho mọi người cúi đầu cây, a à a à đát, thương các ngươi.